Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng Tước Nhi vì sao lại đột nhiên bay trở về, lúc trước không phải nói cho nàng, để cho nàng thả hết chiêu liền rời đi à, làm sao? Tước Nhi bóng người, đã là nghĩa vô phản cố hướng cái kia sắp đâm vào Thanh Long Vương thể nội viêm trụ phóng đi. Chờ một chút, Tước Nhi, tựa hồ rốt cuộc minh bạch nàng dự định, Trác Phàm không khỏi giật mình, hét to lớn tiếng. Đáng tiếc đã muộn, Tước Nhi cái kia tràn đầy lôi mang thân thể, đã là đụng một tiếng, hung hăng đụng vào cái kia viêm trụ phía trên. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, từ lôi đụng phải kim viêm, giữa thiên địa tàn bạo nhất hai loại năng lượng tựa hồ phát ra cộng minh giống như, không ngừng mà ầm vang bạo hưởng, lẫn nhau hung hăng va chạm lên. Có lẽ là Tước Nhi quá chú tâm toàn lực điều động tử lôi kết quả, cái kia không ai bị nổi viêm lực kim trụ, đúng là bỗng dưng một chút, bị đỡ được. Vọt tới trước uy năng, cũng vào lúc này một chút trì trệ lên. Bất quá, viêm trụ vọt tới trước tình thế bị ngăn trở, thế nhưng kim viêm uy năng lại không giảm chút nào. Cuồn cuộn kim viêm chen chúc lấy hướng Tước Nhi vọt tới, phảng phất muốn đem nàng hoàn toàn bao phủ tại cái này viêm hải bên trong đồng dạng, Tước Nhi trong mắt lộ ra bướng bỉnh. Toàn thân cao thấp cũng là tử lôi nổ vang, tựa như muốn ép khô trên người mình một điểm cuối cùng năng lượng, cũng thế muốn đem cái này viêm trụ hủy diệt giống như. Kết quả là, tử lôi cùng kim viêm va chạm ở giữa, cái kia viêm trụ rốt cục bắt đầu xuất hiện mài mòn, hơn nữa còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng mài mòn đi xuống. Cái kia tử lôi phảng phất như là từng nhánh cái đục, đem cái này không có chút nào khe hở thiết bổng, cho nó từng tấc đục bình, đục ngắn. Mà cái kia kim viêm, cũng giống như từng cái độc xà, đang không ngừng hướng Tước Nhi trên thân vọt tới, thường thường ở trên người nàng kéo cắn một cái, liền nàng tử sắc lông vũ đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng là nàng lại không quan tâm, vẫn như cũ bướng bỉnh suy nghĩ thần, hung hăng chấp động lên lôi mang, đem cái kia viêm trụ hướng ra phía ngoài đỉnh lấy, mà cái kia viêm trụ cũng tại từng tấc mài ngắn. Trác Phàm nhìn lấy đây hết thảy, nhưng trong lòng thì bỗng dưng đau xót. Hắn tâm lý minh bạch, Tước Nhi đây là tại lấy tính mạng mình đang bảo vệ hắn. Rốt cục, cái kia đạo cường đại viêm trụ oanh một tiếng, vỡ ra, tiêu tán vô tung. Tước Nhi cũng là toàn thân khét lẹt, lôi mang biến mất, phốc một tiếng, vô lực rơi xuống mặt đất, đã là hấp hối. Thân thể hơi hơi run run, Trác Phàm một đôi thô ráp bàn tay nhịn không được run run, phí thời gian lấy bước động bước chân, hướng nơi đó đi tới. Sở Khuynh Thành nhìn lấy đây hết thảy. Cũng là không khỏi đưa tay che lên môi son, trong mắt sớm đã lệ quang phun trào, thì thào lên tiếng, Tước Nhi, cảm ơn. Ai, thật sự là một cái hộ chủ linh sủng a. Bất giác thở dài một tiếng, Ôn Đào một mặt cảm khái nói. Một bên Tạ Thiên Thương, quen thuộc nhất Trác Phàm, không khỏi thở dài, trên mặt cũng là một buồn bã, mở miệng yếu ớt cái này linh thú. Trác Phàm là làm chính mình nữ nhi dưỡng. Thì ra là thế. Khó trách sẽ như thế trung dũng. Mi đầu bất giác nhếch lên, Ôn Đào thật sâu nhìn cái kia Tước Nhi liếc một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Chậm rãi lắc đầu, Tạ Thiên Thương nhìn Ôn Đào liếc một chút, bất đắc dĩ nói, sư huynh, người vẫn là không có lý giải ta ý nghĩ. Ta nói là, cái này Tước Nhi Trác Phàm làm nữ nhi đối đãi, bây giờ lại bị Diệp Lân bị thương thành cái bộ dáng này. Hắn, thật muốn giận, lần trước hắn tránh thức nổi giận, đối thủ của hắn. Là bị hắn sinh sinh cắn chết, kết cục kia, hiện tại ta nghĩ đến đều không rét mà run. Thế nhưng là, vậy cũng muốn hắn có thể đánh được đối phương A, nhưng bây giờ Diệp Lân thực lực. Mi đầu lắc một cái, Ôn Đào trong lòng cả kinh nói. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Tạ Thiên Thương từ chối cho ý kiến, trước kia bách ra tranh minh lần kia đại chiến, hắn cũng không phải đối phương đối thủ, nhưng sau cùng cái kia người vẫn là chết. Tin tưởng ta, hắn muốn giết chết người. Không có sống quyền lực, cái này không có quan hệ gì với thực lực. Trong lòng bất giác run lên, Ôn Đào không khỏi khẽ giật mình, lần nữa quay đầu, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc lên. Ngốc nha đầu, không phải để ngươi thả hết chiêu liền chạy sao? Nữ nhi lớn, thì liền tra lời nói đều không nghe, đúng hay không? Chậm rãi đi vào Tước Nhi bên người, Trác Phàm cúi người đến, sờ sờ nàng cái kia bị kim viêm thiêu đến khét lẹt thân thể. Gặp còn có một tia khí tức, bất giác vội vàng xuất ra một viên thuốc cho nó cho ăn dưới, khẽ cười một tiếng nói, lại là dị thường bình tĩnh. Nhưng là cái kia cỗ trong bình tĩnh, mọi người lại có thể cảm thấy một cỗ tuyệt cường túc sát ở bên trong. Khiến người ta sau khi nghe được, chẳng những không có một tia ấm áp chỉ ý,
ngược lại là từ sâu trong đáy lòng một cỗ không rét mà run cảm giác. Hơi hơi nhấc ngẩng đầu, Diệp Lân thở hồng hộc, có thể thấy được vừa mới chiêu kia hắn hao phí bao nhiêu khí lực, nhưng hắn vẫn là đĩnh đĩnh lồng ngực, quát to, Trác Phàm, mới vừa rồi là ngươi cái kia linh sủng cứu ngươi nhất mệnh, không phải vậy ngươi sớm chết. Bất quá, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, coi như liều lên mệnh, ta cũng sẽ thắng. Thế nhưng là ngươi lại không có dạng này đảm lược, cho nên ngươi thua bình tĩnh. Vừa dứt lời, Diệp Lân trong tay lập tức lần nữa bấm niệm pháp quyết, cùng lúc trước một dạng cường hãn năng lượng bắt đầu không ngừng hướng hắn quanh người vọt tới, đúng là lần nữa sử xuất nốt hồn đại pháp. Chờ một chút, tiểu sư đệ, hắn đã không có linh sủng phụ trợ, người rất không cần phải liều mạng như vậy. Vũ Thanh Thu gặp này, bất giác giật mình, đuổi vội mở miệng khuyên nhủ. Thế nhưng là Diệp Lân lại là dường như không nghe thấy giống như, tiếp tục kết động lên thủ quyết, miệng bên trong khí tức càng ngày càng gấp rút, sắc mặt cũng là càng phát ra tái nhợt. Thời gian đã không nhiều, Trác Phàm lại quỷ kế đa đoan, hắn muốn thắng, nhất định phải mỗi lần đều toàn lực ứng phó, lấy mạnh nhất chiêu số hủy diệt hắn, không thể lại ra cái gì sai lầm. Đây chính là hắn thú đạo, thắng lợi chí thượng. Song quyền nhìn không được chăm chú, Trác Phàm chậm rãi theo Tước Nhi trước người đứng lên, lại là hai mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt một mảnh, cắn răng nói, người muốn liều mạng đúng không, ha ha ha. Như ngươi mong muốn. Hai tiểu gia hỏa này, còn muốn tiếp tục đánh xuống a. Chiến trường đối diện bên trong, Hắc Nghiêm Chí Tôn chăm chú nhìn bộ kia thế thành nước lửa hình ảnh, mi đầu thật sâu nhăn lại, thở dài lên tiếng, hiện tại trận này đối chiến, đã không phải là thắng thua vấn đề, mà là vật lộn sống mái a. Bọn họ đến tột cùng cái gì thù cái gì oán nghiệp, nhất định phải đánh đến loại này cấp độ. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Bạch Mi Chí Tôn cũng là bất đắc dĩ phun ra một ngụm chọc khí, sâu xa nói, trước bất luận bọn họ ân oán, mấu chốt là cái kia Diệp Lân nếu là lại ra một chiêu lúc trước đáng sợ như vậy tuyệt học lời nói, thân thể mình có thể hay không chịu đựng được thượng không nói đến, nhưng cái này Trác Phàm là nhất định không chặn được. Cuối cùng không phải một thương tổn một vong, cũng là lưỡng bại câu thương, đều rất đáng tiếc. Nếu như có thể lời nói, có thể phán thế hòa không phân thắng bại là không còn gì tốt hơn. Minh Phán trưởng lão, trận này đoàn chiến còn có bao lâu thời gian kết thúc? Xa xa nhìn về phía dưới Bình Phán trưởng lão, Hắc Nghiêm Chí Tôn kêu lớn. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, Bình Phán trưởng lão khom người bẩm báo nói, khởi bẩm hai vị Chí Tôn, còn có một phút thời gian đi. Còn có một phút, đầy đủ lại lớn đánh một trận, hy vọng song phương đều không sao chứ, ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Mi Chí Tôn cùng Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc nhìn nhau, tất cả đều là ai thán liên tục. Nhìn về phía Trác Phàm hai người ánh mắt, đã thương tiếc. Vừa bất đắc dĩ. Vậy đại khái chính là, một núi không thể chứa hai hổ đi. Hô hô hô, ngọn lửa màu vàng óng lần nữa cháy hừng hực, Diệp Lân sau lưng lại một lần xuất hiện cái kia to lớn hư ảnh long đầu, một mặt dữ tợn nhìn về phía đối diện Trác Phàm. Mọi người gặp này, bất giác cùng nhau kêu lên sợ hãi, quan sát trên trận càng là tiếng hoan hô một mảnh, hưng phấn không thôi. Dù sao vừa mới Diệp Lân sử xuất cái này hủy thiên diệt địa chiêu số, thật để bọn họ mở rộng tầm mắt. Hiện tại có thể lại gặp một lần, tự nhiên kích động khó có thể tự kiềm chế. Sở Khuynh Thành bọn người, thì là sắc mặt ngưng tụ, tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn họ vừa mới cũng thấy rõ ràng, Trác Phàm tại chiêu này phía dưới, nhưng là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, thậm chí là hoàn toàn không có phòng thủ chi lực a. Như thế tới nói, một lần nữa, há không tới tấp chuông nguy hiểm đến tính mạng. Ta tiểu tổ tông, Trác quản gia a, ngài thì phục cái mềm, nhận thua tính toán. Người bây giờ đã làm được rất không tệ, không cần thiết mạnh hơn chống đến cơ sở, vì tông môn liều lên tánh mạng a. Dương Sát tại chỗ bên ngoài do dự không thôi, chắp tay trước ngực, một trận cầu nguyện, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Còn lại hai người gặp này, cũng là một mặt ngưng trọng. Viêm Ma Mi đầu thật sâu vặn lấy, nhìn chằm chằm chỗ đó không thả, một bên Ngọc Mỹ nhìn đến hắn, bất giác hỏi, sư huynh. Ngươi là đồng tình cái kia đã từng địch thủ, vẫn là hy vọng hắn bị cái kia Diệp Lân xử lý đâu. Cường giả không cần đồng tình, ta chỉ biết là, sau trận chiến này, cái này giữa hai người, có một người lại là Tây Châu đệ nhất thiên tài đệ tử, tương lai Tây Châu đệ nhất nhân, chỉ thế thôi. Mi đầu bất giác lắc một cái, Viêm Ma sắc mặt trầm ngưng, ồm ồm đạo, nhưng là hắn hai mắt, lại là chăm chú nhìn Trác Phàm phương hướng. Ngọc Mỹ nhìn đến, tâm lý đã rõ ràng hết thảy. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
vị sư huynh này rõ ràng thì đối trận chiến này lòng có khuynh hướng, còn không thừa nhận. Không sai, hắn tâm lý xác thực có khuynh hướng Trác Phàm có thể thắng được, tuy nhiên Trác Phàm không có thừa nhận qua, nhưng hắn tâm lý dĩ nhiên đã ý thức được, đây chính là đánh nhau đánh ra đến giao tình. Đều là ma đạo đệ tử, làm cho hắn tránh thức phát từ đáy lòng tán đồng, cũng liền Trác Phàm. Cho nên hắn thật hy vọng Trác Phàm có thể thắng được, tuy nhiên chính hắn cũng biết, đối mặt Diệp Lân dạng này cao thủ, cái này hy vọng cỡ nào xa vời. Kết quả là, giờ này khắc này, tất cả mọi người chú ý trận chiến kia chàng, chờ mong lấy sau cùng thắng bại kết quả. Riêng là chín tông đại bộ phận đệ tử, đều hy vọng Trác Phàm trận chiến này cho dù thua, cũng có thể bình an vô sự. Cũng chỉ có Triệu Đức Trụ, Tuyên Thiếu Vũ những thứ này số ít cùng Trác Phàm không qua được người, ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, nguyền rủa tiểu tử này vĩnh viễn ly biệt cái thế giới này đi. 3. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Lân ấn quyết trong tay lần nữa kết động hoàn tất, quanh người khí thế bỗng nhiên đại phóng, nhưng hắn thân thể lại là càng thêm suy yếu xuống tới. Bất quá, hắn lại hoàn toàn không quan tâm, cười tâu toét một cái miệng, dường như đã thắng lợi giống như, cười to lên, ha ha ha. Trác Phàm, ta thắng, chuẩn bị lại tiếp ta chiêu này phần thiên long ngâm hống đi. Vừa dứt lời, nhưng nghe một tiếng giống to mãnh liệt phát ra, như lúc trước như vậy, một đạo hoàn toàn do kim viêm tạo thành kim sắc quang trụ bỗng nhiên hướng Trác Phàm bắn tới. Những nơi đi qua, vẫn như cũ hết thảy hóa thành hư vô. Trong mắt bất giác ngưng tụ, mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm đây hết thảy, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Nhẹ nhàng xẹt qua khóe miệng, xóa sạch bên miệng vết máu, Trác Phàm trên mặt lại là dị thường bình tĩnh, dương mắt nhìn xem trước mặt đã hôn mê bất tỉnh, trọng thương tại thân, không nhúc nhích Tước Nhi, lại là bất đắc dĩ lắc đầu bật cười một tiếng, thản nhiên nói, Tước Nhi, người biết là cha từ trước tới giờ không thiếu người bất kỳ vật gì, riêng là nhân tình. Nhưng hôm nay, người nhân tình này, ta thiếu là quá lớn. Người vì ta liều lên tánh mạng, ta lại không có thể vì chính mình liều lên tánh mạng. Ha ha ha. Thật sự là uất ức a. Như vậy hiện tại, chiều này cho dù lại nguy hiểm, ta cũng sẽ xuất ra, xem như vì ngươi liều lên tánh mạng, làm thịt đối diện cái kia cuồng vọng tiểu tử. Trong mắt bất giác chừng một cái, Trác Phàm trên tay ấn quyết kết động. Chỉ một thoáng, Thanh Long Vương trên thân thanh viêm bỗng dưng tiêu tán, cũng không có chuyển hóa thành hắn Long Vương bộ dáng, mà chính là trở lại tối nguyên thủy hình thái. Thất thải hào quang phủ đầy thân, trắng noãn long thân hộ vệ tại Trác Phàm bên người. Không khỏi sững sờ, mọi người đều là không rõ ràng cho lắm, làm sao đến nguy cấp như vậy trước mắt, hắn ngược lại từ bỏ tất cả thuộc tính năng lượng, dùng ra tối nguyên thủy long hồn. Thế nhưng là, còn mọi người không giống nhau lộ ra vẻ mờ mịt, Trác Phàm khẽ nhắm hai con ngươi, khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong, đã là lần nữa kết động ấn quyết. Hô! Một nói ngọn lửa màu xanh tại cự long trên trán lóe lên liền biến mất. Xì xì xì. Tử sắc lôi mang đột nhiên xuất hiện tại cự trên thân rồng, như muôn vàn tiểu xà giống như đang không ngừng toán loạn. Sau cùng, những thứ này tiểu xà lẻn đến long đầu chỗ trán, lại là một trận đùng đùng sao không dứt loạn hưởng về sau, liền ẩn không tiến vào. Tê tê tê. Khí lưu màu đen, giống như đen nhánh cảnh ban đêm, tại cự trên thân rồng chạy trốn. Sau cùng cũng tụ tập đến long đầu chỗ trán, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lân nhìn đến nghi hoặc, nhưng là còn không đợi hắn kịp phản ứng, oanh một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm cái kia cự long trên đầu, đúng là bỗng dưng đồng thời xuất hiện vừa mới cái kia ba đạo năng lượng. Ngọn lửa màu xanh tại cái trán thiêu đốt, tử sắc sấm sét tại hỏa diễm bên trong toán loạn, khí lưu màu đen đem hai người vây quanh ở bên trong, đồng thời còn có loại thứ tư năng lượng, kỳ lân trên thân đặc thù hồng mang. Giống như một cái lô đỉnh giống như, đem cái này ba loại năng lượng vây quanh ở bên trong, để bọn hắn lẫn nhau dung hợp. Mà theo cỗ này dung hợp, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra. Cái này, đây là, người khác có lẽ còn khó có thể cảm nhận được đây hết thảy, nhưng cách Trác Phàm gần nhất Diệp Lân, cũng đã thật sâu cảm thấy cái kia năng lượng khủng bố, ngay tại cấp tốc tăng lên. Khóe miệng hơi vểnh lên. Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng, người đoán được không sai, đây cũng là ta cái kia bốn đầu long hồn hợp nhất chi pháp. Lúc trước ta không có hợp nhất, không phải ta hợp không, mà chính là đối mặt cỗ lực lượng này, chính ta cũng có chút sợ hãi, sợ không nắm được, tự ăn ác quả. Nhưng là hiện tại ta nghĩ thông suốt, đã liều mạng, thì muốn xuất ra liều mạng dũng khí. Nếu là cỗ lực lượng này dung hợp thất bại, kia chính là ta chết thảm.
Nếu là thành công, cái kia chết cũng là ngươi. Trong lòng bất giác run lên, Diệp Lân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy chăm chú nhìn cái kia long đầu vị trí, một mặt ngưng trọng. Nhưng là không biết sao, những năng lượng kia giao dung cùng một chỗ, làm thế nào cũng không khép lại được. Mà giờ này khắc này, Diệp Lân cái kia khủng bố viêm trụ, đã là sắp tới Trác Phàm trước người. Ha ha ha, không có thời gian, hoặc là nói căn bản không có khả năng hoàn thành. Những lực lượng này tất cả đều là thánh thú mỗi người thiên phú dị bẩm, bản thân thì chỏi nhau đến kịch liệt, làm sao có thể dung hợp. Phảng phất là cho Trác Phàm nghe, phảng phất là nói cho mình an tâm, Diệp Lân nhìn lấy chính mình viêm trụ lập tức liền muốn đem Trác Phàm đốt thành phế tích, bất giác có chút điên cuồng cười nói. Từ chối cho ý kiến lắc đầu, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, Diệp Lân, ngươi không hiểu ta công pháp đặc tính, ta vốn là đi được bách nạp hải xuyên con đường, cái gì không thể dung hợp. Huống hồ, ngũ đại thánh thú đồng xuất hỗn độn, các trưởng nhất lực, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới những lực lượng này, thật không phải xuất phát từ cùng một chỗ sao? Ha ha ha, có lẽ là ta đoán mò, có lẽ cũng là thật. Bất luận như thế nào, hôm nay người ta, tất có một người muốn chết. Ta coi như không chết ở ngươi cái này kim viêm phía dưới, chết bởi ta cái này dung hợp năng lượng phía dưới, tựa hồ cũng không tệ a. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Dường như lại nghĩ đến cái gì, chợt đến khiêu mi nói, đúng, đã ta phỏng đoán cái này 5 loại sức mạnh có thể dung hợp, như vậy riêng này 3 loại tựa hồ rất khó thực hiện, không bằng lại thêm một loại đi. Nói, hô một tiếng bạo hưởng, tại cái kia long đầu cái chán vị trí, đúng là lần nữa giấy lên một nói ngọn lửa màu vàng óng, lại chính là phần thiên kim viêm không thể nghi ngờ. Cái gì, cái này, làm sao có thể, trong mắt nhịn không được co rụt lại. Diệp Lân bất giác giật nảy cả mình. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chớ khẩn trương, điểm ấy kim viêm, là ta cái kia ma long vương từ trên người ngươi trộm, không có gì quan trọng. Bất quá đối với ta sở ngộ đến năng lượng dung hợp, có lẽ cũng là đại ích lợi. Dù sao, văn võ song hỏa hợp nhất, mới có thể thành luyện hóa chi đạo nha, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía cái kia vị trí lão đại. Dường như cũng đang chờ kết quả. Tựa hồ là hô ứng hắn suy đoán giống như, từ khi cái kia kim viêm thêm vào về sau, thanh viêm cùng kim viêm vậy mà xoay tròn lấy cấp tốc bắt đầu dung hợp, mà cái kia tử lôi cũng tại bọn họ trung gian không ngừng keng keng rung động, dung nhập bên trong. Bỗng dưng, hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ lên. Kỳ Lân Hồng mang vì lô đỉnh, thiên ma đại hóa quyết hắc khí vì dung hợp, thanh viêm kim viêm vì luyện hóa. Tử lôi không ngừng dung nhập song viêm bên trong, dựng lên điều hòa cầu nối. Hô! Kim viêm đốt cháy nổ vang đã ở bên tai, trong chớp mắt, cái kia đạo viêm trụ đã là xuất hiện ở Trác Phàm trước mặt. Khủng bố viêm lực, làm cho Trác Phàm trên đầu từng tia tóc trắng tựa hồ cũng bắt đầu khô héo lên. Vây xem mọi người gặp này, bất giác cùng nhau trong lòng cả kinh, một mặt lo âu nhìn sang. Có chút nữ tử càng là hét lên một tiếng, không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Ông! Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo vô hình không gian ba động vang lên, cái kia cự long trên trán chợt mà bốc lên ngọn lửa màu đen, từng đạo màu đen lôi mang cũng tại cái kia hắc viêm bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, một cỗ cực kỳ khủng bố hủy diệt khí tức bỗng nhiên bao phủ bốn phía, làm cho tất cả mọi thứ, nhất thời hóa thành hư không. Mà Diệp Lân cái kia sắp nện đến Trác Phàm trên thân viêm trụ, cũng giống như gặp phải cái gì thiên địch giống như, hô một chút, dừng lại. Hoặc là nói, không thể để cho dừng lại, nó còn tại hướng về phía trước hung mãnh trùng phong. Nhưng là trước mặt nó kim viêm đã là đang không ngừng tán loạn làm hao mòn, biến mất không còn tăm tích, cho nên tại cái này viêm trụ sớm đã vào tới Trác Phàm trước mặt, lại một mực không thể tiếp cận hắn thân thể. Phốc, một miệng tâm huyết nhịn không được phun ra, Trác Phàm thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt ngưng trọng dị thường, quay đầu nhìn mình long hồn, đã thấy cái kia long hồn cũng là đang không ngừng co rút lấy. Trên đầu màu đen lôi viêm tại ngăn không được phát ra cuồng uy. Quả nhiên, cùng ta dự đoán không sai, đây thật là đáng sợ nhất dị biến. Lấy ta hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế nó. Nó năng lượng đẳng cấp, lại ngũ đại thánh thú tất cả năng lượng phía trên. Mí mắt nhỏ khẽ run run, Trác Phàm trong lòng đã vui vừa lo, trong miệng còn một mực đang không ngừng phun máu tươi, dường như một mực tại bị cái gì trọng thương giống như. Hô! Khủng bố uy áp hướng mặt thổi tới,
làm cho toàn thân tràn ngập kim viêm. Diệp Lân cũng không nhịn được khí tức trì trệ, giật mình không tự chủ được lui về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái kia thuận buồm xuôi gió kim viêm, lúc này dường như cũng là bị cái gì áp chế giống như, cấp tốc uể oải xuống tới. Liền quanh người hắn cái kia hư huyễn long ảnh, tựa hồ cũng đang không ngừng run rẩy, dường như tùy thời tiêu tán giống như. Cũng liền tại cái này màu đen lôi viêm xuất hiện trong nháy mắt, mặc dù chỉ là cái kia lớn chừng bàn tay một nắm, nhưng lại làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cái kia cường đại viêm trụ tại Trác Phàm trước mặt không ngừng cắt giảm, còn chưa cùng cái kia lôi viêm tiếp xúc, lại đã bắt đầu tán loạn biến mất. Diệp Lân nhìn lấy cái này tất cả mọi thứ, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, làm sao có thể? Cái này màu đen lôi viêm đến tột cùng là cái quái gì, mà ngay cả hắn phần thiên kim viêm đều bị áp chế đến trình độ như vậy, căn bản là không có cách tiếp cận nó mảy may. Tiểu tử này, đến tột cùng lấy ra một kiện cái dạng gì khủng bố đồ vật a? Trong mắt không khỏi hung hăng co lại, Diệp Lân xa xa nhìn phía xa, Trác Phàm cái kia bị đen nhánh lôi viêm ánh sáng bao phủ bóng người, đã là triệt để mắt trợn tròn. Trong lòng hắn, ngũ đại thánh thú lực lượng cũng là thiên địa chí cường, từng có lúc, sẽ ở năng lượng thuộc tính phía trên bị áp chế đến trình độ như vậy. Cái này, tuyệt không có khả năng. Không chỉ hắn không tin, chỉ sợ ngũ đại thánh thú tự mình gặp, cũng sẽ không tin tưởng, giữa thiên địa sẽ xuất hiện dạng này lực lượng. Nhưng sự thật, cũng là như thế. Một cỗ muốn siêu việt từ xưa đến nay tất cả mọi thứ lực lượng khủng bố đồ chơi, tức sẽ sinh ra. Mà hết thảy này, toàn bộ đến từ Trác Phàm trên thân cái kia đế cấp cao thủ cùng thánh thú đạo thống dung hợp. Cỗ khí tức này, cùng Trác quản gia vừa xuất quan lúc tản mát ra. Giống như đúc, không, phải nói càng kinh khủng đất nhiều. Trong mắt hung hăng ngưng tụ, Khuê Lăng cảm thụ lấy nơi xa cái kia phảng phất muốn hủy diệt hết thảy lực lượng đáng sợ, bất giác không lý do rung động thân thể. Không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, thì thào lên tiếng. Bọn người nghe đến, cũng là một mặt hoảng sợ gật đầu, chăm chú nhìn nơi xa cái kia hắc mang không ngừng lấp lóe chỗ, trên đầu đã là phủ đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự không rõ ràng, Trác Phàm đến tột cùng muốn xuất cái gì tuyệt chiêu, vì sao cái này cỗ quỷ dị khí tức, hội để chính bọn hắn người cũng cảm thấy như thế sợ hãi. Liền Ma Sách Tông đệ tử đều là như vậy cảm giác, cái kia Thái Thanh Tông mọi người thì càng là giật mình tột đỉnh. Riêng là Vũ Thanh Thu, tại cái này lôi viêm xuất hiện trong tích tắc, sắc mặt thì hoàn toàn biến. Tuy nhiên hắn không rõ ràng Trác Phàm trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lấy hắn nhãn lực, đã hoàn toàn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này đáng sợ, viễn siêu Diệp Lân kim viêm. Thậm chí, hắn đều cảm thấy đây không phải là nhân loại cái kia có được lực lượng. Loại này lực lượng xuất hiện, chính là thiên địa hủy diệt tiến đến thời điểm. Da mặt hung ác run rẩy. Vũ Thanh Thu bất giác khẽ cắn môi, thân thể lại cũng là ngăn không được mà run lên lên, mặt mũi tràn đầy tối nghĩa cười khổ, trời ạ, hai người này đối chiến, đến tột cùng muốn phát triển đến như thế nào kinh thiên động địa. Ta không chút nghi ngờ, hai người này như lại cứ như vậy chiến đấu tiếp, chỉ sợ toàn bộ Song Long Viện bị san thành bình địa, cũng không phải là không được. Sư huynh, cái này, quá khoa trương a, dù nói thế nào, bọn họ chỉ là hóa hư cảnh thực lực. Song Long Viện nhưng còn có Song Tôn tọa chấn, làm sao có thể để bọn hắn đem nơi này mang ra? Một tên đệ tử bất giác khẽ giật mình, một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Bật cười lắc lắc đầu, Vũ Thanh Thu trên mặt lại tràn đầy nghiêm túc, không có chút nào trò đùa chi ý, các ngươi nhãn giới còn thấp, còn nhìn không ra, đây không phải thực lực vấn đề, mà chính là giữa thiên địa lực lượng đẳng cấp áp chế. Tiểu sư đệ trên thân kim viêm đáng sợ, các ngươi đã giải qua. Nhưng là cỗ này màu đen lôi viêm cho ta cảm giác, càng khủng bố hơn cực kỳ. Ta hoàn toàn tin tưởng, cái này lôi viêm nếu là giống tiểu sư đệ trên thân kim viêm như vậy rồi rào, không chút kiêng kỵ phát huy lời nói. Cho dù song tôn, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Đây là ta cảm giác, nhưng hẳn là sẽ không sai. Ánh mắt hơi khép một chút, Vũ Thanh Thu chăm chú nhìn chỗ đó, trên trán không lý do lộ ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Trận này đối chiến. Thật mẹ hắn là yêu nghiệt cấp chiến đấu a, một cái so một cái khủng bố, đều không phải là nhân loại bình thường. Xì xì xì. Chiến trường đối diện bên trong, trước mắt mọi người bộ kia hư ảnh bắn ra hình ảnh, đang dần dần mơ hồ biến mất, hai vị giữ cửa trưởng lão không ngừng biến hóa ấn quyết, phía trên hình ảnh cũng đang không ngừng chuyển đổi góc độ, nhưng lại là hiện lên càng phát ra xa xôi trạng thái. Đến sau cùng,
hình ảnh rốt cục cố định xuống, cũng đã ngoài 5 dặm bắn ra hình ảnh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy nơi xa hai cái nhỏ bé bóng người, ở nơi đó đối mắt nhìn nhau, lóa mắt viêm trụ cùng cái kia trên trán chớp động lên hắc mang cự long, tại Trác Phàm quanh người lẫn nhau giằng co, một bước cũng không nhường. Chuyện gì xảy ra, vì sao đối với hai người xem hình ảnh bình tĩnh đến xa xôi như thế? Mi đầu bất giác nhíu một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn hướng phía dưới cái kia hai cái trưởng lão, chất vấn lên tiếng. Áy náy cung khom người, một tên trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, khởi bẩm hai vị Chí Tôn, bọn họ quanh người giám sát trận pháp, tựa hồ lọt vào phá hư quấy nhiễu, không cách nào lại vận hành. Duy nhất cách bọn họ gần nhất, còn có thể vận chuyển, cũng chỉ có cái này ngoài năm giảm giám sát trận thức. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, Bạch Mi Chí Tôn không khỏi quá sợ hãi, trong cốc giám sát trận thức, nhưng là tất cả đều là từ thánh linh thạch bố trí, cho dù thường nhân muốn có ý phá hư, cũng khó có thể làm được. Huống chi bọn họ chuyên chú vào đối phương đối chiến, làm sao có thể? Chẳng lẽ nói, bất giác giật mình, Bạch Mi Chí Tôn dường như nghĩ đến cái gì giống như, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Nghiêm Chí Tôn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng hơi hơi sững sờ, nghĩ đến cái này khả năng, khó có thể tin lẩm bẩm nói, không thể nào, chẳng lẽ nói chỉ dựa vào bọn họ lực lượng dư âm, thì phá hư bốn phía giám sát trận thức. Loại chuyện này, thì coi như chúng ta đều làm không được, nhưng bọn hắn. Mí mắt nhỏ khẽ run run, Hắc Nghiêm Chí Tôn lần nữa quay đầu nhìn về phía chỗ đó, nhìn chăm chú vào cái kia hắc mang thoáng hiện, còn có cái kia Diệp Lân trên mặt sợ hãi biểu lộ, Trác Phàm suy yếu sắc mặt. Viêm trụ nửa bước khó tiến, bất giác kinh hãi, thầm kêu một tiếng không tốt, liền nhấc chân xông về phía trước. Bạch Mi Chí Tôn tựa hồ cũng kịp phản ứng, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ chấn động. Chẳng lẽ năng lượng màu đen kia như thế cường hãn, vẻn vẹn khuếch tán ra đến dư âm, liền có thể đem thánh linh thạch đều phá hư. Nếu là thật sự như thế lời nói, cái kia cái này thực sự quá kinh khủng, căn cứ lúc trước hai người tình huống chiến đấu đến xem. Vô luận thanh viêm kim viêm đều không đạt được dạng này trình độ, nhưng cái này hắc mang lại có thể đạt đến. Vậy chỉ có thể chứng minh, cái này hắc mang năng lượng đẳng cấp tuyệt đối tại cái kia hai đạo hỏa diễm phía trên, là trước đó chưa từng có, kinh khủng dị thường tồn tại. Nhưng là dạng này năng lượng, lấy Trác Phàm thực lực bây giờ, có thể trưởng khống sao? Dương mắt nhìn một chút Trác Phàm cái kia run không ngừng, nôn mửa máu tươi tràng cảnh, Bạch Mi Chí Tôn bất giác sầm mặt lại, trong lòng đã là có đáp án. Rất hiển nhiên, Trác Phàm hắn lúc này còn căn bản là không có cách nắm giữ. Nhưng là như là đã dùng đến cái này năng lượng sau cùng tiêu tán mới thôi, Trác Phàm nhất định phải tiếp nhận nó khủng bố uy áp. Một khi không chịu nổi, chính là năng lượng phản phệ, tự chịu diệt vong kết quả. Khó trách hắn một đường lên cùng Diệp Lân chiến đấu, vô luận như thế nào đều không cần ra chiêu này, sau cùng linh sủng trọng thương sau mới xuất ra, cái này thật là cái liều mạng chiêu số. Người không chết thì là ta vong, so Diệp Lân cái kia đốt hồn đại pháp còn muốn liều mạng. Bởi vì Trác Phàm chiêu này một khi thất bại, lập tức thần hồn câu diệt, bị cái kia hắc mang cấp tốc chôn vùi. Nhưng nếu là sử dụng thành công lời nói câu không khách khí lời nói, Diệp Lân cho dù hồn thể hợp nhất, cũng đem không cái gì để phòng chi lực, nhất thời liền sẽ chết. Thật sự là trong hai người, một người tình thế chắc chắn phải chết. Hắc Nghiêm cũng là xem thấu điểm này. Mới vội vàng đi qua ngăn cản. Bạch, chỉ là tiện tay vạch một cái, một đạo hắc mang chợt hiện, trong sáng hư không ở giữa liền trong nháy mắt xuất hiện một đạo tản ra tia sáng chói mắt màu trắng thông đạo. Hắc Nghiêm Chí Tôn không nói hai lời, lập tức chui vào, biến mất không thấy gì nữa, đã là tiến về song phương đối chiến trong sơn cốc. Trên trận mọi người gặp này, bất giác sững sờ, đều là không rõ ràng cho lắm, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, cái này Hắc Nghiêm Chí Tôn đi làm gì? Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua, song tôn hội có lo lắng như thế thời khắc. Mà tại núi nhỏ kia trong cốc, Trác Phàm trong miệng máu tươi nôn mửa không ngừng, toàn thân cao thấp 333 địa bạo ra bọng máu, máu chảy ồ ạt, run rẩy thân thể, lại là cắn răng kiên trì lấy. Cái kia lôi viêm phát tán ra khí tức khủng bố, chính đang không ngừng phá hư hắn thân thể, mang đến cho hắn lớn lao áp lực. Cái kia to lớn long hồn, cũng là đang không ngừng run rẩy. Tựa hồ đã có chút áp chế không nổi cái này lôi viêm thần uy. Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm nhìn lên trước mặt cái kia từ khi đi vào lôi viêm uy hiếp phạm vi bên trong, liền không ngừng tán loạn viêm trụ, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo tà dị đường cong.
nguy cơ, có nguy thì hữu cơ. Cái này Lôi Viêm tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng mười phần nhưng là dựa vào, chỉ có dùng cái này ngay cả mình đều cảm thấy lực lượng kinh khủng, mới có thể chân chính làm thịt tiểu tử kia. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm hai tay run run bắt đầu kết ấn, mà cái kia long hồn cũng là có rút lấy thân thể, hơi hơi trương khai long miệng. Cái kia túm khủng bố Lôi Viêm, cũng đang chậm rãi theo nó cái trán, rời về phía nó trong cổ. Như thế nhìn qua, dường như một người một rồng đều là trẻ em tê liệt giống như, đã trọng thương tại thân, lung lay sắp đổ, tựa hồ một trận gió là có thể đem bọn họ thổi ngã. Nhưng là đây hết thảy rơi ở trong mắt Diệp Lân, lại là như thế đáng sợ, riêng là cái kia Lôi Viêm một ngày không rời, hắn liền đánh tâm lý sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi, không khỏi lui về phía sau hai bước. Có lẽ đây là hắn đời này đến nay, lần thứ nhất cảm thấy cái gì là hoảng sợ a. Cái này túm nhỏ bé Lôi Viêm uy lực như thế nào, hắn không biết, nhưng chính là cho hắn loại này cảm giác sợ hãi. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Diệp Lân nhìn về phía đối diện Trác Phàm, đã là khẩn trương toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Mà cũng tại cái này cùng một thời gian, Trác Phàm ấn quyết sốt cục kết tốt, khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía Diệp Lân, phun máu tươi cười nhạo nói, xem ra lão tử lần này mạo hiểm tính toán tiếp tục chống đỡ. Như vậy xin lỗi, bị chết cũng là ngươi thằng danh con này. Ma sát tam tuyệt thức thứ ba, U Long Quỷ Ngâm. Giống. Một tiếng rồng gầm rung trời phát ra, Trác Phàm sau lưng cái kia cự long hống một tiếng, nó trong cổ cái kia đạo màu đen Lôi Viêm liền bỗng dưng hóa thành một đầu nhỏ rắn, vèo một cái thoát ra ngoài. Không sai, cũng là một đầu nhỏ rắn, liền lớn bằng cánh tay đều không có, dài ngắn bất quá một mét thôi. Vậy đại khái xem như Trác Phàm bình sinh đến nay, sử xuất chiêu này U Long Quỷ Ngâm về sau, bề ngoài kém cỏi nhất một cái. Bất quá, cũng là đầu này tiểu xà, vừa ra động, lại là để đối diện cái kia cường đại Diệp Lân, nhất thời từ đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác tử vong. Oanh! Tỉ mỉ nhỏ màu đen Lôi Viêm, chỉ là trong nháy mắt, liền trong nháy mắt chui vào Diệp Lân cái kia viêm trụ bên trong. Ngay sau đó, nhưng nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng phát ra, cái kia to lớn viêm trụ đúng là thoáng chốc sụp đổ. Tán loạn hướng bốn phía, biến mất không còn tăm tích. Mà cái kia Lôi Viêm thì tiếp tục như một chi như mũi tên rời cung, cấp tốc thoát ra, cấp tốc hướng Diệp Lân phóng đi. Cái này sao có thể? Chỉ là cái này một nắm Lôi Viêm, lại có uy lực như thế. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Diệp Lân cái này mới chính thức kiến thức cái này Lôi Viêm khủng bố, đồng thời cũng xác minh trong lòng của hắn cái kia tia sợ hãi. Thứ này, quả nhiên rất đáng sợ. Đừng nhìn chỉ một chút như vậy, nhưng uy năng lại cường hãn như vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân lần nữa nhịn không được lui lại hai bước, đầy sau đầu đều là mồ hôi lạnh. Thủ hạ bất giác khẩn trương vội vàng kết ấn, tiếp tục thiêu đốt thần hồn, quanh thân kim viêm thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt. Tại trước người hắn bỗng dưng hình thành một đạo lóe lóa mắt nóng rực ánh sáng hỏa diễm bình chướng, này đã tiêu hao quá nhiều mà trắng xám mặt, bây giờ lại là ngưng trọng trước đó chưa từng có lên. Hắn vừa mới phát ra cái kia đạo viêm trụ uy lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn so người nào đều rõ ràng. Nhưng dù vậy, vẫn là tại cái kia một tia Lôi Viêm phía dưới trong nháy mắt nổ tung, có thể thấy được cái kia Lôi Viêm đến tột cùng là như thế nào nhân vật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân hung hăng khẽ cắn môi, nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhưng thân thể cũng đã nhịn không được phát run lên. Phú Thanh Thu xa nghiêng nhìn chỗ đó, trong lòng bất giác trầm xuống. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến cái này cao ngạo tiểu sư đệ, như thế khiếp đảm bộ dáng. Quan sát giữa sân, Bạch Mi Chí Tôn nhìn đến cái kia viêm trụ trong chớp mắt tiêu tán vô tung tràng cảnh, bất giác trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, trong lòng kinh hãi, cái này hắc mang so hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn được nhiều. Rõ ràng cái này hắc mang tại về số lượng căn bản không thể cùng cái kia kim sắc viêm trụ so, dù sao đó là Diệp Lân thiêu đốt thần hồn lực lượng ngưng tụ ra đến đồ chơi, còn kém hồn bảo. Nhưng dù cho như thế, kết quả lại là vừa vặn ngược lại, có thể thấy được hai loại năng lượng chất lượng phía trên chênh lệch, là cỡ nào rõ rệt. May mắn Hắc Nhiêm lão gia hỏa kia kịp thời tiến đến, không phải vậy cái này Diệp Lân hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhìn lấy cái kia màu đen Lôi Viêm như điện như rắn tại cấp tốc vọt lên phía trước động, Bạch Mi Chí Tôn bất giác thở phào một hơi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Liền Chí Tôn đều là bộ dáng này, còn lại những cái kia người vây quanh. Liền càng thêm cả kinh triệt để ngốc ở. Không ai từng nghĩ tới, Trác Phàm lần này lật bàn, đúng là xuất ra tính áp đảo thực lực,
chẳng những trong nháy mắt phá đối phương toàn lực nhất kích, còn phản chơi một vố, đem đối phương bước đến bên bờ sinh tử. Dù sao, tại chỗ tất cả mọi người nhìn lấy đây, cái kia viêm trụ uy lực, thế nhưng là đủ để cho Trác Phàm cùng Tước Nhi hai người liên thủ đều khó mà ngăn cản tồn tại, nhưng bây giờ, cứ như vậy một chút, trong nháy mắt sụp đổ. Đủ thấy cái kia màu đen lôi viêm, là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Kinh ngạc nhìn núi nhỏ kia trong cốc trong nháy mắt chuyển đổi thắng bại đại cục, Ôn Đào bất giác ngơ ngác về sau, mới thở dài một hơi, thăm thẳm lên tiếng, Thiên Thương, hiện tại ta tính toán biết ngươi ý trong lời nói, cái này Trác huynh còn thật không phải dễ trêu. Nghĩ không ra hắn dưới cơn nóng giận, liền có thể làm ra cái đáng sợ như vậy đồ chơi đến, đoán chừng cái kia Diệp Lân hiện tại là khổ cực nhất một cái. Hắn muốn đối mặt, thế nhưng là trong nháy mắt đem hắn toàn lực nhất kích đánh tan. Còn thế nào cũng không ra thế nào khủng bố đồ vật a. Ây, ta cũng không nghĩ tới hắn sau cùng còn cất giấu như thế một tay. Mi đầu bất giác run run, Tạ Thiên Thương không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm người này thâm bất khả trắc, người nào cũng không biết phía sau hắn đến cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn, đối với hắn vô tri mới là khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Có lẽ chỉ có thật đang đối mặt hắn thời điểm, mọi người mới có thể cảm nhận được hắn đến tột cùng là cái đáng sợ cỡ nào đối thủ đi. Thật sâu liếc hắn một cái, Ôn Đào tràn đầy đồng cảm gật đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cái này Diệp Lân về việc tu hành, thật là cái quái vật đáng sợ. Nhưng cũng tiếc hắn lần này gặp phải Trác Phàm, một cái càng thêm đáng sợ quái vật. Bởi vì hắn sau lưng cất giấu, vô cùng vô tận. Như thế tới nói, kết quả là được. Hưu. Một đạo thanh tịnh tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tất cả mọi người trong tai, đầu kia lôi viêm rắn lấy cực nhanh tốc độ, trong chớp mắt hướng Diệp Lân phóng đi, chỗ đi qua, liền không gian cũng bắt đầu có vỡ vụn biến mất dấu hiệu. Trác Phàm chăm chú nhìn chỗ đó, khóe miệng xẹt qua dữ tợn cùng huyết tinh, người khác nhìn lấy đây hết thảy, tất cả đều một trái tim gấp lên, có lo lắng, có hứng phấn, có kích động, Bạch Mi Chí Tôn thì là một trái tim nắm chặt cùng một chỗ. Chào mày, trong lòng lo sợ, lão gia hỏa kia còn không có tiến đến sao? Đến mức trong mọi người khẩn trương nhất, tự nhiên là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lần cái kia màu đen lôi viêm mục tiêu, Diệp Lân. Chỉ thấy hắn giờ này khắc này, sắc mặt giống như khắc đá đồng dạng, cứng ngắc ở nơi đó, mi đầu càng là gấp khóa chặt, một đôi kết ấn bàn tay, một mực vững vàng nắm cùng một chỗ, thỉnh thoảng khẽ run, nhìn lấy phía trước cái kia màu đen lôi viêm song đồng. Cũng là tản ra thật sâu sợ hãi chi sắc. Toàn thân cao thấp kim viêm có thể nói là toàn bộ ra hết, tất cả viêm lực đều dường như lúc trước cái kia kim trụ giống như, ngưng tập hợp một chỗ, dày đặc uyển như cương thiết, đem hắn vững vàng hộ ở trong đó. Nhưng dù vậy, hắn đã dốc hết tất cả, sắc mặt cũng đã trắng bệch, trải qua trận này về sau, tất nhiên toàn thân bất lực, cũng không biết làm sao, hắn vẫn còn có chút tâm hỏng, cảm thấy lực lượng không đủ, dù sao đây là có quan sinh tử. Hắn không thể không coi trọng. Thế nhưng là không có cách nào, hắn đã lại quất không ra một chút khí lực. Kết quả là, cứ như vậy, hai người đem hết toàn lực một lần cuối cùng va chạm, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, ngay tại cái này trong khoảnh khắc, lập tức quyết ra. Hai người tất cả đều một mặt ngưng trọng, vây xem mọi người cũng tất cả đều đầy mặt nghiêm túc, chờ lấy giờ khắc này tiến đến. Siêu. Sốt cục. Cái kia đạo màu đen lôi viêm cuối cùng đụng vào Diệp Lân toàn lực ngưng tụ cái kia đạo hỏa diễm bình chướng phía trên. Song đồng bất giác ngưng tụ, Diệp Lân trong lòng khẩn trương, toàn thân viêm lực lần nữa điên cuồng phát ra. Vây xem mọi người gặp này, cũng là trong lòng căng thẳng, hai mắt chăm chú nhìn chỗ đó. Liếc mắt một cái dưới thân trọng thương hôn mê Tước Nhi, Trác Phàm một mặt âm trầm, đồng dạng nhìn chăm chú vào chỗ đó, chờ lấy cỗ năng lượng này trùng kích kết quả. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên phát ra, Diệp Lân trước người cái kia đạo hỏa diễm bích chướng, nhất thời vỡ ra, tứ tán vẩy ra. Diệp Lân cũng là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, không khỏi phốc một tiếng, phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Mà ở nơi đó, đầu kia màu đen lôi viêm tiểu xà tiếp tục không có không chỉ trệ hướng hắn nơi này chạy tới, tản mát ra khí tức khủng bố. Xong, thất bại. Trong lòng bất giác trầm xuống. Diệp Lân nhất thời sắc mặt như cho tàn, cái này lôi viêm tiểu xà khủng bố, thật sự rõ ràng để hắn cảm giác đến tử vong hàng lâm. Tiểu sư đệ, Vũ Thanh Thu cũng là không khỏi giật mình, hét to lớn tiếng, thế nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Đừng nói hắn đã không kịp cứu trợ, coi như hắn tới kịp,
cũng không chặn được cái này đáng sợ lôi viêm. Vây xem mọi người thấy tình cảnh này, một trái tim tất cả đều gấp lên, Bạch Mi Chí Tôn mi đầu càng là thật sâu nhíu lại, song quyền không khỏi hơi hơi run run, một mặt quan tâm bộ dáng. Chỉ có Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, trong mắt lãnh mang lóe lên liền biến mất, lộ ra niềm nở nụ cười. Hừ hừ, dám đả thương nữ nhi của ta tiểu tử, không có kết cục tốt. Cầm long chảo. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng già nua hét lớn lại là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền gặp hư không bên trong, đột nhiên sinh ra một cái hư huyễn long chảo đến, ngay tại cái kia lôi viêm rắn lập tức muốn đụng vào Diệp Lân thân thể khi, một tay lấy cái kia lôi viêm nắm trong tay. Bỗng dưng, cái kia lôi viêm thân rắn tử nhất thời đình chỉ hướng về phía trước du động, Diệp Lân kinh ngạc nhìn đây hết thảy, thân thể hơi hơi run run, một trái tim đột nhiên liền để xuống tới. Được cứu. Khẽ chau mày, Trác Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, quay đầu hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua, lại chính gặp một cái tóc đen hắc nhiêm lão giả chính yên lặng đứng ở hư không ở giữa. Mọi người nhìn thấy, bất giác sững sờ, làm sao hắc nhiêm chí tôn lại đột nhiên chạy đi đâu. Nhưng tiếp lấy thì minh bạch hết thảy, nguyên lai là đi cứu người. Chỉ là làm cho song long chí tôn xuất thủ cứu trợ, cái này Diệp Lân mặt mũi cũng là đủ lớn. Bạch Mi Chí Tôn nhìn thấy Hắc Nghiêm Chí Tôn kịp thời đuổi tới, cũng không thấy thở phào một hơi, yên lòng. May mắn lão gia hỏa này đến kịp thời, không phải vậy Diệp Lân tiểu quỷ kia đối mặt Trác Phàm chiêu này thế nhưng là không có chút nào sức chống cự a. Hắc Nghiêm Chí Tôn, đây là ý gì? Đối chiến thời gian đến sao? Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm chăm chú nhìn hư không lão gia hỏa kia, trên mặt tràn ngập hai chữ, bất mãn. Bất giác bất đắc dĩ lắc đầu. Hắc Nghiêm Chí Tôn bật cười ra tiếng, tiểu tử, đã thắng bại đã phân, cũng không cần phải tính toán nhiều như vậy đi. Song Long hội đối chiến quy củ, một phương nhận thua hoặc ngã xuống, mới định thắng thua, Chí Tôn chắc là so ta rõ ràng mới đúng. Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm lạnh lùng mở miệng, Chí Tôn, đây chính là trước mặt mọi người, ngài sẽ không phải sẽ tiến hành cái gì quy tắc ngầm a, Song Long viện danh dự ngài thì không có chút nào quan tâm a. Ra mặt nhịn không được co lại. Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác lắc đầu cười khổ, tiểu tử này thật đúng là bướng bỉnh cực kỳ, nhất định phải lấy cái này Diệp Lân tánh mạng mới dừng tay, còn cầm lên lần để hắn cấm thi đấu sự tình đến châm chọc chính mình. Hắc Nghiêm Chí Tôn tâm lý minh bạch, Trác Phàm nộ khí đều là tới từ cái kia trọng thương linh sủng, xem ra không có cái lúc đang thuyết pháp, là tiêu tan không hắn tức giận, sau đó chỉ có thể nhìn hướng Diệp Lân, cho hắn đưa cái ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng. Người nhà hướng hắn nhận cái thua. Kết thúc trận này đối chiến đến, dù sao sự thật rõ ràng như vậy, người có thể lông tóc không tổn hao gì lui ra, đã là kiếm được. Minh bạch hắn ý tứ, nhưng là Diệp Lân nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, làm thế nào cũng mở không cái miệng này. Thân là thánh thú truyền nhân, chỉ có chiến tử người, không có nhận thua đạo lý. Ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, Diệp Lân quanh người vẫn như cũ kim viêm hộ thân, nghiêm chỉnh mà đối đãi, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hắc Nghiêm Chí Tôn xem hắn, lại là bất đắc dĩ cười khổ, đây cũng là cái cứng đầu a. Thế mà, đúng lúc này, đụng một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, Hắc Nghiêm Chí Tôn cầm ra cái kia hư huyễn long chảo, đúng là đột nhiên tại một đạo màu đen nhánh lôi viêm đốt cháy dưới, ầm vang bạo vỡ đi ra. Ngay sau đó, cái kia lôi viêm rắn tựa hồ đã tiêu hao hết năng lượng, hoàn toàn biến mất không thấy, nhưng vẫn là có cái kia một chút đen nhánh ánh sáng, to bằng hạt gạo. Lại là đột ngột phải tiếp tục bay vụt hướng Diệp Lân chỗ đó. Phốc một tiếng, liền tại cái kia một mặt kinh dị khuôn mặt bên trong, hung hăng nện vào trong cơ thể hắn. Lại sau đó, phanh 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 vài tiếng bạo hưởng, từ trong cơ thể nổ tung, nương theo lấy lôi viêm lấp lóe, cuồn cuộn máu chảy như trụ giống như chảy xuống, Diệp Lân không thể tin trợn to hai mắt, vô lực ngã xuống, chỉ là trong miệng còn đang thì thào lên tiếng, thứ này. Lại cường hãn đến thế. Cho dù ta liều lên tánh mạng, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Sư phụ, ta, bại, bịch. Diệp Lân thân thể cuối cùng ngã ở mảnh này vũng máu bên trong, tất cả mọi người bất giác giật mình, tất cả đều ngây người. Hắc Nghiêm Chí Tôn bàn tay run run, cũng là một mặt thật không thể tin khuôn mặt. Cái kia đồ chơi vậy mà tại hắn trưởng khống dưới, còn thoát ra đến, đánh nhập Diệp Lân thể nội, cuối cùng là như thế nào đáng sợ đồ chơi a? Trong lúc nhất thời, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn về phía Trác Phàm khuôn mặt, lại cũng có chút kiêng kỵ. Không sai, Song Long Chí Tôn chính là Tây Châu Chí Cường tồn tại,
không có người có thể tại trước mặt bọn hắn còn có thể nhẹ nhõm tự tại giết người, cho dù là Đan Thanh Sinh cũng không có bản sự này. Nhưng là hiện tại, một kiện chuyện quỷ dị lại tại tất cả mọi người trước mặt phát sinh, cho dù là hai vị chí tôn gặp, cũng cảm thấy khó có thể tin. Trác Phàm, một cái không đến hóa hư cảnh tu giả, chỗ thả ra một đầu màu đen tiểu xà, tuy là uy lực cường hãn, nhưng đã bị Hắc Nghiêm chí tôn nắm vào trong hư không một cái, hoàn toàn khống chế lại a. Đây là tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn sự tình, nhưng dù vậy, liền Hắc Nghiêm chí tôn bản thân cũng cảm thấy khống chế lại cục diện thời điểm, lại là đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia hư không nhất trảo, vậy mà lại sụp đổ, hắn muốn bảo trụ người, tại trước mắt hắn bị đánh ngã, điều này không khỏi làm tất cả mắt thấy tình cảnh này người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trác Phàm tiểu tử này, thật mẹ hắn nhiều bức, chí tôn đại nhân tự mình ra mặt muốn người bảo lãnh, thế mà cũng có thể bị hắn làm lấy trước công chúng mặt cho xử lý, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Bất giác thở sâu, Viêm Ma thật sâu nhìn lấy chỗ đó, không khỏi bật cười ra tiếng, lần này, tiểu tử này muốn dương danh Tây Châu. Ngày sau Tây Châu đệ nhất cao thủ vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Xem chiến trường bên trong, mọi người cũng là bắt đầu châu đầu ghé tai, tỉ mỉ nói nhỏ lên, trên mặt đều là vẻ kinh dị. Huyền Thiên Tông chúng nữ càng là vội vã lôi kéo Sở Khuynh Thành ống tay áo, một trận chỉ trỏ, líu díu, khiếp sợ không thôi. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ số ít mấy người, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng thầm giận, tiểu tử này mẹ hắn lại làm náo động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều vỡ tổ, tất cả đều chấn kinh tại vừa mới trước mặt xuất ra hiện một màn. Bạch Mi Chí Tôn kinh ngạc nhìn chỗ đó, cũng không thấy ngơ ngác, không khỏi sửng sốt. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Hắc Nghiêm lão gia hỏa kia đã kịp thời đuổi tới, lại còn sẽ xuất hiện dạng này sự tình, quả thực không thể tưởng tượng. Sớm biết như thế lời nói, hắn liền nên cùng nhau đi tới. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, hắn liền lại lắc đầu, khổ cười ra tiếng, ha ha ha. Lão phu cái này thật xem như đến cũng vô dụng a, vừa mới trong nháy mắt đó tốc độ ánh sáng, Hắc Nghiêm đã đều không kịp phản ứng ngăn cản, cho dù lão phu tại chỗ lại có thể thế nào. Chỉ trách cái kia Lôi Viêm quá quái dị, có thể đem Hắc Nghiêm hư không nhất trảo đều có thể thiêu vì hư vô, thật là đáng sợ. Chỉ là không biết, Diệp Lân tiểu gia hỏa kia thế nào, sống hay chết. Mi đầu thật sâu nhíu lại, Bạch Mi một mặt lo lắng nhìn qua, dù sao đây là hắn nhìn lên đệ tử. Tiểu sư đệ, hét lớn một tiếng, Vũ Thanh Thu tại Diệp Lân ngã nháy mắt sau đó, thì vội vã chạy gấp tới, đi vào trước mặt hắn, đem hắn đỡ dậy, xem thương thế hắn. Mà Hắc Nghiêm chí tôn tựa hồ còn không có theo vừa mới kinh biến bên trong lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú vào chính mình phát run bàn tay, thỉnh thoảng lại liếc một cái Trác Phàm phương hướng, trong mắt trừ rung động, cũng là sợ hãi. Kẻ này hiện tại thì có thực lực như thế, tại hắn Hắc Nghiêm chí tôn dưới mí mắt xử lý đối thủ, lại còn đắc thủ. Thật mẹ hắn là quái vật bên trong máy bay chiến đấu, về sau thành tựu, khó có thể tưởng tượng. Phốc! Đột nhiên! Trác Phàm nhìn đến Diệp Lân ngã sau một khắc, tựa hồ cũng vừa lòng thỏa ý, khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu nụ cười, cũng là một phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi, trực tiếp ngã xuống, rơi xuống Tước Nhi bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, rất suy yếu. Cái kia màu đen Lôi Viêm uy lực tuy mạnh, nhưng phải thừa nhận cái kia cố cường hãn uy lực, Trác Phàm thân thể cũng thực bị không ít thương tổn, thoạt đầu hắn một mực dáng chống đỡ lấy, nhưng bây giờ nhìn thấy đối thủ đã ngã, hắn cũng liền trầm tĩnh lại. Theo ngã xuống. Thật sâu liếc hắn một cái, Hắc Nghiêm chí tôn khẽ gật đầu, đã là hoàn toàn minh bạch, chiêu này đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, cái này Trác Phàm trên thân thương tổn chưa hẳn thì so Diệp Lân nhẹ bao nhiêu. A, à, đúng, Diệp Lân tiểu tử này là sống hay chết a. Tựa hồ mới vừa vặn nghĩ đến đồng dạng, Hắc Nghiêm chí tôn vội vàng nhìn về phía Vũ Thanh Thu hỏi, Vũ Thanh Thu, người sư đệ thế nào? Đa tạ chí tôn lo lắng. Ta sư đệ thương thế cực nặng, đã hôn mê bất tỉnh, nhưng còn có một hơi, cũng không vướng bận. Cung kính ôm một cái quyền, Vũ Thanh Thu khom người bẩm báo nói. Hắc Nghiêm chí tôn nghe đến, yên tâm gật đầu, nhưng ngã trên mặt đất Trác Phàm, lại là bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm, hừ hừ hừ. Đến cuối cùng vẫn là không muốn tiểu tử kia mệnh, đều do lão gia hỏa kia, đem cái kia Lôi Viêm uy lực tiêu tan 99% trở lên, sau cùng thì một chút lẻ tẻ đánh vào trong cơ thể hắn. Nếu không mà nói, hắn đâu còn có nửa phần sống hy vọng. Uy, lão phu còn ở lại chỗ này nhi đứng đấy đây,
đừng tưởng rằng ngươi thanh âm nói chuyện nhỏ, lão phu thì nghe không được, làm trước mặt lão phu quái khiếu ta đúng hay không? Khóe miệng bất giác có chút co lại, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn chằm chằm cái kia trọng thương không dậy nổi thân thể, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ngươi cùng Diệp Lân đều là Tây Châu khó được nhân tài, chúng ta thực sự không muốn nhìn thấy các ngươi có bất kỳ người nào tổn thương, lần này lão phu cứu tuy là Diệp Lân, nhưng đổi lại ngươi nguy hiểm đến tính mạng lời nói, lão phu đồng dạng sẽ xuất thủ cứu trợ. Không có trả lời, Trác Phàm thì yên tĩnh ngã ở nơi đó, trầm mặc không nói. Thực từ cái này Hắc Nghiêm Chí Tôn xuất hiện về sau, hắn cũng đã biết, muốn lấy Diệp Lân tánh mạng là không có cơ hội, tước nhi thủ cũng rất khó báo. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái kia Lôi Viêm càng như thế ra sức, liền Hắc Nghiêm Chí Tôn trưởng khống đều có thể bỏ chạy, một lần hành động trọng thương Diệp Lân cái kia thằng nhãi con, cũng coi là cho hắn xuất khí. Bây giờ trong lòng của hắn nộ khí tiêu tan hơn phân nửa, chỉ là nhìn lấy bên cạnh tước nhi nặng nề thương thế, tại suy nghĩ như thế nào chữa thương cho nàng vấn đề. Ông! Đúng vào lúc này, một nói không gian ba động vang lên, cái kia nói cột sáng màu trắng lần nữa rơi xuống mọi người trước người. Hắc Nghiêm Chí Tôn quay đầu nhìn một chút, dẫn đầu hướng cái kia quang trụ đi đến, đạm mạc lên tiếng, thời gian đến, song phương đối chiến thắng bại, trở về phán định. Nói, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phú Thanh Thu thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau, mắt hiện vẻ phức tạp, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lớn lên quát một tiếng. Bắt chuyện Thái Thanh Tông đệ tử tụ tập, cùng một chỗ trở về. Mà Ma Sách Tông đệ tử cũng ào ào đi vào Trác Phàm trước mặt, chiếu Trác Phàm phân phó, đem cái kia Lôi Linh giới cho hắn kiếm về, sau đó đem tước nhi thu nhập bên trong về sau, mới tại người khác nâng đỡ, hướng cái kia quang trụ đi đến. Chỉ là trong chốc lát, nơi này tất cả mọi người liền toàn đều biến mất không thấy gì nữa, sơn cốc này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là tại một chỗ u ám trong góc, Đan Thanh Sinh chăm chú nhìn Trác Phàm biến mất bóng lưng, lại là một mặt tán thưởng gật đầu, có thể tại Hắc Nghiêm Chí Tôn trước mặt trọng thương địch nhân, tiểu gia hỏa, người thế nhưng là từ xưa đến nay người đầu tiên a, ha ha ha. Nương theo lấy một đạo cười khẽ, Đan Thanh Sinh quay người biến mất bóng người. Ba ba ba, hai đội lần nữa trở lại chiến trường đối diện bên trong, trên khán đài tất cả mọi người, bao quát chín tông đệ tử cùng nhau đứng lên, vì bọn họ vỗ tay. Trác Phàm cùng Diệp Lân một trận đại chiến, quả nhiên là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, có thể xưng đệ tử ở giữa xưa nay chưa từng có một trận đỉnh phong quyết đấu. Đồng thời, mọi người cũng đã ở trong lòng phán đoán ra tương lai Tây Châu đệ nhất nhân, đến tột cùng là ai. Khụ khụ khụ, bất giác ho nhẹ một tiếng, Bình Phán trưởng lão quay đầu nhìn hai tông đệ tử liếc một chút, riêng là Vũ Thanh Thu cõng ở sau lưng cái kia hôn mê bất tỉnh Diệp Lân. Cùng Khuê Lang vai trưng bày sự phát hiện kia tại đã gần như tàn phế Trác Phàm, lộ ra vẻ tán thưởng, lão phu làm xong long hội này Bình Phán trưởng lão, cũng có 5-6 giới. Chín tông mỗi cái thời kỳ đệ tử cũng gặp không ít, nhưng chỉ có ngươi nhóm, để lão phu tránh thức nhìn đến Tây Châu tương lai hy vọng, làm được tốt, ha ha ha. Miệng phía trên rear mép khẽ run, Bình Phán trưởng lão không khỏi khẽ cười một tiếng, nhưng ngay sau đó chính là sắc mặt nghiêm một chút. Trịnh trọng nói, như vậy tiếp đó, ta muốn tuyên bố đối chiến kết quả. Lần này Thái Thanh Tông đối Ma Sách Tông đoàn chiến kết quả, Thái Thanh Tông 10 người thương tổn một người, Ma Sách Tông 10 người thương tổn một người, chỗ lấy cuối cùng thế hòa không phân thắng bại. Chờ một chút. Thế mà, Bình Phán trưởng lão vừa dứt lời, Vũ Thanh Thu lại là vội vã kêu lên, đánh gãy hắn. Mọi người một mặt không hiểu, Vũ Thanh Thu lại là thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút về sau, thản nhiên nói. Lần này đoàn chiến, lấy Trác Phàm cùng Diệp Lân hai người làm đại biểu tranh thắng bại. Tuy nhiên nói như vậy, tiểu sư đệ có thể sẽ không vui, nhưng là thua thì thua. Diệp Lân bại bởi Trác Phàm, cái kia chính là Thái Thanh Tông bại bởi Ma Sách Tông, chúng ta nhận thua. Bất giác khẽ giật mình, Bình Phán trưởng lão thật sâu nhìn Vũ Thanh Thu liếc một chút, âm thầm gật đầu, Vũ Thanh Thu, đoàn chiến thành bại quan hệ tông môn lợi ích, người như thế nhường ra đi, tông môn trưởng lão sẽ đồng ý sao? Theo lão phu biết, các ngươi Thái Thanh Tông là chín trong tông số ít không cần trưởng lão cung phụng dẫn đội, có thể thấy được tông môn với ngươi đến cỡ nào yên tâm. Ta Thái Thanh Tông luôn luôn thanh tâm quả dục, bất kể danh lợi, chỉ cần không thẹn lương tâm liền tốt. Thua thì thua, không có gì tốt cãi lại, nếu là làm một điểm lợi ích liền quay cong đạo tâm, không phải ta tông môn đạo thống. Hơi hơi hiên ngang đầu, Vũ Thanh Thu đạm mạc xuất khẩu, quân tử một đường,
không khỏi làm tại chỗ tất cả mọi người một trận khâm phục. Minh phán trưởng lão gặp này, cũng là khẽ gật đầu, tốt a, đã như vậy lần này đoàn chiến, chín tông đệ nhất là được. Minh phán trưởng lão nhìn Ma Sách Tông mọi người liếc một chút, lập tức liền muốn tuyên bố kết quả, Dương Sát chờ ba vị cung phụng tại chỗ nhìn xuống đến kích động không thôi, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Ma Sách Tông cũng có ngày, có thể tại đoàn chiến bên trong xưng bá chín tông. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói ra, một đạo khác quát lạnh âm thanh lại là vội vã đánh gãy hắn, chờ một chút. Không khỏi khẽ giật mình, mọi người quay đầu nhìn qua, đã thấy người kia chính là một mặt suy yếu Trác Phàm. Ngươi lại thế nào, nhíu mày, Bình phán trưởng lão một mặt không hiểu. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, không có gì, chỉ là cái này đoàn chiến chín tông hạng nhất vị, chúng ta thực sự không đảm đương nổi. Ai, Trác huynh, ngươi thắng đến thực chí danh quy. Phú Thanh Thu nhìn về phía hắn, cần thuyết phục, cũng là bị Trác Phàm khoát khoát tay, ngắt lời nói, Vũ huynh, nếu là đoàn chiến, cũng là 10 người đối chiến. Ta đánh với Diệp Lân một trận, chung quy là cá nhân ước định. Nếu là chúng ta hai người sau khi chiến đấu, ta còn có dư lực tái chiến, cái này đoàn chiến vị trí đầu não, chúng ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, bởi vì có lão tử ở đó không, ha ha ha. Thế nhưng là, người cũng nhìn đến, Diệp Lân khẽ đảo, lão tử cũng chống đỡ không nổi. Dựa vào chúng ta còn lại đệ tử thực lực, tuyệt không phải là các ngươi đối thủ. Cái này đoàn chiến, chung quy là chúng ta thua. Ta Trác Phàm mặc dù không phải người tốt, nhưng hành sự cũng coi như quang minh lỗi lạc, ta nên được, ta sẽ không để cho, không nên ta phải, ta cũng không hiếm có. Nếu không, ta sẽ đem nó coi là bố thí, cái này là đối ta nhân cách làm nhục. Thân thể hơi chấn động một chút, Vũ Thanh Thu thật sâu liếc hắn một cái, tiếp lấy trịnh trọng ôm một cái quyền, thở dài, Trác huynh, tuy nhiên ngươi là ma đạo, nhưng thực sự làm đến quân tử danh xưng. Không, ta chỉ là cái có chút kiêu ngạo ác nhân mà thôi, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Hai bên nhìn hai người liếc một chút, Bình phán trưởng lão bất giác đạm mạc gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thành, rất tốt, đã các ngươi hai vị đều không đem cái này lợi để vào mắt, như vậy ấn lần này đoàn chiến chi công chính đến xem, Trác Phàm chi ngôn tựa hồ càng có đạo lý chút. Như vậy lão phu quyết đoán, lần này Thái Thanh Tông đối Ma Sách Tông cuối cùng đoàn chiến kết quả, từ Thái Thanh Tông hơn một chút, thắng được. Vừa dứt lời, toàn bộ sân thi đấu nhất thời vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay, không chỉ là làm danh nghĩa phía trên người thắng, Thái Thanh Tông, càng nhiều lại là cho Trác Phàm cái này lỗi lạc ác nhân. Nên được thì đến, không nên đến không chút nào muốn một phần, Trác Phàm thoải mái phong phạm, để tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến cho dù là ma đạo ác nhân, cũng có thể ác đến như thế có phong độ, trong lòng bỗng dưng phát lên khâm phục cảm giác. Ma Hồn Tông mọi người liếc nhìn nhau, cũng là khẽ gật đầu. Tựa hồ từ trên người Trác Phàm thấy cái gì là ma đạo lãnh tụ làm gương mẫu. Viêm Ma chăm chú nhìn phía trên cái kia suy yếu bóng người, hơi hơi trầm ngâm một trận, cũng là phun ra một hơi thật dài đến, giống như có điều ngộ ra, mà cũng có đạo, bình thường ta có phải hay không có chút quá phóng túng, ha ha ha. Khuynh Thành tỷ, hắn vậy mà đem đoàn chiến, chín tông đứng đầu vinh diệu đẩy đi ra, bọn họ ba cái kia đi theo cung phụng nghe đến, hiện tại đoán chừng đã muốn chọc giận chết. Đan Nhi vẫy lấy một đôi mắt to, một mặt kinh dị nói, dạng này cơ hội, cũng không phải mỗi lần đều có thể có. Có lẽ lần tiếp theo song long hội, bọn họ thì lại khó trèo lên cao như vậy phong. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Sở Khuynh Thành chăm chú nhìn phía dưới đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy nhu sắc, tựa hồ lại nhìn đến ban đầu ở Bách Đan Thịnh Hội phía trên nhìn hắn luyện đan bộ dáng, lẩm bẩm nói, đây chính là hắn A, cùng lúc trước một dạng, chưa từng thay đổi. Thủy Nhược Hoa chờ nữ tựa hồ cũng biết trong miệng nàng sở thuyết lúc trước vì sao, thật sâu liếc nhìn nàng một cái về sau, hơi hơi gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, trong mắt đã là nhiều vài tia không hiểu ý vị. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Trác Phàm chỗ đó, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trác Phàm cử động lần này nhất thời thắng được mọi người tại đây không ít hảo cảm, bất kể danh lợi, tốt tiêu xài a. Nhưng là cái này cũng hoàn toàn làm nổi bật lên lúc đó bọn họ Huyền Thiên Tông làm một điểm tư lợi, tính toán tường tận, đem Ma Sách Tông cản tại cá nhân chiến ngoài cửa bẩn thỉu. Giờ này khắc này, đã có không ít người tại tỉ mỉ nói nhỏ, một mặt khinh bỉ trêu chọc lên Huyền Thiên Tông chuyện ngày đó tới. Thỉnh thoảng tiếng nói hơi chút cao một chút,
liền nhất thời truyền vào vị này Tuyên đại thiếu trong tai. Điều này không khỏi làm lòng hắn phía dưới buồn bực muốn mạng, nếu bàn về âm mưu quỷ kế lời nói, chắc phàm trận này đại chiến xuống tới, thế nhưng là đùa nghịch không ít. Mà bọn họ Huyền Thiên Tông, chỉ bất quá đùa nghịch một lần kia mà thôi. Thế nhưng là kết quả là, chắc phàm thành quang minh lỗi lạc thật anh hùng, bọn họ đường đường danh môn chính phái ngã thành ngụy quân tử, cái này mẹ hắn còn có công lý có thể nói sao? Thế mà hắn lại chỗ nào có thể cảm nhận được, chắc phàm không phải người tốt, gian tà giảo hoạt, cũng làm nhiều việc ác, nhưng là hắn sau lưng lại là có cái chữ đạo có việc nên làm, có việc không nên làm. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người nhìn đến hắn, là cái quang minh lỗi lạc ác nhân. Mà Tuyên thiếu vũ bọn họ, rõ ràng chính đạo tông môn, lại sớm đã chệch hướng chính đạo nên có đạo thống, cho nên mọi người chỉ có thể cảm nhận được loại kia treo đầu dê bán thịt chó tanh hôi, so với ma đạo đến càng trơ trẽn được nhiều. Có thể nói, một cái lỗi lạc ác nhân so một cái vô sỉ ngụy quân tử càng đáng giá kết giao được nhiều. Dù sao cái trước, mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng hắn nói, biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Nhưng cái sau, lại đã không có đạo, mọi người nhìn không thấu dạng này người, sợ người này lúc nào cũng có thể sẽ sau lưng chọc ra sáng loáng đao tử, như thế nào lại thả lòng kết giao. Tuy nhiên những đạo lý này, mọi người đại cũng sẽ không đi cẩn thận suy tư, nhưng xuất phát từ động vật bản năng, hướng lợi tránh hại, mọi người lại là có thể bản thân cảm nhận được, người nào dễ thân gần, người nào không thể. Kết quả là, mọi người đối chắc phàm dạng này ma đạo đầu lĩnh sinh lòng hảo cảm, lại đối Tuyên thiếu vũ cùng Triệu Đức trụ loại này xen lẫn trong chính đạo trong đội ngũ ngụy quân tử, khịt mũi coi thường. Lão gia hỏa này, làm năm sáu giới song long hội bình phán trưởng lão, lần này lão phu còn là lần đầu tiên thấy hắn như thế không công bằng a. Thái Thanh Tông thắng thì thắng, cái gì gọi là hơn một chút a, ha ha ha. Hắc Nhiêm Chí Tôn nhìn phía dưới hết thảy, hơi hơi vuốt râu tử, điều cười ra tiếng. Bạch Mi Chí Tôn liếc nhìn hắn một cái, cũng là bất giác khẽ cười nói, hắn lời ấy nói đúng là, vốn là trận chiến này là chắc phàm thắng được, nhưng xen vào đoàn chiến quan hệ, Thái Thanh Tông còn lại 9 người thêm tiến đến, tổng thể thực lực mới vừa vặn cao hơn chắc phàm ra một bậc mà thôi, chỗ lấy cuối cùng Thái Thanh Tông thắng được. Loại thuyết pháp này, rõ ràng cũng là cất cao người cái kia ma đạo đệ tử uy vọng a. Lão gia hỏa, lão già này không công bằng người cái kia một đầu, lão phu đều không nói gì, người ngã mở miệng trước, ha ha. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Ai, cái gì gọi là không công bằng ta cái này một đầu, đến lúc đó cái này chắc phàm nhập song long viện, còn không phải chúng ta hai cái lão gia hỏa cùng một chỗ điều giáo. Ngươi cũng coi như hắn nửa cái sư phụ. Ít đến. Hắc Nhiêm Chí Tôn lời còn chưa dứt, Bạch Mi Chí Tôn đã là trợn mắt một cái, cười nhạo lấy lắc đầu, hắn dù nói thế nào cũng là ma đạo đệ tử, cuối cùng nhập các ngươi mi, lão phu đối với hắn dạy bảo, xem như phụ trợ. Nói đến, lão phu chính thức đệ tử nhập thất, chỉ sợ còn phải là cái này Diệp Lân. Lần này hắn tuy nhiên bại, nhưng là tại lão phu thủ hạ điều giáo một chút thời gian, tất nhiên có lớn giải tiến. Đến thời điểm, lão gia hỏa, chúng ta ước định ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên, hai người đệ tử lại so một trận, xem ai điều giáo thành quả càng chắc tuyệt. Lông mày nhíu lại, Hắc Nhiêm Chí Tôn bất giác cười khẽ một tiếng. Hơi hơi gật gật đầu. Bạch Mi Chí Tôn cũng là cười nói tốt, một lời đã định, chúng ta hai cái lão gia hỏa nhiều năm như vậy phân không ra thắng bại, vậy liền để hai cái này tiểu đệ tử thay chúng ta phân thắng bại a, ha ha ha. Hai người liếc nhìn nhau, cùng nhau cười to lên. Ngay sau đó, bình phán trưởng lão nhìn lấy bốn phía cái kia ồn ào tiếng vang, không khỏi chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đè ép, mọi người liền tất cả đều không nói lời nào, toàn bộ hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tốt. Tây Châu Chín Tông song long hội, từ đó lúc mới thôi, đã hoàn toàn kết thúc. Tiếp đó, chúng ta đem mở bắt đầu thống kê các tông cá nhân chiến, đoàn chiến tích phân, lấy quyết ra lần này song long hội chín tông bài danh, cùng Tây Châu trước 10 thiên tài đệ tử bài vị. Đối xử lạnh nhạt quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, bình phán trưởng lão cao giọng hét lớn. Mọi người nghe xong, bất giác tất cả đều sắc mặt nghiêm một chút, một trái tim đột nhiên gấp lên. Lần này song long hội kết quả, rốt cục muốn xuất lô, mà cái này cũng quyết định tông môn tương lai đem lấy được lợi ích, cùng phát triển tiền cảnh, cùng lần này tham gia song long hội trong các đệ tử, mỗi người tương lai. Kết quả là, trên mặt tất cả mọi người, lại không có chút nào nhẹ nhõm vui vẻ chi sắc, mà chính là đầy mặt tâm thần bất định.
Minh phán trưởng lão quay người, nhìn về phía trên đài hai tông đệ tử, thân thủ làm mời thủ thế tốt, thống kê tích phân cần một chút thời gian, các ngươi trước tiên có thể đi xuống nghỉ ngơi. Khẽ vuốt cằm, hai tông đệ tử hướng Minh phán trưởng lão cùng nhau cung kính ôm một cái quyền về sau, liền mỗi người trở lại chính mình nghỉ ngơi khu. Đi vào Ma Sách tông nghỉ ngơi khu nơi này, Khuê Lang đỡ lấy trọng thương Trác Phàm, đem hắn đánh ngã tại trên ghế nằm nghỉ ngơi, Dương Sát chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, trên mặt quả nhiên có chút u oán nhìn về phía hắn, bĩu môi nói, ta nói. Trác quản gia, cái này trận chiến cuối cùng, ngài không có đánh thắng cũng coi như, làm gì đánh thắng còn đem cái này thành quả thắng lợi hướng ra phía ngoài đẩy a, người biết cái này chín tông đoàn chiến đứng đầu danh vị, có thể vì cả cái tông môn tại Song Long hội phía trên chiến quả tăng bao nhiêu điểm sao? Còn lại hai vị cung phụng nghe đến, cũng là có chút bất đắc dĩ, thở dài, tựa hồ cũng vì cái này ngàn năm một thuở vinh dự, theo trong tay xẹt qua mà cảm thấy cự thua thiệt. Đại ca a, ngài vừa mới một câu kia để Thái Thanh Tông làm bên thắng là rất tiêu sái, thế nhưng là ngươi biết ta tâm có nhiều đau, tông môn tổn thất lớn bao nhiêu. Có lẽ chúng ta cũng bởi vì trận này thắng cục, liền có thể theo Hạ Tam Tông phía trên Trung Tam Tông, theo Trung Tam Tông phía trên Thượng Tam Tông. Theo Thượng Tam Tông trực tiếp về nước trời, người có nguyện ý hay không? Thế mà, Dương Sát lời chưa nói hết, Trác Phàm cũng đã lạnh hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi, phẫn nộ quát. Không khỏi sững sờ, Dương Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu ý. Trác Phàm lại là bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thở dài lên tiếng, súng bắn chim đầu đàn, chúng ta Ma Sách Tông nguyên bản một cái nho nhỏ Trung Tam Tông, đột nhiên đến chín tông đoàn chiến vị trí đầu não. Ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm sao? Mập mạp thân thể nhìn không được lắc một cái, Dương Sát ba người tựa hồ đã minh bạch cái gì, sắc mặt cứng đờ, thần sắc dần dần ngưng trọng xuống tới. Người ta phải tự biết mình, tông môn cũng giống vậy. Không có dạng này thực lực, lại tiếp nhận lớn như thế danh vị, kết quả cuối cùng, chỉ có hủy diệt một đường. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm xa xa nhìn về phía nơi xa đang cùng hai vị giữ cửa trưởng lão nhanh chóng tính toán các tông tích phân tình huống Minh phán trưởng lão, thở sâu, thăm thẳm lên tiếng, thực đứng tại tông môn trên lợi ích mà nói, ta là không hy vọng Ma Sách Tông tại Song Long hội danh vị thăng được quá nhanh. Phúc tai họa chỗ nằm, họa chi phúc chỗ theo, Ma Sách Tông thực lực còn quá yếu ớt, không chịu đựng nổi cao như vậy vị, nếu không cũng là mọi người đích bắn, không phải chuyện tốt. Trong mắt hơi hơi lắc một cái. Dương Sát đuổi vội vàng gật đầu, tán đồng nói, đúng đúng đúng, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ, hiện tại ta mới phát hiện, cái này chín tông người đứng đầu vị trí, chúng ta xác thực không thể được, nếu không quá nguy hiểm. Ai, ngươi nói ta cái này đường đường tông môn cung phụng, làm sao lại như thế ánh mắt thiển cận, thật sự là bị danh lợi làm cho hôn mê đầu, đáng chết. Trác Phàm, may mắn lần này Song Long hội có ngươi tại chủ trì đại cục a. Vội vã chà chà mồ hôi lạnh trên trán, Dương Sát một trận thổn thức. Còn lại hai vị cung phụng, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ mà sợ gật đầu. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến, tại bọn họ được đến chớ đại vinh dự về sau, bị tất cả tông môn cừu thị tình cảnh, vậy bọn hắn ngày tháng sau đó nhưng là không dễ chịu. Đồng thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng là một mặt vẻ kính nể. Khó trách lần này Song Long hội tham chiến, tông chủ sẽ cho hắn tông chủ lệnh bài. Khiến thống lĩnh toàn cục, xem ra thật sự là có dự kiến trước a. Nói lên cái này quan sát cục diện, bọn họ ba vị này cung phụng, nhưng là hoàn toàn không kịp tiểu tử này chi vạn nhất. Nghĩ tới đây, ba người bất giác toàn đều có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Có lẽ trước kia, bọn họ hết thảy lấy Trác Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, có rất lớn một phần là thụ lệnh bài kia ảnh hưởng, tỉ như đối cái này mấy cái tên đệ tử dùng cương thi đan huấn luyện. Không có lệnh bài kia, bọn họ là vạn vạn sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, bọn họ tính toán thật phục, bởi vì Trác Phàm dùng hành động nói cho bọn hắn, hắn là một cái càng là thời điểm then chốt, liền càng là tỉnh táo, càng là suy nghĩ chu toàn ma đạo khôi bài. Nhãn giới sâu xa, không phải bọn họ những thứ này trừ tư lịch bên ngoài, không có cái gì người hầu có thể so sánh. Đối trong chiến trường, ba vị trưởng lão cầm lấy một chương tơ lụa, đang không ngừng ghi chép tính toán các tông tích phân. Tất cả tông môn cũng tại chăm chú nhìn chỗ đó, sắc mặt rất gấp gáp. Nhưng là, Ma Sách Tông bên này lại là một phen khác quang cảnh, tất cả mọi người không có đem chú ý ánh mắt nhìn về phía cái kia trên đối chiến đài ba cái lão già, mà chính là quét về phía còn lại tông môn phương hướng. Riêng là Trác Phàm, đối lấy bọn hắn chỉ trỏ,
tỉ mỉ nói nhỏ lấy, ai cũng không có khả năng một hơi ăn thành người mập mạp, nếu không tất nhiên sẽ bị to lớn bắn ngược, được trả bằng mất. Lần này chúng ta song long hội nhất chiến, chắc hẳn thành tích không tầm thường, đã đủ để trèo chống tông môn tương lai tiêu xài giống như phát triển lâu dài. Cho nên, sau cùng chúng ta tích phân bài vị cũng không trọng yếu, trọng yếu là, như thế nào bình ổn phát triển, không bị quấy nhiễu. Mà cái này quyết định bởi tại chỗ các tông môn lớn ở giữa quản thúc quan hệ. Bởi vậy, bọn họ mới là chúng ta sau này chắc là chú ý chỗ. Lần này song long hội, chúng ta có thể trở thành một con ngựa ô, sau cùng đạt được đại lượng khen thưởng, chỉ là chúng ta bên trong một cái rất nhỏ thu hoạch. Chính thức thu hoạch, là chúng ta giao tốt không ít tông môn. Trong mắt Tinh Mang lóe lên, Trác Phàm từng cái hướng về phía trước chỉ đi, trung tam tông bên trong, Ma Hồn Tông thiếu chúng ta một cái nhân tình, về sau hẳn là sẽ cùng chúng ta hữu hảo, Kiếm Thần Tông đánh với chúng ta một trận bên trong đánh ra hữu nghị, cùng chung chí hướng, cũng hẳn là không tệ đồng minh còn Thượng Tam Tông. Sau cùng ta mặc dù trọng thương Diệp Lân, nhưng Vũ Thanh Thu là cái thi hành quân tử chi đạo người, đối với chúng ta cũng không có ác ý gì, chắc là có thể kết giao, Ma Viêm Tông. Theo lý thuyết chúng ta cùng bọn hắn có chút quá kết, nhưng nhìn cái kia Viêm Ma đối với chúng ta tựa hồ không có gì hận ý, nghĩ đến chắc là tính toán trung lập. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Trác Phàm hai con ngươi chăm chú nhìn Ma Viêm Tông chỗ đó, suy nghĩ một chút về sau, cuối cùng thở sâu, trong mắt tinh quang lóe lên. Xác định nói, Ma Viêm Tông có thể kết giao. Không khỏi giật mình, Ma Sách Tông mọi người đều là không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trác Phàm, kỳ quái nói, Trác quản gia, ngươi khi đó thế nhưng là kém chút đem cái kia Viêm Ma đánh phế, chúng ta thế nhưng là có thù a, cái này cũng có thể kết giao sao? Lại suy nghĩ một chút, Trác Phàm vẫn như cũ là bình tĩnh gật đầu, thì thào lên tiếng, biết rõ nguyên cớ, mà không biết không sai. Không sai, Ma Viêm Tông có thể kết giao. Tuy nhiên lần trước chúng ta qua kết rất sâu, nhưng là gặp lại cái này Ma Viêm Tông lúc, Viêm Ma cùng người khác lại không có chút nào vẻ oán hận, vẫn là như thường ngày đồng dạng cùng chúng ta đối chiến. Tuy nhiên ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là, giữa chúng ta cửu oán, đã tiêu mất. Cái gọi là thích chi sâu, hận chi cắt, ngược lại cũng giống vậy. Nếu là liền khắc cốt ghi tâm cửu oán đều có thể tiêu mất lời nói, kia liền càng có thể kết giao thành công. Ba một tiếng, Trác Phàm vỗ tay một cái, quyết định sau cùng bảng danh sách, chính là như vậy, chúng ta sau này muốn hữu hảo quan hệ thì cái này bốn cái tông môn, Thượng Tam Tông Thái Thanh Tông, Ma Viêm Tông, Trung Tam Tông Kiếm Thần Tông cùng Ma Hồn Tông. Về sau chúng ta phàm là có chuyện phiền toái gì, nói không chừng còn phải mời bọn họ ra mặt giúp đỡ đâu. Thế nhưng là, hôm nay chúng ta kết giao, đều là tứ tông đệ tử, cũng không phải là bọn họ trưởng lão cung phụng, ngày sau chúng ta xảy ra đại sự. Bọn họ có thể mời được đến trong tông môn cao tầng ra tay giúp đỡ sao? Thế mà, Trác Phàm vừa dứt lời, Khuê Cương đã là có chút do dự lên tiếng nói. Nghe được lời này, bọn người người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía Trác Phàm. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo thâm thúy ánh sáng, nhếch miệng cười nói, các ngươi biết cái gì gọi là đốt bếp lạnh sao? Cũng là thừa dịp ngươi phát đạt trước kết giao, ngày sau tốt sử dụng. Lần này tới tham gia song long hội những người này tuy nhiên đều là đệ tử, nhưng đều là các tông môn giường cột, càng là còn sống trở về người, càng là tiền đồ sán lạn thế hệ. Những cái kia các tông lão gia băng đều là chút sắp sửa khô mục thế hệ, chẳng lẽ hội đắc tội những thứ này tương lai tông môn cao tầng. Cho nên chỉ cần không phải cái gì dao động tông môn căn cơ việc vô cùng lớn lời nói, bọn họ tại trong môn quyền nói chuyện, tuyệt đối là có phân lượng, riêng là giống Vũ Thanh Thu, Diệp Lân dạng này người. Coi là thật có thể chi phối tông môn quyết ý. Cho nên chúng ta sau này cùng bọn hắn kết giao, giá trị tuyệt đối đến. Có điều, chúng ta hội có cái gì phiền phức lớn? Mi đầu thật sâu nhăn lại, Nguyệt Nhi trong mắt hiện ra mê mang, một mặt khó hiểu nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, đập vỗ đầu nàng, người tiểu nha đầu này, thật sự là một chút tâm mắt cũng không dài a. Chẳng lẽ mấy ngày nay song long hội, người không biết chúng ta đã đắc tội rất nhiều người sao? Mà đây cũng là ta sau đó phải nói, ngày sau chúng ta muốn trịnh trọng đề phòng tông môn, đầu tiên chính là Thượng Tam Tông Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, sau đó cũng là Trung Tam Tông Thiên Hành Tông, sau cùng cũng là Hạ Tam Tông Huyền Thiên Tông cùng Ngự Thú Tông còn ân oán, các ngươi chắc là cũng biết. Ai, sớm biết như thế, lúc trước thì không đắc tội bọn họ. Bất giác cười khổ một tiếng, Dương Sát sờ sờ đầu, thở dài nói,
những cái kia nhưng là kết giao tông môn có thể hay không kết giao được thành công, thượng không nói đến, nhưng là cái này thiên hành tông tứ tông, chúng ta thế nhưng là thiết thiết thực thực đắc tội thấu, ngày sau sẽ phát sinh cái gì, còn thật khó mà nói. Không khỏi trợn mắt một cái, Trác Phàm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, lại là cười mắng lên tiếng, ngươi nghĩ hay thật, tới tham gia song long hội, vật lộn sống mái, nào có không đắc tội người. Không phải vậy, thì không cách nào tiến lên, mấu chốt là đắc tội người nào, lôi kéo những người kia vấn đề. May ra chúng ta tuyển ra kết giao tông môn, thực lực đều mạnh tại chúng ta kẻ thù, cũng so với bọn hắn đáng giá tín nhiệm hơn. Giống cái kia thiên địa chính nghĩa tông, ngay cả người mình đều có thể bán được như vậy triệt để, thì coi như chúng ta không có đắc tội qua bọn họ, ta cũng sẽ không đem bọn hắn kéo vào kết giao suy tính phạm vi bên trong. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật đầu, biểu thị tán đồng. Huống hồ, trên đời này không có tuyệt đối trung lập, có minh hữu liền sẽ có địch nhân. Tuyệt đối trung lập, sau cùng sẽ chỉ là mọi người đích bắn, cho nên đoạn đường này chiến xuống tới, ta đang vì các ngươi lựa chọn tương lai minh hữu, cũng tại cho các ngươi tuyển tương lai địch nhân. Các ngươi không khỏi sững sờ, mọi người tất cả đều ngơ ngẩn, một mặt không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, vì sao nói là các ngươi, mà không phải chúng ta. Bất giác cười nhẹ gật gật đầu, Trác Phàm thở dài một hơi, thản nhiên nói, sự kiện này, các ngươi sớm muộn sẽ biết, sớm nói cho các ngươi cũng không sao. Ta tại trước khi tới đây, liền đã nói với tông chủ tốt, song long hội về sau, ta thì sẽ rời đi tông môn. Cho nên ta vừa mới nói, cũng là đối với các ngươi căn dặn, xem như ta sau cùng vì tạp dịch phòng làm một số việc đi. Tuy nhiên đối cái này tạp dịch phòng ta không thế nào để bụng, nhưng dù sao cũng là ta một tay dựng lên, cũng không hy vọng nó dễ dàng như vậy thì rơi vào hiểm cảnh, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi ngày sau đều muốn là tông môn cao tầng, làm coi đây là phòng bị, ghi nhớ minh hữu cùng địch nhân đường ranh giới. Không phải vậy, mà sách tông đột nhiên xuất chúng như thế, nhất định sẽ bị tai họa ngập đầu. Ai, chờ một chút, ngươi tại sao phải đi a? Lần này song long hội ngươi công lao hàng đầu, hồi tông về sau, coi là hạ nhậm tông chủ không có hai nhân tuyển. Dương Sát quính lên, không khỏi hét to lớn tiếng. Bọn người người cũng là một mặt vội vàng nhìn về phía hắn, ào ào gật đầu, trong mắt đều là không muốn. Tuy nhiên Trác Phàm bình thường nghiêm khắc, nhưng không thể không nói, không có Trác Phàm, liền không có bọn họ hôm nay. Điểm này, để bọn hắn tâm phục khẩu phục, không chỉ là đệ tử, liền xem như trưởng lão cung phụng cũng giống vậy. Nhưng là, đối mặt mọi người khẩn cầu, Trác Phàm vẫn là cười nhẹ khoát khoát tay, các ngươi không cần phải nói, vốn là ta đến Ma Sách Tông cũng không phải là tự nguyện, chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Hiện tại ta nhiệm vụ hoàn thành, rốt cục có thể trở về nhà. Về nhà, thân thể nhịn không được cùng nhau run run, mọi người một mặt giật mình lo lắng mà nhìn xem Trác Phàm cái kia tràn đầy hướng tới khuôn mặt, trong lòng lại là không lý do một trận thương cảm. Nguyên lai cái này Trác quản gia có chính mình tâm chi hướng tới, có chính mình thuộc về chi địa, nhà. Mà Ma Sách Tông, nhưng xưa nay không thể xưng là một ngôi nhà. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Dương Sát trầm ngâm một chút, cuối cùng gật gật đầu, thở dài, đã như vậy, chúng ta cũng không tiện ép ở lại, bất quá ngươi nhớ kỹ. Từ nay về sau, ngươi tuyệt không chỉ một nhà, Ma Sách Tông tạp dịch phòng các đệ tử, trưởng lão, cung phụng, cũng sẽ không quên ngươi. Vô luận ngươi khi nào trở về, đều là ở đó đại quản gia. Đúng vậy a, tạp dịch phòng vốn là không có quản gia chức vụ, nhưng là từ khi Trác quản gia đến, mọi người như thế một mực xưng hô ngài, chỗ đó ngược lại có điểm giống nhà bộ dáng. Các sư huynh đệ, tựa như thân huynh đệ đồng dạng, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Nguyệt Linh thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, trong mắt ít có toát ra một tia nhu sắc. Còn lại mọi người nhìn về phía Trác Phàm, cũng là tràn đầy ấm áp, hơi hơi gật đầu. Mí mắt nhìn không được lắc một cái, Trác Phàm tự nhận không đúng chỗ đó dùng qua bao nhiêu tâm, chỉ là trong tông đoạt quyền khu vực mà thôi, nhưng không thể phủ nhận, hắn ở nơi đó lưu lại một ít gì đó. Theo giúp Nguyệt Nhi khuê cương tái tạo gân mạch, lại đến thành lập tinh anh tạp dịch phòng, Tiếu Ngạo nội môn, tất cả mọi thứ, xác thực để chỗ đó đệ tử, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng, tự tôn tự ái. Bây giờ tạp dịch phòng, thật là ít có nắm giữ lực ngưng tụ chỗ, cùng nhà cũng không có gì khác biệt, đáng tiếc cái kia lại không phải hắn hướng tới. Mí mắt nhỏ khẽ rũ xuống, Trác Phàm thở sâu, không khỏi lộ ra cười một tiếng, hắn tại Ma Sách Tông hành trình lập tức liền muốn chung kết. Nhưng bây giờ nghĩ lại,
tựa hồ đoạn này lữ trình cũng không tệ lắm phải không? Tốt, Song Long hội chín tông tích phân đã hoàn toàn tính toán rõ ràng, mời hai vị chí tôn xem qua. Đột nhiên, đúng vào lúc này, trên đối chiến đài ba vị trưởng lão, cuối cùng liếc nhìn nhau, cùng nhau gật gật đầu, lần nữa tách ra. Minh Phán trưởng lão hướng hai vị chí tôn phương hướng khom người cúi đầu, hai tay cung kính trình lên một cuốn tơ lụa. Khẽ nhất tay một cái, Hắc Nhiệm chí tôn lúc này đem cái kia tơ lụa thu vào trong tay, sau đó cùng Bạch Mi chí tôn tỉ mỉ nhìn xem về sau, xác nhận không sai, hơi hơi gật gật đầu. Thấy tình cảnh này, Bình Phán trưởng lão trong lòng không sai, lập tức quay người nhìn về phía chung quanh chín tông vị trí, quát lớn, Song Long hội chín tông cuối cùng bài vị đã xác định, mời chín tông đệ tử lên sân khấu, kính nghe chí tôn đại nhân tuyên bố kết quả. Vâng, cùng nhau khom người liền ôm quyền. Chín tông đệ tử toàn bộ một mặt nghiêm túc, đạp lên trang nghiêm tốc độ đi lên đài, đến mức giống Trác Phàm nặng như vậy thương tật người, cũng là bị mang lấy bả vai đi đến, lắng nghe cái này cuối cùng kết cục. Ai có thể thiếu ngạo chín tông, ai sẽ biến thành lót đáy, thứ tự điên đảo, đấu chuyển tinh di, đều là tại Song Tôn trong tay cái kia một tờ tơ lụa phía trên. Mi đầu thật sâu nhíu lại, tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tối cao quan sát đài chỗ đó, Hắc Nhiệm chí tôn vật trong tay. Ừng ực một tiếng, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đầy đầu đều tại vù vù bốc lên mồ hôi nóng. Một đôi quyền đầu chết nắm lấy, móng tay đều nhanh đập đến trong thịt. Thế nhưng là chỉ có Ma Sách Tông mọi người, lại là trên mặt dị thường bình tĩnh, thậm chí có chút thương cảm. Bởi vì bọn hắn đã không quan tâm cái này cuối cùng bài danh, Trác Phàm nói đúng, lấy Ma Sách Tông hiện tại nội tình, không đáp hàng quá cao, nếu không thì quá nguy hiểm. Không có chờ mong. Cũng sẽ không khẩn trương. Bọn họ hiện tại chỉ đối bọn hắn lĩnh đội, Trác Phàm muốn rời khỏi một chuyện, trong lòng đau thương. Song Long hội chín tông bài danh, hiện tại công bố. Đem cái kia tơ lụa phát triển ở trước mắt, Hắc Nhiệm chí tôn không khỏi hắng giọng, đạm mạc mở miệng nói, đầu tiên, Hạ Tam Tông vị trí cuối, Ngự Thú Tông. Hắc Nhiệm chí tôn thanh âm tại tất cả mọi người bên tai tiếng vọng, mọi người bất giác cùng nhau trong lòng suy cười một tiếng. Từ chối cho ý kiến, đã sớm ngờ tới. Một cái Hạ Tam Tông vừa mở màn, liền bị Trác Phàm nhất quyền dây mất tông môn, một phần không có không tính, về sau còn ấn bỏ quyền luật, đến tất cả đều là phụ phân. Sau cùng liền theo hành trưởng lão đều bị xử tử, dạng này tông môn không lót đáy, người nào lót đáy. Bất quá, bọn họ cũng xác thực xem như không may, vậy mà vừa mở tràng thì gặp phải quái vật Trác Phàm dẫn đội Ma Sách Tông. Trác Phàm thực lực mọi người về sau đều rõ như ban ngày, Ngự Thú Tông hạ chẳng a, ha ha. Cũng là có thể thông cảm được. Trung Tam Tông vị trí cuối. Đón lấy, Hắc Nhiệm chí tôn tiếp tục mở miệng, mọi người nghe xong, vội vàng vểnh tai, nhìn chăm chú vào chỗ đó. Riêng là Thiên Hành Tông Nhâm đại thiếu gia, bọn họ trước kia là Trung Tam Tông vị trí cuối, lần này bất chợt tới gặp đại biến, không biết còn có thể hay không bảo trì cái hạng này. Cho nên, giờ này khắc này, trên đầu của hắn đã là đầy đầu mồ hôi, một đôi đã sung huyết song đồng, chăm chú nhìn cái kia Hắc Nhiệm chí tôn tràn đầy râu ria miệng không thả, liền muốn nghe hắn nói cái chữ thiên. Đáng tiếc, trời không toại lòng người, Hắc Nhiệm chí tôn nhẹ nhàng mở miệng, cũng là để cho ra một cái khác tông môn tên, Ma Hồn Tông. Vừa dứt lời, Hàn gia tam huynh đệ lẫn nhau nhìn xem, đều là cười khổ lắc đầu, nghĩ không ra bọn họ lần này Song Long hội, vốn nghĩ lại tiến một tên lần. Lại là không nghĩ tới theo Trung Tam Tông vị thứ hai rớt xuống cuối cùng vị, cái này trở về, đối mặt bọn hắn cái kia khắc nghiệt lão cha, cũng không biết nên như thế nào bàn giao. Bất quá bọn hắn trong lòng do dự, Nhâm Thông đại thiếu gia dĩ nhiên đã một trái tim thật lạnh, liền Ma Hồn Tông đều ngã xuống Trung Tam Tông vị trí cuối, vậy bọn hắn Thiên Hành Tông hạ tràng, sẽ không phải trực tiếp ngã xuống Hạ Tam Tông đi. Nghĩ đến đây, Nhậm đại thiếu liền có một loại muốn khóc xúc động, cái này trở về. Hắn không phải bị cha hắn đánh chết không thể, làm sao lại luân lạc tới tình cảnh như thế đâu. Thượng Tam Tông vị trí cuối. Không để ý đến cái kia hai tông đệ tử sầu bi, Hắc Nhiệm chí tôn tiếp tục theo lẽ công bằng tuyên cáo nói kiếm thần tông. Bất giác giật mình, Ôn Đào chờ 10 tên kiếm thần tông đệ tử lúc này sửng sốt, tiếp theo chính là đại hỷ, nghĩ không ra bọn họ Trung Tam Tông đứng đầu danh vị rốt cục thoát khỏi, tăng lên đến Thượng Tam Tông. Vốn là bọn họ bị Trác Phàm đánh bại về sau, khiêu chiến thi đấu lại bởi vì thương tổn thất bại, đã là không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ tới trời có mắt rồi a, bọn họ thế mà nhảy lên đi vào Thượng Tam Tông.
mặc dù chỉ là vị trí cuối, nhưng cũng đủ để bọn hắn mừng rỡ như điên. Trác Phàm bọn người nhìn thấy, nắm lấy đồng minh giao hữu nguyên tắc, cũng là hướng lấy bọn hắn liên tục chúc mừng, Ôn Đào bọn người thì là không kìm được vui mừng chắp tay hoàn lễ, khóe miệng đều nhanh liệt đến cái ót. Thế nhưng là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, Kiếm Thần Tông đến Thượng Tam Tông vị trí cuối, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông Triệu Đức Trụ lại là nhất thời mắt trợn tròn, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Kiếm Thần Tông tăng lên đến Thượng Tam Tông, cái kia Thượng Tam Tông bên trong khẳng định thì có một tông muốn xuống tới a. Vậy cái này tông môn là ai, không cần phải nói, nhất định là Thượng Tam Tông yếu nhất bọn họ. Trong lúc nhất thời, Triệu Đức Trụ bờ môi run rẩy một phen, khóe miệng một xẹp, chợt cảm thấy trong miệng tất cả đều là đắng chát, cũng không biết muốn nói gì. Thành tích như vậy, quả nhiên là kỳ trước Song Long hội kém cỏi nhất, hắn sau khi trở về nên như thế nào hướng tông môn cao tầng bàn giao a? Liếc mắt liếc một cái hắn, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác lộ ra một bộ cười nhạo khuôn mặt, tiếp lấy liền tiếp tục nói, tiếp đó, Hạ Tam Tông trung vị, Huyền Thiên Tông. Lỗ tai hơi động một chút, Tuyên Thiếu Vũ cùng chính mình trưởng lão liếc nhìn nhau, lại là không buồn không vui thở dài ra một hơi. Dù sao kết quả này, cùng thường ngày cũng không có gì khác biệt. Chỉ là bọn hắn muốn làm Hạ Tam Tông đứng đầu mục tiêu, lại là không có đạt thành. Đến mức Sở Khuynh Thành bọn họ, lại tựa hồ như cũng không quan tâm điểm này, mà chính là song đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Trác Phàm chỗ đó, tựa hồ Ma Sách Tông bài vị, so với bọn hắn bản tông bài vị càng trọng yếu giống như. Trung Tam Tông trung vị, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, thở sâu, Hắc Nghiêm Chí Tôn tựa hồ có ý nhìn Triệu Đức Trụ liếc một chút, sau đó mở miệng lớn tiếng quát ra. Lần này, toàn trường xôn xao, đường đường Thượng Tam Tông tông môn, lần này Song Long hội không nhưng cái khó bảo vệ Thượng Tam Tông địa vị, thế mà còn vừa rơi xuống lại rơi, liền Trung Tam Tông đứng đầu đều không có bảo trụ, trực tiếp rơi xuống Trung Tam Tông vị thứ hai. Dạng này đả kích, muốn đến Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cao tầng sau khi nghe được, nhất định sẽ điên đi. Bất quá, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cao tầng có thể hay không điên, mọi người không biết, nhưng nghe đến cái này một tin dữ về sau, Triệu Đức Trụ cũng đã dẫn đầu điên cuồng, bất khả tư nghị hét lớn, chờ một chút, Chí Tôn đại nhân, đây là có chuyện gì? Ta Thiên Địa Chính Nghĩa Tông thế nhưng là Thượng Tam Tông, như thế nào vừa rơi xuống tình trạng như thế? Hừ hừ hừ, cái này sẽ phải hỏi ngươi kỳ mưu kế sách thần kỳ a. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn từ chối cho ý kiến khinh bỉ nói, ngươi tại cùng Ma Viêm Tông cùng Thái Thanh Tông đối chiến phía trên, vì giữ lại thực lực, bỏ quyền quá nhiều, căn bản không có cầm tới bao nhiêu tích phân. Tại Thượng Tam Tông khiêu chiến thi đấu phía trên, ngươi lại bại trận Ma Sách Tông, sau cùng đến xuống tới, các ngươi tông môn điểm số cũng là rớt xuống ngàn trượng, vừa tốt hàng trong này Tam Tông trung vị phía trên. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Triệu Đức Trụ không thể tin run run thân thể, đúng là thất thần đặt mông ngồi dưới đất, trong mắt tất cả đều là giật mình lo lắng chi sắc, tự lẩm bẩm cái này sao có thể. Thượng Tam Tông đối chiến tích phân, xa so với Trung Tam Tông cùng Hạ Tam Tông chỗ tích muốn hơn rất nhiều, làm sao lại so ra kém. Ngươi nói không tệ, Thượng Tam Tông tích phân là nhiều, đó là bởi vì Thượng Tam Tông đệ tử thực lực càng mạnh. Nhưng là tương ứng, bỏ quyền chỗ trừ điểm đếm cũng nhiều hơn. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bạch Mi Chí Tôn lạnh lùng lên tiếng, ngươi nha. Cũng là tính toán tường tận quá thông minh, mới rơi vào tình trạng như thế. Hy vọng lần này biến thành Trung Tam Tông về sau, có thể làm cho ngươi cùng phía sau ngươi cả cái tông môn đều ổn định lại tâm thần, cực kỳ ngộ đạo, không muốn lại nhiễm thế tục những cái kia danh lợi tính kế. Phải biết, tâm trí đạo sức, là một thanh kiếm hai lưỡi. Tính kế không tốt, liền sẽ phản tính toán chính mình. Tu giả vô dục tắc cương, phương thành đại đạo. Trong mắt hung hăng co lại, Triệu Đức Trụ ngồi yên mặt đất một mảnh mê mang, cũng không biết hắn đối Chí Tôn dạy bảo nghe vào mấy phần. Bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị Chí Tôn cũng không thèm quan tâm hắn, Hắc Nghiêm Chí Tôn tiếp tục nói, Thượng Tam Tông trung vị, Ma Viêm Tông. Hơi hơi gật gật đầu, Viêm Ma cùng còn lại đệ tử liếc nhau, đều là thở dài một hơi. Còn tốt, bọn họ còn tại Thượng Tam Tông hàng ngũ, nửa vời, bảo trụ thứ tự. Bọn họ còn thật sợ lần này Ma Sách Tông Hắc Mã đánh bất ngờ, đem bọn hắn cho dồn xuống đi đây, vậy coi như bẽ mặt. Như vậy hiện tại, công bố các giai đoạn thủ vị tông môn. Sau cùng, Hắc Nghiêm Chí Tôn sắc mặt nghiêm một chút, cuối cùng muốn tuyên bố sau cùng Tam Tông thứ tự. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng tất cả đều ngưng lông mày nhìn chăm chú,
nín thở ngưng thần, yên tĩnh vểnh tai lắng nghe. Hạ Tam Tông thủ vị, Thiên Hành Tông. Hắc Nghiêm Chí Tôn thanh âm truyền khắp tất cả mọi người bên tai, cũng truyền đến cái kia Nhâm Đại Công Tử lỗ tai. Tuy nhiên sớm có ngờ tới, nhưng tránh thức nghe đến Chí Tôn công bố ra kết quả này, Nhâm Thông vẫn là mắt tối sầm lại, thân thể nhỏ khẽ run run, có loại muốn ngã xuống xu thế. Dạng này đả kích, hắn thật sự là rất khó tiếp nhận. Bỗng dưng, Nhâm Thông quay đầu hung hăng trừng Trác Phàm liếc một chút, nghiến răng nghiến lợi. Đây hết thảy, đều do tiểu tử này, bổn công tử sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ hừ, ngươi chờ đó cho ta, liền chờ ngươi ra chuyện ngày đó. Trong mắt tinh mang lóe lên, Nhâm Thông tâm lý tựa hồ biết chút ít cái gì, chính đang không ngừng làm lấy tính toán. Trung Tam Tông thủ vị, Ma Sách Tông. Sốt cục, Hắc Nghiêm Chí Tôn kêu lên Ma Sách Tông danh hào, nhưng là Trác Phàm cùng chúng đệ tử liếc nhìn nhau, lại tất cả đều cười một tiếng, không vui không sợ hãi. Điều này không khỏi làm tại chỗ tất cả mọi người là sững sờ, cho dù là hai vị Chí Tôn cũng là trong mắt tản ra kỳ sắc, cái này Ma Sách Tông như thế có hàm dưỡng sao? Theo Hạ Tam Tông nhảy lên đi vào Trung Tam Tông đứng đầu, cho dù sớm đã đoán được, nhưng tránh thức nghe đến kết quả này, còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, thực sự không đơn giản. Vẫn là nói, cái này so với bọn hắn hy vọng thấp, bọn họ vốn định phía trên Thượng Tam Tông. Thế nhưng là, bọn họ lại làm sao biết, Ma Sách Tông chúng đệ tử cái kia sục sôi tâm tình, đã sớm bị Trác Phàm sắp rời đi ưu sầu chỗ mai một. Trác Phàm là một đường đem bọn hắn lông tóc không tổn hao gì mang đến nơi đây người, hiện tại hắn muốn rời khỏi, mặc dù có kinh hãi đến đâu vui, mọi người cũng cao hứng không nổi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, hai vị Chí Tôn cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, liền cũng không thèm quan tâm. Đón lấy, Hắc Nghiêm Chí Tôn tuyên bố cái cuối cùng mọi người đều biết danh vị, Thượng Tam Tông thủ vị, Thái Thanh Tông. Tây Châu chính thức chín tông vương giả, Thái Thanh Tông. Chưa bao giờ tại Song Long hội phía trên bị thua, lần này cũng giống vậy. Bất quá, tất cả mọi người, bao quát Thái Thanh Tông đệ tử ở bên trong, tất cả đều biết rõ, lần này bọn họ có thể bảo trụ cái này vương vị, là đến cỡ nào mạo hiểm. Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Vũ Thanh Thu bất giác thở dài, thì thào lên tiếng, ai, hy vọng về sau Song Long hội phía trên, ta tông đệ tử không muốn lại gặp phải loại quái vật này. Nhẹ nhàng phủi nhẹ mồ hôi lạnh trên trán. Vũ Thanh Thu tựa hồ còn chưa tỉnh hồn giống như, nhìn về phía Trác Phàm trong mắt lóe vẻ kiêng dè. Sốt cục, chín tông mới bài vị giờ phút này đã là hoàn toàn xác định, đến tiếp xuống chính là tất cả tông môn đều chờ mong sự tình, chỉ có Song Long viện tại Song Long hội phía trên mới có thể thưởng xuống tới, thánh linh khoáng phân phát. Hơi hơi hắng giọng, Hắc Nghiêm Chí Tôn ngồi xuống, Bạch Mi Chí Tôn đứng lên, hét lớn lên tiếng, căn cứ lần này Song Long hội chiến quả, thánh linh khoáng phân phát dưới đây. Thượng Tam Tông, thủ vị Thái Thanh Tông đến thánh linh khoáng 100.000 thạch, trung vị Ma Viêm Tông đến thánh linh khoáng 50.000 thạch, vị trí cuối Kiếm Thần Tông đến thánh linh khoáng 30.000 thạch. Nghe xong lời ấy, mọi người bất giác cùng nhau tắc lưỡi, có nhiều như vậy à? Chỉ có tham gia qua giới trước Song Long hội trưởng lão cung phụng, mới có thể một mặt cười khổ dao động cái đầu. Nhiều, đây là cho người thắng. Song Long viện đối kẻ bại, cũng không có như thế khẳng khái. Trung Tam Tông thủ vị Ma Sách Tông, đến thánh linh khoáng 10.000 thạch, trung vị Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, đến thánh linh khoáng 5.000 thạch, vị trí cuối Ma Hồn Tông, đến thánh linh khoáng 3.000 thạch. Bạch Mi Chí Tôn hét to tiếp tục tại mọi người mà thôi trước tiếng vọng, mọi người trong lòng bất giác run lên, liếc nhìn nhau, lại là toàn cũng không có cách nào bật cười một tiếng. Cùng Thượng Tam Tông so sánh, cái này Trung Tam Tông được đến thánh linh thạch số lượng nhất thời hàng một cái cấp bậc, rơi xuống 10.000 thạch trong vòng. Vừa mới còn cảm thấy Song Long viện hào phóng mọi người, bỗng dưng liền thu hồi kinh dị chi tâm, thầm nghĩ nguyên lai Song Long viện này phân phát thánh linh khoáng cũng là có tiết chế, cũng không phải là như nhà giàu mới nổi như vậy tiêu xài. Trung Tam Tông đã so Thượng Tam Tông thật to hàng một cái cấp bậc, như vậy Hạ Tam Tông lại sẽ như thế nào đâu? Hừ hừ, hết thảy đều có thể nghĩ. Bất quá dù vậy, cũng là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Ma Sách Tông, một cái đã từng Hạ Tam Tông. Trăm ngàn năm qua tại Song Long hội phía trên, chỉ là có thể mò đến một số lẻ tẻ toái phiến thánh linh khoáng, đừng nói phát triển tông môn, mấy giới Song Long hội góp nhặt lên thánh linh thạch mới vừa vặn có thể dùng đến bố trí hộ tông đại trận, có thể nói là nghèo hèn cực kỳ. Nhưng là không nghĩ tới, lần này trong nháy mắt liền đạt được 10.000 thạch thánh linh khoáng,
điều này không khỏi làm Dương Sát ba vị cung phụng nhất thời vui đến phát khóc, cái này chỉ sợ là tông môn mấy chục lần đại hội đều chưa hẳn có thể được đến thu nhập a, lúc này thoáng cái liền đạt được, lúc này so với bọn hắn giới trước chỗ tham gia song long hội được đến tổng cộng còn nhiều hơn đến hơn rất nhiều được nhiều. Chỉ một thoáng, mà sách tông tất cả mọi người bỗng dưng có loại thành nhà giàu mới nổi cảm giác, cái này 10.000 thạch thánh linh khoáng nếu là mang về, tông môn lại phát triển mấy chục năm thì nhất định có thể lại phía trên một cái cấp bậc, hoàn toàn thoát khỏi hạ tam tông bóng mờ. Mà cái này tất cả mọi thứ, tất cả đều là Trác Phàm cho bọn hắn mang đến, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng thêm kính ngưỡng. Đồng thời nghĩ đến hắn lập tức liền muốn rời khỏi, cũng là trong lòng vạn phần không muốn. Bất quá, những vật này, Trác Phàm là vạn vạn không để vào mắt. Đừng nói trước hắn vừa cướp sạch một phen song long viện thánh linh khoáng mạch, chỉ chỗ đó thì có hơn 1 triệu thạch khoáng thạch bị hắn lấy đi, vẻn vẹn là Côn Bằng đưa cho hắn những cái kia khó có thể tính toán thánh linh thạch, liền đã đầy đủ hắn tiêu xài mấy cái đời sống qua ngày. Một phương diện khác, bên này là mới lên cao vị, hưng phấn liên tục ma sách tông, bên kia lại là rớt xuống ngàn trượt, trong nháy mắt hoàng đế biến khất cái thiên địa chính nghĩa tông. 5.000 thạch thánh linh thạch, tại người bình thường trong mắt đã không ít. Nhưng là phải biết, thiên địa chính nghĩa tông trước kia thế nhưng là thượng tam tông, cho dù là lót đáy, mỗi lần song long hội cũng có thể cầm tới 30.000 thạch thánh linh thạch. Bằng những thứ này thánh linh thạch giúp đỡ, thiên địa chính nghĩa tông nội tình có thể nói thập phần lớn lớn, hàng năm đối đệ tử trưởng lão cung phụng chi tiêu cũng rất to lớn. Nhưng là lần này, hắn lại chỉ có thể lấy về 5.000 thánh linh thạch. Đây đối với một cái gia đại nghiệp đại thượng tam tông tông môn tới nói, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Thẳng đến lần tiếp theo song long hội mới thôi, bọn họ tông môn đoán chừng cái này mấy trăm năm đều muốn nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày. Nói không chừng, tông môn thực lực hội giảm xuống rất nhiều, lại khó đến thượng tam tông chi vị. Vừa nghĩ tới tông môn cao tầng cái kia biết được cái này một tin dữ sau âm trầm sắc mặt, Triệu Đức Trụ thì có một loại muốn khóc xúc động. Lần này song long hội, thật sự là lớn thất bại a. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, lần này song long hội hắc mã nhiều lần hiện, mà sách tông cùng kiếm thần tông cùng một chỗ phát lực, quả thực là đem bọn hắn chen đến nước này. Sớm biết như thế, hắn liền nên an tâm đối chiến, tận lực cầm tới nên được tích phân, hiện tại cũng sẽ không như thế chán nản. Đáng chết ma đạo kẻ xấu, đều là bởi vì muốn góp nhặt thực lực đối phó các ngươi, lão tử mới rơi vào kết cục như thế, các ngươi chờ đó cho ta. Hừ. Hung hăng chừng Trác Phàm mọi người liếc một chút, Triệu Đức Trụ trong lòng thầm hận, nghiến răng nghiến lợi. Lại là hoàn toàn quên Bạch Mi Chí Tôn lúc trước đối với hắn răn dạy, tính toán tường tận quá thông minh. Thật sâu liếc hắn một cái, Bạch Mi Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, trẻ con không dễ dạy. Đến mức Ma Hồn Tông, tuy nhiên thứ tự cũng so với lần trước hàng một ô, nhưng tốt xấu còn tại Trung Tam Tông hàng ngũ, đến 3.000 thạch thánh linh thạch, thiếu 2.000 thạch. Tổng thể tới nói hàng bức không lớn, cũng có thể tiếp nhận. Riêng là nhìn đến một cái khác đen đủi tông môn về sau, trong lòng bọn họ liền thăng bằng rất nhiều. Khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, Hàn gia tam huynh đệ cùng nhau đem ánh mắt thấu đến nhận chức nghe được chỗ đó, lại chỉ thấy hắn đen một khuôn mặt, khóe miệng co giật, đang lẳng lặng lắng nghe Bạch Mi Chí Tôn đến tiếp xuống tuyên cáo, hạ tam tông thủ vị, thiên hành tông, đến thánh linh thạch 1.000 thạch, trung vị huyền thiên tông, đến thánh linh thạch 500 thạch. Vị trí cuối ngự thú tông, đến thánh linh thạch 300 thạch. Cần này, lần này song long hội đối tông môn khen thưởng tất cả thánh linh thạch phân phát hoàn tất. Tạ hai vị trí tôn ban thưởng, mọi người cùng nhau liền ôm quyền, khom người bái đạo, lại là có tin mừng có giận, có buồn bã, tâm tình ngũ vị tạp trần, đều có khác biệt. Huyền Thiên Tông vân trưởng lão nhìn về phía Nhâm Thông, tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn thầm giận giống như, bất giác khẽ cười một tiếng, trấn an nói. Mặc cho công tử chớ buồn bực hơn, cái này ma sách tông tiểu nhân đắc chí, chỉ là tạm thời lại đạt được đại lượng thánh linh khoáng mà thôi, bây giờ còn chưa có trung tam tông thực lực, muốn chân chính củng cố cái địa vị này, chỉ sợ còn muốn mấy chục gần trăm năm thời gian. Trong thời gian này, chúng ta có là cơ hội. Ồ, Huyền Thiên Tông cũng là như thế muốn. Trong mắt tinh mang lóe lên, Nhâm Thông thật sâu liếc hắn một cái, lại là lộ ra một cái giống như có thâm ý nụ cười, mật ngữ nói. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, vân trưởng lão tựa hồ nghe ra ý ở ngoài lời, thử dò xét nói, làm sao? Mặc cho công tử đã có dự định. Hừ hừ, không phải ta có dự định, mà chính là sớm đã có người để mắt tới tiểu tử kia,
chỉ chờ một cái cơ hội mà thôi. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, hy vọng Huyền Thiên Tông có thể cùng chúng ta chung sức hợp tác, cũng không muốn nửa đường bỏ cuộc mới tốt. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Vân trưởng lão mi đầu thật sâu nhăn lại, trong lòng bất giác trầm xuống. Vốn là hắn chỉ là muốn tùy tiện an ủi vài câu cái này hưu quạnh hộ quốc Tam Tông đứng đầu công tử, muốn lấy hai nhà chi lực áp Ma Sách Tông một đầu, chớ làm cấp tốc quật khởi. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này Thiên Hành Tông đã có đối phó nó sách lược, còn muốn kéo lên Huyền Thiên Tông làm một trận. Chỉ là, bọn họ đến tột cùng là thầm lấy tới vẫn là tên đến. Nếu là sự tình huyên náo quá lớn, dẫn tới Song Long Viện nhúng tay, bọn họ Thiên Hành Tông chính mình muốn chết không sao cả, cũng không muốn đem mình Huyền Thiên Tông cũng dính líu vào a. Trong lúc nhất thời, Vân trưởng lão ngưng mi đầu, trầm mặc không nói, lại là không trả lời. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn lo lắng, Nhâm Thông không khỏi tà cười một tiếng, sâu xa nói, yên tâm đi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Song Long Viện vì Tây Châu chiến lực không tổn hại, đối chín tông ở giữa ma sát thế nhưng là rất mẫn cảm. Bất quá ngươi chắc là nghe qua một câu, quan thanh liêm khó gãy việc nhà. Cái gì, ngươi ý là, mí mắt nhìn không được lắc một cái, phân trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Cười lạnh. Nhâm Thông hung tợn nhìn chăm chú về phía Trác Phàm chỗ đó, khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, Tử Thát Phong ân bội nghĩa, đắc chí liền càn rỡ. Coi như tại Ma Sách Tông bên trong, tiểu tử này cũng đã sớm không nhận người chào đón, đến lúc đó tất cả mọi thứ, chỉ là Ma Sách Tông việc nhà thôi, Song Tôn cũng không có gì mượn cớ có thể nhúng tay vào. Trừ phi, bọn họ không muốn tiếp tục thống lĩnh Tây Châu, muốn nện chính mình thẻ bài, hừ hừ hừ. Song Đồng hơi hơi run run. Vân trưởng lão trầm ngâm một chút, bất giác không sai gật đầu. Tốt, tiếp đó, căn cứ Song Long hội cá nhân chiến tích phân bài danh, chúng ta cũng bài suốt năm nay Tây Châu thập đại thiên tài đệ tử thứ tự, cũng có tương ứng khen thưởng. Ngay sau đó, Bạch Mi Chí Tôn cùng Hắc Nghiêm Chí Tôn lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt về sau, cao giọng xuất khẩu. Mọi người nghe xong, nhất thời lần nữa sắc mặt nghiêm một chút, trong mắt chớp động lên rạng rỡ tinh quang. Riêng là Viêm Ma, Tạ Thiên Thương tốt như vậy đấu người, càng là hội càng để ý chính mình tại toàn bộ Tây Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị. Hơi hơi hắng giọng, lần này từ Hắc Nghiêm Chí Tôn đứng lên, nhìn xuống quét mọi người liếc một chút về sau, đạm mạc mở miệng, năm nay Song Long hội, Tây Châu trước 10 thiên tài đệ tử người thứ 10, Ma Hồn Tông Hàn Tam Thiếu, ban thưởng 100 thánh linh thạch. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Hàn Tam Thiếu có chút sững sờ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến hắn cũng có thể nhập Tây Châu 10 vị trí đầu mạnh đệ tử, bất giác vui mừng không thôi. Nhưng là còn không đợi hắn hét to lớn tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn thanh âm vang lên lần nữa, Tây Châu trước 10 đệ tử, vị thứ 9, Hàn Nhị Thiếu, ban thưởng 200 thánh linh thạch. Lời vừa nói ra, hai huynh đệ nhất thời một nắm quyền, hét lớn một tiếng, hưng phấn không thôi. Hai người bọn họ huynh đệ, vậy mà đều trúng tuyển. Như vậy nói cách khác, bọn họ đều có cơ hội trúng tuyển Song Long Viện bên trong bồi dưỡng. Tây Châu trước 10 đệ tử, vị trí thứ 8, Nhâm Thông, thưởng 300 thánh linh thạch, vị thứ 7, Tạ Thiên Thương, thưởng 400 thánh linh thạch, vị thứ 6, Hàn Vân Phong, thưởng 500 thánh linh thạch, vị thứ 5, Ôn Đào, thưởng 600 thánh linh thạch, vị thứ 4, Triệu Đức Trụ, thưởng 700 thánh linh thạch, vị thứ 3, Viêm Ma, thưởng 800 thánh linh thạch, vị thứ 2, Vũ Thanh Thu, thưởng 900 thánh linh thạch. Vị thứ nhất. Nói đến đây, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác đón đến, mọi người lại là trong lòng siết chặt, bỗng dưng vặn lên mi đầu, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, lần này Song Long hội mạnh nhất hai người, ai cũng qua Trác Phàm cùng Diệp Lân không còn gì khác, nhưng vì sao sau cùng Tây Châu thập đại thiên tài đệ tử danh vị, sau cùng chỉ còn một cái, hai người này tên vẫn còn không có nâng lên. Sẽ không phải, cái kia Diệp Lân đã chết đi. Cho nên Hắc Nghiêm Chí Tôn mới không có đem hắn đứng vào đi. Vừa nghĩ tới vừa mới Diệp Lân đã hấp hối, tùy thời bỏ xuống bộ dáng, mọi người càng nghĩ càng là như thế, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, cảm thán cao thủ như thế, tuổi còn trẻ thì eo gãy, thật sự là đáng tiếc a. Bất quá, điều này cũng tại hắn vận khí không tốt, ai bảo hắn gặp phải một cái so với hắn càng nhân vật đáng sợ. Mọi người chỉ có thể cảm thán, núi cao còn có núi cao hơn. Thế nhưng là, mọi người lại đều muốn sai, nhìn lấy mọi người cái kia hoặc buồn bã sắc mặt, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất giác nhẹ hừ một tiếng, đạm mạc lên tiếng, Tây Châu thập đại thiên tài, hạng nhất vị, chính là Diệp Lân,
thưởng thánh linh thạch 1.000 thạch. Cái gì? Không khỏi giật mình, nghe đến tin tức này, toàn trường tất cả mọi người đều vỡ tổ, sau đó tất cả đều từng đôi không hiểu ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm, sau đó liền thật sâu không bằng phẳng. Vì sao sau cùng quyết người chiến thắng không có bị xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, kẻ bại ngược lại được đến người đứng đầu? Chẳng lẽ nói, liền Song Long Viện Song Long Hội phía trên, cũng bắt đầu có tấm màn đen sao? Thế nhưng là, cái này tấm màn đen cũng tối đến quá triệt để a, làm chúng ta là người mù sao? Ai thắng ai bại không phân biệt được, vẫn là không thấy được. Vừa nghĩ tới lúc đó Hắc Nghiêm Chí Tôn đột nhiên xuất thủ cứu Diệp Lân chàng diện, tại chỗ tất cả mọi người không khỏi tà ác suy đoán, cái này Diệp Lân sẽ không phải cùng hai vị Chí Tôn có quan hệ gì a, lại khiến đến bọn hắn như thế không có mặt mũi che chở. Cứ thế mà đem thực chí danh quy Tây Châu đệ nhất thiên tài đệ tử Trác Phàm, cho loại ra ngoài, trở thành vua không ngai. Không sai, thực từ hai người đi qua kịch liệt đối chiến, Diệp Lân ngã xuống một khắc kia trở đi, Trác Phàm liền đã là mọi người trong lòng Tây Châu đệ nhất. Cho dù là không có danh vị, không được thừa nhận, hắn vẫn như cũ là trong lòng tất cả mọi người vua không ngai, người nào cũng không thể phủ nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Song Long Chí Tôn ánh mắt, đều mang lên nghi ngờ. Các ngươi đang làm quy tắc ngầm à? Bất giác cùng nhau cười khổ một tiếng, hai vị Chí Tôn liếc nhìn nhau, chỗ nào không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ không ra bọn họ Song Long Viện mấy ngàn năm công chính danh dự, hôm nay lại hội bởi vì một tên tiểu quỷ thì đứng trước mọi người nghi ngờ quẫn cảnh, thật sự là châm chọc cực kỳ. Bọn họ ngày bình thường gian khổ dựng đứng lên công chính hình tượng, lại hội dễ dàng như thế thì sụp đổ, liền câu giải thích chi ngôn cũng không cho bọn họ nói, thật sự là để bọn hắn bất ngờ. Nhưng cái này cũng chính nói rõ, tại ngắn ngủi này trong mấy ngày, Trác Phàm sức ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến loại trình độ nào, lại hội làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện vì hắn mưu không bằng phẳng. Như thế lực thu hút cùng nhân cách mị lực, không khỏi làm hai vị Chí Tôn đối với hắn càng thêm coi trọng rất nhiều. Chí Tôn đại nhân, chẳng biết tại sao, Tây Châu trước 10 đệ tử bên trong, hội không có Trác Phàm tên. Khom người xa xa hướng hai vị Chí Tôn bái hạ, Vũ Thanh Thu thân là Thái Thanh Tông lĩnh đội, lại là cái thứ nhất vì Trác Phàm mở miệng nói chuyện người. Lời vừa nói ra, bọn người người cũng là ào ào ồn ào lên, trong mắt tràn đầy hồ nghi cùng bất mãn. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng không nói rõ, chỉ là chăm chú nhìn chăm chú lên hắn. Nhạt quát nói, đây là Song Long Viện phân xét quy củ, người khác không được có gì. Hắc Nghiêm Chí Tôn lời ấy mặc dù nói đạm mạc, nhưng lại lộ ra một cỗ không cho chống lại ý tứ ở bên trong, để mọi người tại đây bất giác nhất thời cổ co rụt lại, không còn dám lên tiếng. Bọn họ thế nhưng là không dám đắc tội hai cái này, Tây Châu Chí Cường đại nhân. Thật sao? Thế mà, nghe được lời này, Vũ Thanh Thu lại là từ chối cho ý kiến cười một tiếng, sau đó khom người cúi đầu. Nếu là Song Long Viện quy củ, đệ tử không dám có bất kỳ dị nghị gì, nhưng là mời hai vị Chí Tôn đem đệ tử cùng Diệp Lân danh hào theo cái bài danh này bên trong trừ bỏ đi. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau kinh hãi, hai vị Chí Tôn cũng là mi đầu khẽ nhúc nhích, thật sâu nhìn về phía hắn. Bất giác khẽ cười một tiếng, Vũ Thanh Thu tiếp tục nói, hai vị Chí Tôn xin chớ tức giận, đệ tử không có gì có khác ý tứ. Chỉ là đệ tử không muốn chính mình danh hào bị xếp tại một cái không biết cái gọi là danh vị bên trong, đệ tử hồ đồ, cũng sợ bôi nhọ Song Long Viện bài danh. Tại hạ người tiểu sư đệ kia tính nết, đệ tử rõ ràng nhất, nghĩ đến hắn cũng không muốn được đến hữu danh vô thực danh vị, có hại danh hào đi. Người đầy ý là, chúng ta Song Long Viện bài danh bất công, sẽ làm bẩn các ngươi danh hào. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn ồm ồm nói. Cái kia cố ẩn mà không phát lửa giận, đã làm cho tại chỗ tất cả mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ lên. Mỉm cười lấy lắc đầu, Vũ Thanh Thu vội vàng bồi tội, nhưng là trong câu chữ, lại là tràn ngập kiên cường cảm giác, ha ha ha. Chí Tôn nói quá lời, tại hạ Thái Thanh Tông một giới đệ tử, cái nào dám như thế không biết trời cao đất rộng. Chỉ là tại hạ cảm thấy, sư huynh đệ chúng ta hai người tục danh xuất hiện tại cái này bài vị bên trong, thật sự là bôi nhọ Song Long Viện bài danh. Nếu như có thể lời nói, thì làm chúng ta cùng Trác huynh một dạng, theo cái này bài vị bên trong loại bỏ đi. Nghe được lời này, mọi người bất giác trong lòng cùng nhau run lên, đã là minh bạch hắn ý tứ. Tiểu tử này rõ ràng nói là nói mát, ý tại chỉ ra, không có Trác Phàm bài danh,
bọn họ cũng khinh thường lên bảng. Ý trong lời nói là hai người bọn họ bôi nhọ Song Long Viện bài vị, thực chỉ là tại kẹp thương đeo gậy nói, cái này bài vị có sai lầm công bằng, bọn họ khinh thường ở lại đây dạng bài danh bên trong. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Vũ Thanh Thu phương hướng đều là lộ ra vẻ kính nể, dám như thế thẩm phúng Song Tôn, Vũ Thanh Thu can đảm quả nhiên hơn người, không hổ là đã từng Tây Châu đệ nhất thiên tài. Trác Phàm cũng là thật sâu liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm gật đầu. Cùng hắn muốn đồng dạng, cái này Vũ Thanh Thu, Thái Thanh Tông, quả nhiên đáng giá kết giao. Ha ha ha, đã các ngươi đều không lên bảng, như vậy lần lượt đi xuống, ta chính là Tây Châu đệ nhất đi. Thế mà, đúng lúc này, cười to một tiếng lại là chợt vang lên, mọi người quay đầu nhìn qua, lại chính là Viêm Ma không thể nghi ngờ. Một mặt tà đất khách nhìn Vũ Thanh Thu cùng Trác Phàm hai người liếc một chút, Viêm Ma thờ ơ nhún nhún vai có điều. Nhưng ta tại những người này xưng vương, lại là quá không có ý nghĩa. Nếu không, ta cũng lui ra trận này bài vị tốt, dù sao không có đối thủ bài vị, sẽ chỉ làm lão tử lười biếng xuống tới, cùng các ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. Ha ha ha, Viêm Ma huynh lời ấy thật sự là đem tất cả mọi người đắc tội a, ngươi xem thường người khác có thể, nhưng đừng xem thường chúng ta cái này nhân tài mới xuất hiện a. Chúng ta Kiếm Thần Tông lần này là thượng tam tông vị trí cuối. Lần sau thì nhất định vượt qua các ngươi, đem các ngươi lôi xuống ngựa. Ngươi nhưng là đừng hòng chạy, muốn không mang tới ta cùng một chỗ chạy như thế nào. Bất giác khẽ cười một tiếng, Ôn Đào cũng là nói mát nói mẻ cho thấy chính mình tâm ý. Chỉ một thoáng, Tạ Thiên Thương, Hàn Vân Phong mấy người cũng tất cả đều ào ào lên tiếng, từ bỏ chính mình bài vị, đến lên tiếng ủng hộ Trác Phàm. Lần này, chiến trường đối diện một chút xôi trào, mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có nhiều người như vậy liên hợp lại kháng nghị Song Long Viện quyết ý đâu. Cho dù hai vị chí tôn, tựa hồ cũng không nghĩ tới, Trác Phàm lại có thể điều động lực lượng lớn như vậy. Khoảng chừng Song Long hội phía trên chạm mặt mấy ngày mà thôi, tứ đại tông môn đệ tử liền đã tâm hướng tại hắn. Thấy tình cảnh này, Song Tôn bất giác đều là cười một tiếng, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, âm thầm gật đầu. Năm đó Thanh Sinh chỉ là thực lực siêu quần, bị cho rằng là Tây Châu đệ nhất nhân mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, tiểu tử này về sau mới thật phối thành là chân chính Tây Châu đệ nhất nhân a. Nghĩ như vậy, Hắc Nhiệm Chí Tôn nhẹ nhàng tay giơ lên, hướng phía dưới chậm rãi đè ép, mọi người liền tất cả đều không có thanh âm, yên tĩnh nhìn về phía Song Tôn, chờ lấy bọn họ nói chuyện. Nhàn nhạt quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, Hắc Nhiệm Chí Tôn nhẹ giọng mở miệng, lại không có lúc trước nghiêm khắc, mà chính là mang theo ý cười nói. Đối với Trác Phàm không có xếp tới Tây Châu trước 10 đệ tử hàng ngũ nguyên nhân, là có nguyên do. Một chính là Song Long hội quy củ, trước 10 đệ tử bài danh, đều là lấy cá nhân chiến biểu hiện là trọng, đoàn chiến lời nói sẽ phải chịu rất nhiều ảnh hưởng, cho nên không tiện cân nhắc. Mà tại cá nhân chiến phía trên, Trác Phàm ngay tại Hạ Tam Tông bên trong đánh qua một trận, các ngươi chắc là biết, mặc dù là kinh thiên động địa, nhưng tích phân cũng không nhiều. Đương nhiên, sau tới khiêu chiến đoàn chiến phía trên, căn bản là từ hắn một người chống đỡ xuống tới, cũng là rõ như ban ngày. Theo lý thuyết, chắc là đánh vỡ cái này vẻn vẹn lấy cá nhân chiến tích làm căn cứ đến bài danh vị quy củ, đối với hắn xét suy tính, nhưng là... Nhưng là cái gì? Không khỏi khẽ giật mình, mọi người vội vàng nói. Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, Hắc Nhiệm Chí Tôn dài ra một ngụm chọc khí, sâu xa nói, Tây Châu thập đại đệ tử phân tích là từ chúng ta hai cái lão gia hỏa sau cùng quyết ra. Nhưng là Trác Phàm biểu hiện đã vượt qua chúng ta phân xét phạm vi, nói cách khác, chúng ta phân xét không hắn thực lực. Suy nghĩ một chút sau cùng hắn ra chiêu kia, thế nhưng là tại Lão Phu xuất thủ về sau, còn trọng thương đối thủ. Nói cách khác, Lão Phu cũng coi như bại tướng dưới tay hắn, mặc dù là một chút mất tập trung vấn đề. Chí Tôn nói quá lời, Trác Phàm vội vàng cúi đầu, khiêm tốn nói. Chậm rãi khoát khoát tay, Hắc Nhiệm Chí Tôn cười khẽ một tiếng, tuyệt không nói quá lời. Phải biết, Lão Phu thực lực như thế nào, thực lực ngươi như thế nào, có thể ở trước mặt Lão Phu trọng thương đối thủ, ngươi đã là đầy đủ nghịch thiên. Cho nên, hai người chúng ta tự giác cũng mất đi đối ngươi phân xét tư cách. Ai, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có các ngươi kiêu ngạo cùng nguyên tắc, chúng ta cũng có chúng ta. Cái này bài vị bảng danh sách, Trác Phàm chưa có xếp hạng, không phải là bởi vì hắn không đủ tư cách. Hoàn toàn ngược lại, là chúng ta bài vị bảng danh sách không đủ tư cách a. Cho nên hai chúng ta cái lão gia hỏa quyết định, mấy ngàn năm qua lần đầu,
tại cái này bài vị trên bảng lại tăng một vị, thứ linh vị, vô miện chí tôn chi vị, trác phàm. Ý là không người có thể thụ danh vị, cũng không thể nói ban thưởng, phải nói tặng cho thánh linh khoáng, 2000 thạch. Lời nói xong, tại chỗ tất cả mọi người bất giác tất cả đều ngây người, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Đường đường song long chí tôn, vậy mà tự nhận không có tư cách phân xét một cái đệ tử thực lực, đây là như thế nào ca ngợi cùng vinh dự, quả thực thiên cổ không có. Thậm chí, còn vẻn vẹn làm một người, tại bài vị trên bảng thêm một cái thứ linh vị, cái này. Tiểu tử này, rõ ràng chính là muốn phát đạt, lập tức liền muốn biến thành hai vị chí tôn thích nhất a. Bỗng nhiên, nhóm âm thanh huyên náo, mọi người tất cả đều một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là dị sắc gợn sóng. Tương lai Tây Châu đệ nhất nhân, chắc chắn sự tình, ngay tại tất cả mọi người trước mắt, bị song tôn ám chỉ giống như thừa nhận. Mọi người đều là một trận hô quát, vui mừng liên tục, Vũ Thanh Thu mấy người cũng là ào ào hướng Trác Phàm chúc mừng, đầy mặt vui mừng. Tựa hồ Trác Phàm có thể được vinh hạnh đặc biệt này, mới là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng là Trác Phàm lại cũng không để ý, chỉ là lừa gạt lấy cùng người khác chào hỏi, lôi kéo một chút quan hệ mà thôi. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ, Nhâm Thông bọn người, gặp Trác Phàm như thế đắc ý, lại là sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sau đó thừa dịp người không chú ý, ánh mắt cùng nhau quét về phía Ma Sách Tông bên trong Lục Hạt chỗ đó, trong mắt chớp động lên không hiểu tinh mang. Hừ, Tây Châu đệ nhất nhân. Ta để ngươi còn chưa đạt đến, trước hết tráng niên mất sớm. Tốt, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Thấy mọi người cuồng hoan không ngừng, Bạch Mi Chí Tôn bất giác khẽ cười một tiếng, đứng dậy, cất cao giọng nói. Bỗng dưng, mọi người lần nữa đình chỉ kêu gào, yên tĩnh nhìn về phía hai vị chí tôn chỗ đó, chờ đợi phân phó. Hơi hơi hắng giọng, Bạch Mi Chí Tôn thản nhiên nói, bây giờ song long hội đã hoàn toàn kết thúc, các tông danh vị đã thành, các vị đệ tử cũng có thể yên ổn hồi tông đợi mệnh còn sắp nhập ta song long viện bồi dưỡng đệ tử bảng danh sách, chúng ta lại sau cùng thương thảo một phen về sau, tự sẽ phát ngọc giản thông báo tông chủ các tông. Như vậy hiện tại thì đều tán. Oanh! Thế mà, Bạch Mi Chí Tôn lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn lại là nhất thời vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cũng làm cho cả vùng tại ngăn không được run rẩy. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, hai vị chí tôn nhất thời kinh hãi, liếc nhìn nhau, đồng nói, là thánh linh khoáng chỗ đó. Mau mở ra giám sát trận thức xem, chỗ đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hét lớn một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn vội vã nhìn về phía cái kia hai tên mở cửa trưởng lão. Hơi gật đầu, hai tên trưởng lão lập tức kết động ấn quyết, trước mắt mọi người liền nhất thời xuất hiện một màn ánh sáng. Mà tại cái kia màn sáng bên trong, là một tòa kéo dài không dứt sơn mạch, mà sơn mạch phần cuối, là một cái mũi đỏ tử lão đầu, sắc mặt âm trầm, yên tĩnh đứng ở hư không. Mà bốn phía một đầu dài mấy trăm trượng khoảng cách, dị thường rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, khiến người ta bất giác giật mình. Đây là như thế nào lực lượng, mới sẽ tạo thành như thế cường hãn lực phá hoại. Đan Thanh Sinh, trong lòng bất giác âm thầm lên tiếng, song tôn liếc nhìn nhau, nhìn lại cái kia khoảng cách dấu vết, đã là hoàn toàn minh bạch, tiểu tử này đây là hướng bọn họ khiêu chiến a. A, sư tỷ, cái kia không phải chúng ta tại cái kia tiểu trấn phía trên gặp phải cái kia tử quỷ lão đầu sao? Huyền Thiên Tông phương hướng, Đan Nhi chỉ cái kia phía trên dãy núi yên tĩnh đứng lặng lão giả, bất giác nhìn về phía Thủy Nhược Hoa, vừa nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói. Hơi hơi gật gật đầu, Thủy Nhược Hoa một mặt kinh dị, không sai, cũng là hắn, lúc đó Trác Phàm nói hắn là thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao thủ, chúng ta về sau đã chứng thực. Nhưng không nghĩ tới hắn thực lực lại cao như thế, có thể mở mang lớn như vậy một đầu khoảng cách, thực sự không thể tưởng tượng. Sở Khuynh Thành yên lặng nhìn lấy chỗ đó, cũng hơi hơi gật đầu. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm yên tĩnh mà nhìn xem chỗ đó, khẽ cau mày, trong lòng suy nghĩ, đã là minh bạch hết thảy. Vì sao hắn vụng trộm chuồn mất tới đó, vốn không muốn bị người biết được, bây giờ lại làm ra như thế đại động tĩnh, rõ ràng cũng là muốn gây cho người chú ý. Nghĩ đến hắn là tiến vào cái sơn động kia về sau, tìm không thấy cái kia thanh thánh binh, tưởng rằng song tôn chuyển di, liền trong cơn giận dữ, gây nên rung mạnh, để song tôn trước đến gặp mặt ngả bài. Là thầm trộm không thành, muốn ăn cướp trắng trợn. Nhưng song tôn hội dễ dàng như vậy liền bị ngươi ăn cướp sao? Mặc dù nói ngươi là đã từng Tây Châu đệ nhất cao thủ.
thế nhưng cũng chỉ là giới hạn trong đơn đả độc đấu mà thôi, đối mặt đã từng hai vị sư tôn, ngươi là có hay không còn có dư lực chống lại đâu. Song quyền bất giác chăm chú, Trác Phàm mi đầu càng nhăn càng sâu. Thực dạng này tình cảnh, hắn từ lâu nghĩ tới, song phương gặp mặt sau một đôi khẩu cung, rất có thể liền đem hắn trộm lấy thánh binh sự tình bại lộ. Cái kia đến thời điểm, Đan Thanh Sinh cùng song tôn đồng thời tìm hắn để gây sự, hắn vài phút thì chết chắc. Bất quá, tử cục này bên trong, còn có một con đường sống, cũng là ba người này ở giữa tâm lý có ngăn cách, dạng này liền sẽ không thổ lộ tâm tình, không giao tâm liền sẽ sinh ra hiểu lầm. Ba người bọn họ đều biết, thánh minh chí cường, không phải người bình thường có thể thu phục, ai có thể nghĩ tới hắn không minh thần đồng, chính là khắc chế người thánh minh này thần kỹ đâu. Cứ như vậy, thánh minh mất tích, bọn họ cũng chỉ có thể tại trên người đối phương tìm manh mối, bởi vì chỉ có ba người bọn họ có thể tùy ý di động cái kia thanh thánh minh, mà sẽ không hoài nghi đến hắn trên thân tới. Sau cùng, ba người đánh cho hôn thiên hắc địa, không phải, là hắn sớm đã dự đoán trò hay. Hiện tại, Trác Phàm chỉ hy vọng hắn dự mưu tốt cục này có thể thuận lợi đem cái này ba cái lão hồ ly lừa gạt ở bên trong, để lẫn nhau đều coi là thánh binh trong tay đối phương liền tốt. Nhưng là tuyệt đối đừng đánh lấy khúc mắc diệt hết, mở rộng cửa lòng, sư đồ tình thâm lên. Như thế tới nói, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi đến trên đầu mình, vậy mình thì xong đời. Bất quá, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ là không thể nào. Nếu không, Đan Thanh Sinh liền không khả năng như vậy lén lén lút lút đi vào. Ánh mắt hơi hơi hư hư, Trác Phàm trong lòng âm thầm đo lường được. Hắn làm sao lại tới đó? Kết giới thông đạo, chúng ta rõ ràng đã toàn bộ phong bế, thì thừa chỗ này. Chẳng lẽ hắn là tại chúng ta dưới mí mắt, tiến vào đi sao? Rear map hơi hơi động động, Hắc Nhiệm Chí Tôn thở sâu, hét lớn lên tiếng, tựa hồ tràn đầy nộ khí. Bạch Mi Chí Tôn không nói gì. Chỉ là cau mày hơi hơi lắc lắc đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng vào lúc này, thánh linh khoáng trước Đan Thanh Sinh già nua khuôn mặt, trong gió quét phía dưới như đao khắc giống như cứng ngắc, hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, hét lớn lên tiếng, nhất thời liền thông qua cái kia giám sát trận thức, rõ ràng truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai, hai vị sư tôn, đồ nhi đến đây bái phỏng, không muốn tới nhìn một chút đệ tử sao. Cái gì, sư tôn, hắn là Song Long Viện người sao? Trong lòng không khỏi giật mình, mọi người cùng nhau một mặt kinh ngạc nhìn về phía chỗ đó, trong mắt đều là mê võng. Lẫn nhau nhìn xem, hai vị chí tôn đều là một mặt bất đắc dĩ, sau đó Hắc Nghiêm Chí Tôn hét lớn một tiếng, phất tay tại hư không một chạm, nhất thời xuất hiện chói mắt bạch quang thông đạo, đạp chân xuống, liền chui vào. Bạch Mi Chí Tôn nhìn thấy, cũng là theo thật sát. Đến tận đây, hai đại chí tôn đồng thời biến mất bóng người. Mà mọi người chung quanh thì càng là nghi hoặc, người kia gọi là hắn sư tôn tiến đến, làm sao hắn sư tôn không ra mặt, muốn hai vị chí tôn xuất mã. Ách, chờ chút, chẳng lẽ nói hai vị chí tôn cũng là hắn, thế nhưng là, nghe nói hai vị chí tôn cả đời chỉ lấy qua một vị đệ tử. Tây Châu đệ nhất nhân, Đan Thanh Sinh. Chỉ một thoáng, mọi người giờ mới hiểu được, cái kia ngẩng đầu mà bước tại trong cuồng phong đứng lặng thân ảnh già nua, là như thế nào cường hãn đại nhân vật. Viêm Ma nhìn lấy đây hết thảy, thật tâm bên trong sớm đã đoán được cái kia người thân phận, nhưng nghe hắn tránh thức thừa nhận, còn tìm tới cửa, vẫn như cũ là trong lòng cả kinh. Quả nhiên, người này cũng là Đan Thanh Sinh, cũng chỉ có hắn mới dám thả ra hào ngôn, Tây Châu Thập Tông, mặc hắn đi tới, ai có thể ngăn cản. Bây giờ cái này Đan Thanh Sinh tìm tới nguyên bản sư tôn, Tây Châu mạnh nhất Song Long Chí Tôn, thật sự là kẻ đến không thiện. Không thể nói được. Cũng là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Có thể nhìn đến Tây Châu mạnh nhất ba người quyết chiến, quả nhiên là chuyến đi này không tệ a, ha ha ha. Trong lòng cười lạnh, Viêm Ma đã là kích động toàn thân hơi hơi rung động động. Thủy Nhược Hoa chờ nữ biết được chân tướng, lại là triệt để kinh ngạc đến ngây người, tuy nhiên bọn họ biết lão nhân này không đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, lão nhân này lại cường hãn đến thế. Tây Châu cao thủ mạnh nhất, ai dám chọc. Thế nhưng là, tại cái trấn nhỏ kia, các nàng những thứ này vô tri ngốc nhà đầu, thế mà đem người lớn như thế vật cho trói lại nghiêm hình bức cung. Nếu không phải sau cùng Trác Phàm mắt sắc, xem thấu hết thảy, ngăn cản các nàng lời nói, không thể nói được các nàng bọn này vô tri nhà đầu sẽ còn đối cái này Tây Châu tối cường giả làm ra cái gì quá phận sự tình đến.
Nghĩ đến đây lão đầu nổi giận sau sẽ như thế nào kinh thiên đồ vật, Thủy Nhược Hoa bọn người suy nghĩ một chút cũng là một trận hoảng sợ, các nàng cái mạng này, còn thật mẹ hắn là trác phàm cho các nàng kiếm về, làm cho các nàng không có đúc thành sai lầm lớn. Đột nhiên ở giữa, chúng nữ lại một mặt cảm kích nhìn về phía trác phàm chỗ đó, lại chỉ thấy hắn lại so với các nàng còn khẩn trương giống như, hai mắt nhìn chằm chằm chỗ kia trong kết giới hình ảnh không thả, một đôi tay đều nắm đầy mồ hôi. Vù vù. Hai đạo tiếng xé gió vang, hai vị chí tôn nhất thời đi vào Đan Thanh Sinh trước mặt. Nhìn phía dưới cái kia đạo sâu không thấy đáy khoảng cách, nhìn nhìn lại đối diện cái kia tràn đầy âm trầm sắc mặt, hai vị chí tôn khuôn mặt cũng bỗng dưng tái nhợt lên. Thanh Sinh, đây chính là ngươi nghênh đón sư tôn thái độ sao? Hắc Nghiêm chí tôn ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng lên tiếng. Dương mắt nhẹ liếc nhìn hắn một cái, Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút. Cuối cùng vẫn khom người hướng hai người hơi hơi cúi đầu, thản nhiên nói, đồ nhi tham kiến hai vị sư tôn, nếu như các ngươi còn nhận đồ nhi này của ta lời nói. Hừ hừ hừ, ngươi khi đó xông ra lớn như vậy họa, đã bị trục xuất Song Long Viện, sớm đã không phải chúng ta đồ nhi, chúng ta từ lâu không nhận. Mười phần thoải mái vẫy vẫy ống tay áo, Hắc Nghiêm chí tôn nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói. Gương mặt nhịn không được co lại. Đan Thanh Sinh nhìn về phía Hắc Nghiêm chí tôn không còn gì để nói, đã như vậy lời nói, ngài làm gì còn nhường ta cho các ngươi được sư đồ chi lễ. Một ngày là thầy, cả đời là cha, chẳng lẽ chúng ta không có dạy qua ngươi sao? Thì coi như chúng ta không nhận ngươi đồ đệ này, nhưng ngươi đồ đệ này liền có thể không nhận sư phụ sao? Thấy chúng ta, liền có thể không thi đại lễ sao? Hừ, thật sự là càng ngày càng không có giáo dục. Hơi hơi hiên ngang đầu. Hắc Nghiêm chí tôn chuyện đương nhiên nói. Ách! Trong lòng bất giác trì trệ, Đan Thanh Sinh trầm ngâm nửa ngày lại là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thở dài, Hắc Nghiêm sư phụ, ngài vẫn là giống như trước đây không thay đổi, vẫn như cũ như thế vô sỉ a. Lớn mật, dám nói sư phụ vô sỉ, giống như ngươi thì nhiều chính nhân quân tử một dạng. Đúng, ta xác thực không phải cái gì đi đến chính, đứng được đầu người, bất quá cái này còn không phải cùng sư phụ ngài học sao. Ngài có 8 điểm vô sỉ phong phạm, ta thì có 6 phần bị ổi mặt mũi, cái này kêu là thượng bất chánh hạ tắc loạn a, ha ha ha. Không khỏi suy cười một tiếng, Đan Thanh Sinh chế giễu lại. Hắc Nghiêm chí tôn không còn gì để nói, trợn mắt một cái, không để ý tới hắn, nhưng cũng không lắm sinh khí, tựa hồ còn có chút cảm giác ấm áp đến, dường như lại trở lại trước kia tại Song Long Viện này bên trong chỉ đạo tiểu tử này tu luyện lúc, lẫn nhau cãi nhau lúc tình cảnh. Bạch Mi chí tôn nhìn thấy, minh bạch tâm ý của hắn, không khỏi bất đắc dĩ bật cười một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Đan Thanh Sinh, đột nhiên nghiêm túc lên, Thanh Sinh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, ý muốn như thế nào? Mở ra kết giới đi tới, vì cầm lại ta thanh kiếm kia. Kiếm! Mi đầu bất giác vẩy một cái, Bạch Mi chí tôn trong lòng không sai, là Kình Thiên kiếm A, nó đã không thuộc về ngươi, cần gì phải trở về lấy? Làm sao không thuộc về ta? Các ngươi đáp ứng ban đầu qua ta, chỉ cần cũng có ngày ta có thể chiến thắng hai người các ngươi bên trong một trong, thì có tư cách kế thừa thanh kiếm kia. Cái kia là đối ta nhóm đồ đệ hứa hẹn, nhưng bây giờ ngươi đã không phải. Lạnh lùng theo dõi hắn, Hắc Nghiêm chí tôn đột nhiên hừ nhẹ lên tiếng. Từ chối cho ý kiến cười một tiếng, Đan Thanh Sinh thờ ơ nhún nhún vai, không có gì đáng ngại, dù sao hôm nay ta là muốn tất cầm thanh kiếm kia. Bất luận bỏ ra cái giá gì cũng không đáng kể. Nguyên bản, đồ nhi không muốn cùng hai vị sư tôn lên xung đột, muốn lặng lẽ mang đi nó. Bất quá đã bị các ngươi phát hiện, như vậy đành phải ấn lúc trước ước định đến làm đi. Mặc kệ là một cái người, vẫn là hai người, ta đều biết đánh bại các ngươi, cầm tới thanh kiếm kia. Hừ, khẩu khí thật là lớn, đừng tưởng rằng ngươi tại phán ra Song Long Viện lúc đâm bị thương ta một kiếm, thì thật sự cho rằng có thể đánh bại chúng ta. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Hắc Nghiêm chí tôn lúc này quát to, đơn đả độc đấu, ngươi là Tây Châu đệ nhất nhân. Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta Song Long chí tôn thế nhưng là theo không xa rời nhau. Muốn tại trước mặt chúng ta xưng bá Tây Châu, ngươi còn không có tư cách kia. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Đan Thanh Sinh trong lòng thầm giận, song quyền bất giác chăm chú nắm lại, cắn răng nói, mặc kệ có hay không tư cách kia, chiến rồi nói sau. Nói. Toàn thân hắn khí thế đã là đột nhiên thả ra. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, mãnh liệt kiếm cương ùn ùn kéo đến giống như theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, chỗ đi qua,
tất cả mọi thứ đều bị mạnh kiếm khí lớn hóa thành cho bụi. Chính là còn chưa ra chiêu, thiên địa đã nhập diệt thế chi cảnh. Thấy tình cảnh này, tại chỗ tất cả mọi người bất giác cùng nhau trong lòng hoảng hốt, thực lực như thế, thì coi như bọn họ người ở đây cùng tiến lên, đều là trong nháy mắt bị diệt hạ tràng. Tây Châu đệ nhất cao thủ xuất thủ, quả nhiên không tầm thường. Trác Phàm càng là nhìn không được trong mắt ngưng tụ, hét to lớn tiếng, Phàm giai chí cao, quy nguyên cảnh. Không sai, dung hồn cảnh phía trên, chính là phản pháp quy chân, quy nguyên cảnh. Đến lúc đó thần hồn cùng thiên địa tương liên, điều động thiên địa lực lượng, thật có thể nói là hủy thiên diệt địa, không gì địch nổi, chính là Phàm giai chí cường tồn tại. Mà giai đoạn này tu giả, cũng liền đợi đến siêu phàm nhập thánh, đột phá phàm giai ràng buộc, tiến vào linh vương cảnh. Mà chỉ có tại cảnh giới kia tu giả, mới chính thức có tư cách đặt chân thánh vực khu vực. Đan Thanh Sinh mãnh liệt khí thế tràn ngập khắp cả kết giới bên trong, làm cho thiên địa cũng vì đó không ngừng rung động. Lạnh lẽo cương phong thổi lất phất song long chí tôn một đen một trắng, hai đầu khô mục sợi tóc, trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mấy trăm gần ngàn năm không thấy, Đan Thanh Sinh thực lực hiển nhiên tinh tiến rất nhiều, hiện tại cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng đối cái này thực lực cường đại có chút kiêng kỵ. Chiến trường đối diện bên trong, mọi người nhìn chằm chằm cái kia giống như thiên địa muốn sụp đổ diệt thế hình ảnh, trên mặt cũng tất cả đều tràn đầy nghiêm túc chi sắc, đồng thời trong lòng còn có một tia tiểu kích động. Tam đại quy nguyên cảnh cao thủ trung cực đối chiến, đây thật là ngàn năm một thuở cơ hội a. Thanh Sinh, tại thầy trò chúng ta ba người động thủ trước đó, lão phu còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Đột nhiên, Bạch Mi Chí Tôn Rear Map khẽ nhúc nhích, mở miệng đạm mạc lên tiếng hỏi. Mí mắt nhẹ nhàng run run một chút, Đan Thanh Sinh trầm ngâm một chút, cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí, nói. Mấy trăm năm không thấy, ngươi tại sao lại chợt nhớ tới trở về lấy thanh kiếm kia? Là gặp phải cường địch, vẫn là muốn xưng bá nhất phương, cho ta cái lý do. Lời vừa nói ra, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là một đôi lạnh đồng tử chăm chú nhìn chăm chú về phía hắn hai gò má, một mặt nghiêm túc, tựa hồ cũng đang đợi hắn trả lời giống như. Ánh mắt khẽ híp một cái, Đan Thanh Sinh do dự một chút, lẩm bẩm nói, nhất định muốn nói sao? Không nói cũng được, dù sao ngươi bây giờ đã không phải là chúng ta đồ đệ, không có đạo lý mọi chuyện hướng chúng ta bẩm báo. Mí mắt hơi rủ xuống, Bạch Mi Chí Tôn lạnh lùng lên tiếng. Hắc Nghiêm Chí Tôn nghe đến, cũng là chăm chú nhìn chăm chú lên Đan Thanh Sinh chỗ đó, trong mắt một mảnh lạnh lùng, chúng ta trước kia chắc là dạy qua ngươi, bất luận làm bất cứ chuyện gì, trong lòng đều nên có cái có thể thuyết phục chính mình lý do, cho dù là sai lầm cũng tốt. Chí ít, ngươi sẽ không mê mang. Hai vị chí tôn kẻ sướng người họa, nhất thời đem Đan Thanh Sinh đưa đến một cái thú vị tình cảnh. Đến lúc này, rõ ràng cũng là đang chất vấn Đan Thanh Sinh. Hắn tâm lý còn có hay không lại đem hai người bọn họ coi như sư phụ hắn, thứ hai thì là thăm dò hắn lấy kiếm này dự tính ban đầu, xứng hay không kế thừa thanh này tuyệt thế thần kiếm, để hai bọn họ truyền thụ cho hắn. Trong lòng tựa hồ cũng có chút rõ ràng, Đan Thanh Sinh bất giác thở sâu, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài, thực không dám giấu giếm, ba năm về sau, đệ tử đem về cùng Trung Châu lão quái vật kia quyết chiến sinh tử, nếu là không có cái này Tây Châu Trấn Châu Chi Bảo Kình Thiên kiếm trợ trận. Sợ khó thủ thắng. Trung Châu kiếm tinh đến nước, bất bại kiếm tôn. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bạch Mi Chí Tôn bất giác giật nảy cả mình, không thể tin nói, ngươi làm sao lại chọc lão gia hỏa kia, còn làm ra quyết chiến sinh tử, ngươi điên. Thân thể nhịn không được hung hăng run run, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng là song quyền hơi hơi chăm chú, khẽ cắn môi về sau, mắng to tiểu tử thúi, ngươi thật sự là đắc ý vong hình quá mức, coi là đến cái Tây Châu đệ nhất nhân danh hào. Thì tự cho là thiên hạ vô địch đúng hay không? Trung Châu lão quái vật kia, há lại ngươi có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại? Nếu không mà nói, vì sao bốn châu liên thủ cùng kháng Tây Châu, bây giờ lại vẫn như cũ ở thế yếu? Không tiếp tục qua nói nhiều, Đan Thanh Sinh chỉ là thở sâu, trong mắt một mảnh lạnh nhạt, tựa hồ đã tâm ý đã quyết. Dường như xem thấu khác ý nghĩ, Bạch Mi Chí Tôn dần dần bình tĩnh lại chập trùng nỗi lòng, tiếp tục hỏi, Thanh Sinh. Ngươi không phải cái lỗ mãng cuồng vọng chi đồ, chắc là rất biết rõ phân tắc, hiểu tiến thối mới là, lần này vì sao? Đại trượng phu lập tại thế gian, có việc nên làm, có việc không nên làm. Thật sâu hít một hơi, Đan Thanh Sinh ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài lên tiếng, hai vị sư tôn, không biết các ngươi phải chăng còn nhớ đến, ta rời đi Tây Châu trước,
cùng các ngươi chỗ nói, rốt cuộc tìm được trong lòng mình chi đạo là cái gì. Liếc nhìn nhau, hai người cùng nhau gật đầu, đương nhiên, thiên hạ đại đồng. Không sai, đây chính là ta nói, cũng là nàng nói. Trong mắt lóe lên một đạo giật mình lo lắng chi sắc, Đan Thanh Sinh một mặt đau thương thăm thẳm lên tiếng, đây là chúng ta cộng đồng hy vọng, sáng tạo một cái đại đồng thiên hạ. Từ khi nàng chết về sau, ta đã từng một lần điên cuồng, một lần mê mang. Nhưng về sau ta nghĩ thông suốt, cùng đắm chìm trong cừu hận trong thống khổ mất phương hướng tự mình, trầm luân ma tính, không bằng đi thực hiện cái lý tưởng này, đây cũng là nàng muốn nhìn đến đi. Cho nên cái này mấy trăm năm qua, ta tại các châu ở giữa trong khe hẹp, xác thực sáng tạo ra một cái dạng này địa phương, thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, lấy thực lực của ta, nơi này vốn là không có cái nào kẻ xấu dám ăn hiếp tới. Nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp gỡ Trung Châu kiếm tinh đế nước hướng ra phía ngoài mở rộng, càng muốn đem chiến hỏa dẫn tới ta nơi đó. Ngay từ đầu, ta từng muốn cho dù kiếm tinh đế nước mạnh hơn, ta đó bất quá là cái nơi chật hẹp nhỏ bé, lại thêm có ta cái này quy nguyên cảnh cao thủ tỏa chấn, cũng nên bán ta cái mặt mũi. Nhưng là chưa từng nghĩ, lão quái vật kia lại tự thân xuất mã, cùng ta đổ đấu. Nếu là ta thua lời nói, ta cái kia đào nguyên chi địa, lập tức liền sẽ bị kiếm tinh đế nước san thành bình địa, mấy trăm năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến đây, Đan Thanh Sinh ngữ khí chỉ trệ, không lại nói đi xuống, nhưng là hai vị trí tôn cũng đã nghe ra kỳ quặc, mì đầu lắc một cái nói, chỉ sợ. Người lão quái kia vật là hướng về phía ngươi tới đi. Ha ha ha, không sai, hai vị sư tôn quả nhiên mắt sáng như đuốc. Bất giác bật cười lắc lắc đầu, Đan Thanh Sinh thở dài, ta chỗ kia chỉ là cái tiểu đế nước lớn nhỏ, đã không phong phú khoáng sản, lại cùng người không oán, bách tính hạnh phúc an khang, như thế nào lại chiêu là như thế đại tai, để đường đường kiếm ngôi sao đế quốc đều cắn chặt không thả. Đơn giản là cái kia lão già muốn. Nói, Đan Thanh Sinh tiếng nói chỉ trệ, không có thanh âm, chỉ có bờ môi đang động, lại là mật ngữ truyền thanh. Mà hai vị trí tôn nghe đến, trong mắt bất giác co rụt lại, đều lộ ra kinh dị khuôn mặt. Bất giác cười khổ một tiếng, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ thở dài, lão gia hỏa kia bế quan mấy trăm năm, thực lực đại trướng, lần này xuất quan, đã bắt đầu có đại động tác, bốn châu nguy rồi, hy vọng hai vị sư tôn chuẩn bị sớm mới là. May mà lần này song long hội phía trên, ta gặp Tây Châu nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu là những tiểu tử này có thể trưởng thành, coi là Tây Châu một tia sinh cơ. Sắc mặt không nói ra ngưng trọng, hai vị trí tôn hơi hơi gật gật đầu, phun ra một hơi thật dài. Nhưng là rất nhanh, Hắc Nghiêm trí tôn lại lông mày nhíu lại, một mặt nghiêm túc nói, đã như vậy, lão phu cũng không biết có nên hay không đem thanh kiếm này cho ngươi. Ha ha ha, đúng vậy a, xác thực rất mâu thuẫn. Nếu là không cho ta lời nói, ta trận chiến này thất bại, đem không một tia phần thắng. Nếu để cho ta lời nói không chừng ngày sau, thanh kiếm này thì sẽ trở thành giết hại Tây Châu hung khí. Ta nếu là hai vị sư tôn, cũng sẽ tương đương mâu thuẫn. Bất giác khẽ cười một tiếng, Đan Thanh Sinh thân thể lắc một cái, toàn thân khí thế lần nữa đại phóng, uống kêu ra tiếng, đã như vậy lời nói, vậy liền chiếu lúc trước ước định đồng dạng, thực lực quyết thắng đi. Thật sâu liếc hắn một cái, hai vị trí tôn cũng là bình tĩnh gật đầu, hào khí vượt mây nói tốt, thì thực lực quyết thắng. Vừa dứt lời, hai vị trí tôn trước người cũng là đột nhiên khí thế đại phóng, như bài sơn đảo hải long khí ngăn không được theo trên trời dưới đất thoát ra, bồi hồi tại bọn họ bên người, cái kia cỗ giống như chấn thiên nhiếp địa lực lượng, nhất thời liền đem Đan Thanh Sinh lúc trước vô tận kiếm cương đè trở về. Chỉ một thoáng, xông vào biển rộng, hổ khiếu sơn lâm. Ba người đối diện tương đối, khí thế cường đại dường như sóng to gió lớn đánh thẳng vào giữa thiên địa hết thảy, liền không gian đều tại run không ngừng, dường như tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, mọi người thấy tình cảnh này, cùng nhau quá sợ hãi. Cái này chính là cái này thế giới cao thủ mạnh nhất khí thế sao? Quả thực kinh hãi thế tục, thiên địa không dung, ba người này nếu là thật sự đánh lên, toàn bộ thế giới đoán chừng đều muốn bị hủy diệt đi. Cái này, chính là giờ này khắc này, tất cả vây xem trong lòng mọi người ý nghĩ, tuy nhiên khoa trương, nhưng lại là bọn họ lúc đó quả thật bản thân trải nghiệm. Phàm giai trí cường, đã như là thần cường đại. Chỉ có Trác Phàm, mí mắt hơi hơi lắc một cái, thật dài chậm rãi một hơi, trong lòng thầm than. Còn tốt, bọn họ đánh lên, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ,
đối người thánh binh kia mất tích có gì hoài nghi. Bất quá, hiện tại cao hứng còn quá sớm chút, còn phải lại thấy kết quả. Cái này hiểu lầm, có thể hay không kết thành, còn phải xem song phương chiến đấu kết cục như thế nào. Kết quả là, Trác Phàm nhìn không chuyển mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm chỗ đó, chăm chú không thả. Song Long quyết, Song Long xuất hải. Hét lớn một tiếng, Song Long chí tôn lẫn nhau một đôi trưởng, hô một chút, một đen một trắng hai cỗ cường đại năng lượng nhất thời hòa làm một thể, không ngừng xoay tròn, giống như thái cực âm dương ngư. Mà theo cỗ này xoay tròn lực, bốn phía này thiên địa ở giữa dồi dào linh khí, cũng đang không ngừng hướng bọn họ nơi này tụ đến, nhất thời liền tụ thành một đầu giống như sông núi linh mạch giống như đen trắng cự long, tại há miệng gào thét. Ngay sau đó, hai người song trưởng đẩy, cự long gào thét hướng về phía trước, hung hăng hướng Đan Thanh Sinh đánh tới. Cái kia cỗ uy áp mạnh mẽ còn chưa tới người, đã là làm cho Đan Thanh Sinh ngăn không được hướng sau chuyển lấy toái bộ, chiến đứng không vững. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Đan Thanh Sinh cũng không nóng nảy, ngón tay khép lại chỉ hướng về bầu trời, tại một tiếng long ngâm gào thét bên trong, một đầu cự long uốn lượn lấy trèo lên hắn chỉ thiên phương hướng, giống như tại trèo một chi cột trống trời giống như. Sau đó, giữa thiên địa mạnh mẽ kiếm cương dường như tìm tới kết cục giống như, ào ào hướng hắn nơi này tụ đến, nhất thời liền tại cái kia trên ngón tay hình vuông thành một thanh hư huyễn kình thiên kiếm ảnh. Đầu kia cự long leo lên thân kiếm, phát ra không ai bì nổi kinh thiên gào thét. Âm thanh chấn thương khung, kéo dài mấy trăm dặm chỗ, toàn bộ thiên địa đều tại ngăn không được run rẩy lên. Trảm Long kình quyết, quát. Thở sâu, Đan Thanh Sinh bất giác hét lớn lên tiếng. Sau đó cái kia mãnh liệt một kiếm, liền hung hăng hướng phía dưới đánh xuống, nhất thời vọt tới cái kia tại cấp tốc hướng hắn nơi này vọt tới đen trắng cự long. Đột nhiên ở giữa, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, cự kiếm nghênh tiếp cự long. Ngay tại hai người tương giao trong nháy mắt, oanh một tiếng bạo hưởng đột nhiên nổ nứt thiên địa, toàn bộ bầu trời cũng là đột nhiên tối sầm lại, tựa hồ nhật nguyệt đều bị che chắn quang huy. Cường đại trùng kích sóng, quét ngang hướng bốn phía. Nhất thời đem bốn phương tám hướng trừ thánh linh khoáng bên ngoài tất cả sông núi biển hồ, đều là san thành bình địa. Kéo dài mấy trăm cây số, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, giống như tận thế buông xuống, sinh linh đổ thán. Vây xem mọi người gặp này, không khỏi tất cả đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, quy nguyên cảnh cao thủ toàn lực nhất kích, vậy mà đáng sợ như vậy. Tuy nhiên Trác Phàm Diệp Lân hai người đối chiến cũng rất đáng sợ, nhưng lại vạn vạn không có như thế có tính chấn động tràng diện phát sinh. Tựa như muốn diệt thiên tuyệt địa đồng dạng xuất hiện thế giới đều nhanh hủy diệt cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt cùng nhau có chút trắng bệch, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh giới như thế cao thủ đối chiến, thật để bọn hắn phát ra từ tâm lý run sợ. Khó trách Đan Thanh Sinh dám thả ra hào ngôn, Tây Châu thập tông, đi tới tự do, Song Long chí tôn có thể lãnh tụ Tây Châu nhóm luân. Khủng bố như thế thực lực, nhấc nhấc tay cũng có thể diệt hết một tông, thật có tư cách này a. Hai cỗ năng lượng hung hăng trùng kích cùng một chỗ, không ngừng giằng co, phát ra kịch liệt bạo hưởng, dẫn tới thiên địa kinh biến, không ai nhường ai. Nhưng là cuối cùng, vẫn là có năng lượng tiêu tan kết thời điểm. Nhưng nghe đụng một tiếng vang thật lớn, Đan Thanh Sinh cái kia hư ảnh trường kiếm nhất thời ầm vang vỡ vụn biến mất, Song Long chí tôn cái kia đen trắng cự long, cũng là thình lình vỡ nát, tiêu tán không thấy. Thế mà, ngay tại bọn họ sụp đổ trong tích tắc, vẫn là có một tia còn sót lại năng lượng trong nháy mắt xuyên qua đối phương phong tỏa, thẳng tắp hướng Đan Thanh Sinh cùng Song Long chí tôn bắn tới. Phốc, một cỗ mạnh mẽ long kình chỉnh chỉnh đánh vào Đan Thanh Sinh ở ngực, phát ra một đạo một ngạt vang động, làm cho hắn ngăn không được hướng sau lùi lại mấy bước, sau đó nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu tươi tới. Vù vù, hai đạo sắc bén kiếm cương, phát ra chói tai phong minh, chớp mắt tới gần hai vị chí tôn nhãn trước. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc, cái kia hai đạo kiếm cương đã là phân biệt xuyên qua hai người bọn họ đầu vai, phốc phốc hai tiếng, tản ra hai đạo xương máu. Chỉ một thoáng, ba người đối chiến, sư đồ tranh phong, một chiêu sau đó, đúng là một cái lưỡng bại câu thương thế hòa không phân thắng bại. Người nào cũng không có chiếm được một tia tiên cơ, ngược lại tất cả đều bị thương. Mọi người gặp này, trong lòng bất giác âm thầm giật mình. Cảm thán cái này Đan Thanh Sinh quả nhiên không hổ là Tây Châu đệ nhất cao thủ, lấy một địch hai, vẫn là đối trước kia sư phụ, thế mà có thể chiến thành cái ngang tay, không thẹn với ngôi thứ nhất số A. Thế nhưng là trên chiến trường sư đồ ba người, đối mặt tình cảnh này, lại là tâm tình phức tạp,
ngũ vị tạp trần, không biết đi con đường nào. Rear Map không khỏi hơi hơi run run động một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc mắt liếc một cái chính mình trên vai thương thế, trầm ngâm rất lâu, lại là bất đắc dĩ thở dài, sâu xa nói, Thanh Sinh, ngươi đi đi. Lão gia hỏa, cái này, mí mắt không khỏi lắc một cái, Bạch Mi Chí Tôn thật sâu nhìn Hắc Nghiêm Chí Tôn liếc một chút, lại nhìn xem Đan Thanh Sinh, lại liếc một chút cái kia đã không có cái kia tia khí tức quen thuộc tràn ra thánh linh khoáng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, hơi hơi gật gật đầu. Đan Thanh Sinh cũng là trong mắt nhìn không được nhất động, thân thủ vệt một tia khóe miệng vết máu, nhìn lại mình một chút ở ngực cái kia lõm đi xuống bộ dáng, ngũ tạng lục phủ cũng như giống như lửa thiêu, cuối cùng ánh mắt tối sầm lại, thở dài. Đúng vậy a, hắn chỉ bất quá cùng Song Tôn liều cái lưỡng bại câu thương mà thôi, lấy hắn thực lực, còn chưa đủ lấy đánh bại Song Tôn liên thủ, cũng liền không có tư cách này cầm thanh kiếm kia. Hai vị sư tôn quả nhiên còn như trước kia một dạng, vì Tây Châu an ổn, mà. Ha ha ha. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Đan Thanh Sinh trong lòng ai thán, hướng về Song Long Chí Tôn lại thật sâu cúi đầu về sau, quay người bỗng dưng biến mất bóng người. Mà gặp hắn rời đi, Bạch Mi Chí Tôn mới sâu cau mày, một mặt lo âu nhìn về phía Hắc Nghiêm Chí Tôn nói, lão gia hỏa, người thì thật làm cho hắn thanh kiếm lấy đi sao? Đúng vậy a, cái kia trong động đã không có kiếm khí khí tức, hẳn là hắn sớm đã đem đi đi. Lúc trước làm ra lớn như vậy động tĩnh, mời chúng ta đến đây, cũng bất quá là muốn chứng minh một chút, hắn có thể đường đường chính chính đem kiếm mang đi. Bất quá, cho dù hắn thua, nghĩ đến hắn cũng sẽ không đem kiếm lưu lại đi. Không khỏi bật cười lắc đầu, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại nhìn một chút đầu vai vết thương, thở dài, chúng ta lấy hai địch một, mới có thể cùng hắn liều cái ngang tay, nếu là hắn đem cái kia kiếm lấy ra, chúng ta sớm đã thua, làm gì mạnh hơn lưu đâu. Hơi hơi gật gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn trong lòng rõ ràng, nhưng vẫn là một mặt ưu sầu nói, lão gia hỏa, người nói là không sai, vốn là chúng ta trước kia cũng liền định đem kiếm này cho hắn. Có điều hắn vừa mới cũng nói, Trung Châu lão gia hỏa kia đã bắt đầu hành động, chúng ta lại không có Trấn Châu Chi Bảo lời nói. Cái kia tới chậm sớm muốn tới, có Trấn Châu Chi Bảo lại như thế nào, chẳng lẽ người lão quái kia vật không có sao? Bất giác mỉm cười cười một tiếng. Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, đến thời điểm, người lão quái kia vật cầm lấy Trung Châu cái kia thanh thần kiếm đến đây, chúng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ, còn không bằng đem kiếm này giao cho Thanh Sinh, để hắn vì trong lòng của hắn chi đạo mà đánh đi. Thắng hay thua, tối thiểu không có tiếc nuối, so đặt ở chúng ta nơi này mạnh. Mí mắt hơi hơi run run, Bạch Mi Chí Tôn trầm ngâm một chút, cũng là thở dài một tiếng, tán đồng gật đầu, đúng vậy a. Lúc trước chúng ta không có bảo vệ cho hắn trong lòng chi đạo, đem hắn bước đi, hiện tại để hắn cầm chuôi kiếm này vì trong lòng của hắn đạo thống mà chiến, cũng coi là đền bù chúng ta lúc trước sai lầm. Chúng ta đem thông thiên các kết giới kia thông đạo phong, không cũng là muốn cho hắn đường đường chính chính đứng tại trước mặt chúng ta, theo chúng ta nơi này lấy đi kiếm sao? Ha ha ha, có hay không Trung Châu người lão quái kia vật xuất hiện lại có quan hệ gì, hắn lấy đi cũng là. Bất giác mỉm cười cười một tiếng. Bạch Mi Chí Tôn tựa hồ cũng nghĩ thoáng, nhưng là rất nhanh lại cau mày nói, thế nhưng là, hắn đến tột cùng là làm sao thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này. Chẳng lẽ hắn thật sự là theo chúng ta dưới mí mắt tiến vào đến hay sao? Ha ha ha, hắn liền kiếm đều lấy đi, còn truy cứu những chi tiết này làm gì? Không quan trọng, bất giác khẽ cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn quay người biến mất bóng người, rời đi nơi này, hiện tại chúng ta cái kia làm. Là liên hợp hắn ba châu cao thủ, chuẩn bị như thế nào nghênh kích người lão quái kia vật xâm lấn, mới là trước mắt trọng yếu nhất. Bạch Mi Chí Tôn lông mày nhíu lại, cũng là bật cười gật gật đầu, tiếp lấy biến mất bóng người, hướng về bay đi. Thế nhưng là, bất luận là Song Long Chí Tôn, vẫn là Đan Thanh Sinh, đều không có phát hiện, giữa bọn hắn xuất hiện như thế nào vô cùng lớn hiểu lầm. Song Long Chí Tôn cảm thấy mình thua, cho nên để Đan Thanh Sinh đi. Là cho là hắn đã đem kiếm lấy đi, thả hắn rời đi nơi này chi ý. Nhưng là Đan Thanh Sinh lại là vẫn cho là hai vị Chí Tôn biết hắn đến, cho nên cố ý đem kiếm chuyển di, chuôi kiếm này còn tại hai vị Chí Tôn trong tay. Lại thêm song phương bất phân thắng bại, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại để cho hắn rời đi. Hắn lúc này thì cho rằng, đây là Song Tôn khu trục chi ý, hắn không có chiến thắng Song Tôn, liền sẽ không đem kiếm cho hắn, bởi vậy chỉ có thể ảm đạm rời đi. Kết quả là, thanh này Tây Châu Trấn Châu Chi Bảo Kình Thiên Kiếm,
nhất thời trở thành mê vụ y hệt. Đan Thanh Sinh coi là nó ném ở Song Tôn trong tay, Song Tôn lại coi là nó bị Đan Thanh Sinh lấy đi. Thế nhưng là tất cả mọi người vạn vạn sẽ không nghĩ tới, hiện tại thanh kiếm này lại là ngay tại Trác Phàm trong lòng bàn tay nắm chặt. Chờ Song Tôn lần nữa trở lại chiến trường đối diện bên trong, làm cho tất cả mọi người tán đi, cũng không có cái gì dị thường về sau, nhìn lại vừa mới hình ảnh thấy, Trác Phàm mới thở dài ra một hơi, trong lòng không sai, song phương cái này hiểu lầm kết thành, hắn cái này tránh thức đạo tặc, đã có thể đặt mình vào ngoài cuộc. Đan Thanh Sinh cái này Tây Châu đệ nhất nhân, cho hắn vác một cái thiên đại oan uổng, còn không tự biết. Ai, câu thông a. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm trong lòng một trận cảm thán. Chớ nhìn bọn họ trước kia là quan hệ thầy trò, nhưng là quan hệ vỡ tan về sau, lại gặp gỡ nhất định sẽ xấu hổ. Mà ba người lại là cao ngạo tốt mặt người, tất nhiên sẽ không ở việc nhỏ không đáng kể phía trên tính toán chi ly, khơi thông với nhau. Cứ như vậy, ba người liền rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm, đây cũng là Trác Phàm một mực hy vọng sự tình. Nếu không mà nói, Phàm là Đan Thanh Sinh nghe đến Hắc Nghiêm Chí Tôn để hắn rời đi lời nói sau, có thể bướng bỉnh một chút, tiếp tục truy vấn chuôi kiếm này chỗ, không đắc thủ thể không bỏ qua lời nói, đoán chừng Trác Phàm điểm ấy âm mưu liền đã lộ tẩy. Mặc dù không đến mức lập tức gây nên Đan Thanh Sinh hoài nghi, nhưng sớm muộn sẽ trở thành trọng điểm giám thị đối tượng, lộ tẩy là sớm muộn sự tình a. Đáng tiếc a, cái này cao thủ đều quá kiêu ngạo, quá thích sĩ diện. Không có thắng, liền không có tư cách cầm tới thần kiếm, Đan Thanh Sinh trong lòng nghĩ như vậy, nhận thua cuộc, liền không nói hai lời, quay đầu bước đi. Mới thành tựu cái này một thiên cổ kỳ oan. Ha ha ha, cái này lão tử có thể yên lòng tiêu diêu tự tại đi. Khóe miệng hơi hơi một phát, Trác Phàm trong lòng cười thầm, đắc ý hiên ngang đầu. Dương Sát bọn người gặp, bất giác kỳ quái a, ngươi làm sao đột nhiên cao hứng như vậy, làm sao? Chúng ta đến Trung Tam Tông đứng đầu vị trí, chẳng lẽ không cái kia cao hứng sao? Ha ha ha, lông mày nhíu lại, Trác Phàm chuyện đương nhiên qua loa nói. Ách, không khỏi sững sờ, Dương Sát như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thế nhưng là trong chúng ta Tam Tông thủ vị danh hào, Chí Tôn đại nhân đã sớm tuyên bố, ngươi làm sao hiện tại mới một bộ vui mừng hớn hở bộ dáng, vừa mới cũng không gặp ngươi cao hứng như thế qua. Ừm, ta phản ứng chậm. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm bất giác đùa cười ra tiếng. Khóe miệng nhịn không được hung ác run rẩy, Dương Sát bọn người không khỏi cùng nhau trợn mắt chừng một cái. Cái này nha lại tại ăn nói bừa bãi, cái này đều quá nhanh một canh giờ thời gian, người nhà thần kinh phản xạ cung chậm nữa, có thể chậm một canh giờ a. Thật không biết tiểu tử này lại tại đắc ý cái gì sức lực, dù sao không phải là bởi vì việc này tại cao hứng. Bất quá, đã hắn không muốn nói. Cái kia coi như bất đắc dĩ nhún nhún vai, mọi người liếc nhìn nhau, cũng là bật cười lắc lắc đầu. Vị này Trác quản gia, có khi cũng là kỳ quái như thế, tất cả mọi chuyện giấu ở trong lòng đầu, rất thần bí. Đón lấy, chúng người lập tức liền mang lấy Trác Phàm trở lại bọn họ nơi đặt chân nghỉ ngơi, đợi Trác Phàm thương thế khôi phục về sau, bọn họ liền lên đường hồi tông. Bọn họ tại Song Long hội nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, chỉ đợi hồi đi tiếp thu tông môn khen thưởng. Riêng là Dương Sát ba vị cung phụng, đã không kịp chờ đợi muốn đem cái này vô cùng lớn kinh hỉ mang về tông môn, Dương mi thổ khí. Trác Phàm, người trước ở chỗ này thật tốt tu dưỡng, ta đi cùng mọi người thương thảo một phen, hồi tông sau như thế nào khoác lác chi tiết vấn đề, ha ha ha. Dương Sát đem Trác Phàm khung trở về phòng bên trong, sau đó nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, cười lớn một tiếng liền rời đi. Trác Phàm cũng là cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng thanh âm già nua lại là nhất thời ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ai, tiểu gia hỏa, mấy ngày nữa ngươi cũng nên trở về đi. Ở chung mấy ngày nay, lão phu còn thật có chút không muốn tới. Bất giác sợ hãi cả kinh, Trác Phàm thân thể nhìn không được chấn động, vội vàng quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là một mặt thất ý uống vào trong bầu thanh tửu, chính là Đan Thanh Sinh không thể nghi ngờ. Tiền bối. Ngài tại sao lại đến ta chỗ này đến? Trong lòng bất giác siết chặt, Trác Phàm ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, trên mặt lại là lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Lão già này sẽ không phải phát hiện cái gì, tìm đến lão tử thăm dò đi. Trác Phàm trong lòng có chút bận tâm, sợ cái này di hoa tiếp mộc, giá hỏa kế sách bị lão nhi này nhìn thấu,
vậy phiền phức thì đại. Mắt say lờ đờ mông lung liếc hắn một cái, Đan Thanh Sinh bất đắc dĩ bật cười một tiếng, lắc lắc đầu, thở dài, ai, cuối cùng vẫn là thất bại, hai vị chí tôn sớm có đề phòng, thanh kiếm kia, lão phu lấy không được a. Làm sao lại, ta gặp tiền bối lấy một địch hai, còn có thể thương tổn song tôn, hảo lợi hại a. Thanh thần kiếm kia, trừ tiền bối ngài, toàn bộ Tây Châu, người nào còn có tư cách nắm giữ. Bất giác vội vàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, Trác Phàm mông ngựa liên tục, cũng là một trận lấy lòng, nhưng trong lòng thì phỏng lấy Đan Thanh Sinh đến đây mục đích, làm lấy đề phòng. Mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn chằm chằm vào hắn, Đan Thanh Sinh bất giác bật cười ra tiếng, khoát khoát tay, cười mắng, tiểu tử thúi, thiếu mẹ hắn cho lão phu dùng bài này. Mặc kệ là đánh ngang, vẫn là đánh thua, lão phu đều là thua, không có tư cách nắm giữ thanh thần kiếm kia. Ai, cứ như vậy lời nói, lão phu trận chiến này đoán chừng giữ nhiều lành ít. Cái gì, tiền bối ngài còn có một trận chiến? Mi đầu lắc một cái, Trác Phàm hỏi dò. Hơi hơi gật gật đầu, Đan Thanh Sinh bất giác thở dài, đúng vậy a, Trung Châu đệ nhất cao thủ, bất bại kiếm tôn. Lão phu tự hỏi, có thể tại hắn thủ hạ vượt qua 10 chiêu, đã không tệ. Ây, lấy tiền bối thực lực như thế, chỉ có thể cùng hắn chiến 10 chiêu. Cái kia người này đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Phàm bất giác ngữ khí trì trệ, cả kinh nói, Trung Châu đệ nhất nhân, cùng Tây Châu đệ nhất nhân, thật có như thế chênh lệch. Xùy cười một tiếng, Đan Thanh Sinh bất giác thật dài phun ra một miệng mang theo nồng đậm men say tử khí, nhìn về phía Trác Phàm trịnh trọng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ tuổi trẻ, không khỏi tuổi trẻ khí thịnh, kiệt ngao bất thuần. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tây Châu đệ nhất nhân tính là gì, đến Trung Châu, có thể hay không xếp tới 10 vị trí đầu cao thủ, đều không nhất định đâu. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm trong lòng kinh hãi. Cũng không phải bởi vì kinh dị tại Đan Thanh Sinh thực lực tại Trung Châu chênh lệch, mà chính là kinh dị cái này Tây Châu cùng Trung Châu chỉnh thể thực lực khác biệt. Dù sao, Trác Phàm chính là thánh vực ma hoàng chuyển thế, cao thủ gì chưa thấy qua. Chỉ là cái này cùng tồn tại trên một vùng đại lục, thực lực thế mà có thể kém đến loại này cấp độ, thực sự làm người ta kinh ngạc run sợ. Như vậy cũng tốt giống như một cái 3 tuổi hài đồng, trông coi vạn kim gia tài, nhưng hàng xóm lại là một cái cao lớn thô kệch thối lưu manh, người có thể yên tâm được. Cái này không sớm muộn cũng bị người ăn a. Nhưng là vì sao? Trung Châu cao thủ sẽ như thế nhiều đây? Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Đan Thanh Sinh bất giác suy cười một tiếng, sâu xa nói, toàn bộ đại lục phía trên, chỉ có Trung Châu là cùng hắn 4 châu khác biệt khu vực, người biết cái gì khác biệt sao? Hơi hơi lắc đầu, Trác Phàm biểu thị lão tử không phải người địa phương, không biết cái này điều sự. Là bố cục khác biệt. Khóe miệng không khỏi một phát, Đan Thanh Sinh sắc mặt đột nhiên ngưng trọng xuống tới, thở dài nói, còn lại 4 châu, lấy tông môn làm chủ, tính ra hàng trăm đế quốc thực đều là vì các tông phục vụ. Dạng này nhân tâm dễ dàng tán, không hình thành nên chiến lực. Dù sao luận tác chiến, vẫn là đế quốc có ưu thế. Ngươi chưa từng nghe qua tông môn ở giữa sống mái với nhau, có cái gì đại chiến phát sinh. Trong lòng bất giác run lên, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu, ngưng lông mày trầm tư. Ưng ực một tiếng, lại uống một hớp rượu, Đan Thanh Sinh thản nhiên nói, thế nhưng là Trung Châu không giống nhau, chỗ đó có một lão quái vật, một cái to lớn đế quốc, kiếm tinh đế nước. Bất bại kiếm tôn, kiếm tinh đế nước lão tổ tông, mấy ngàn năm thậm chí gần vạn năm trước, liền sáng lập đế quốc. Trừ bản thân mình thực lực cường hãn, còn đang từng bước nuốt chửng lấy chung quanh quốc gia cùng tông môn. Sau cùng phát triển đến toàn bộ một châu, toàn bộ là kiếm tinh đế nước lĩnh vực phạm vi. Cái, toàn bộ một châu, cũng là một cái đế quốc, mi đầu lắc một cái, Trác Phàm trong lòng kinh hãi. Hiện tại hắn đã biết vì sao Trung Châu hội cường đại như thế, là còn lại 4 châu so không. Đơn giản là cái này phát triển hiệu suất, lấy một cái đế quốc làm đơn vị, cơ quan quốc gia lực lượng, tự nhiên so 5 bè 7 mảng tông môn còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là có thể đem một cái đế quốc, xưng bá một châu, cũng thật sự là ngưu nhân. Tối thiểu còn lại 4 châu liền không có dạng này tồn tại, không phải bọn hắn không muốn, mà chính là không có dạng này kiêu hùng lãnh tụ, người coi như muốn chỉnh hợp nhất châu thế lực, cũng làm không được. Tựa như Tây Châu, song long chí tôn tuy nhiên cường hãn, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đều là tu giả, không có như thế hùng tài vĩ lược.
thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Đan Thanh Sinh nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, tiểu tử, ta có thể nhìn ra được, ngươi là làm đại sự người, thậm chí có điểm giống cái kia lão quái vật khí chất. Lãnh tụ quần hùng, xưng bá nhất phương, bất quá ngươi động tác phải thêm gấp, mau chóng đề cao thực lực, Trung Châu đã bắt đầu hành động, tuy nhiên còn cần không ít thời gian, nhưng ngươi quá trẻ tuổi, lưu cho ngươi thời gian không nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ách, ngươi nói cái gì, Trung Châu hành động, chơi ta điều sự. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một bộ lưu manh dạng, chợt quay đầu. Bất giác suy cười một tiếng, Đan Thanh Sinh thản nhiên nói, người lão quái kia vật theo một giới viên đạn đế quốc, trải qua hơn ngàn năm phát triển, cuối cùng nhất thống toàn bộ Trung Châu. Đến tiếp xuống hắn muốn làm, chính là phóng nhãn bên trong thiên địa, đều là vương thổ. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị liên lụy vào, người cũng không ngoại lệ. Coi như người muốn tránh thanh tịnh, cái kia hai cái nữ oa có thể lẫn mất à, các nàng sau lưng thiên vũ đế quốc có thể lẫn mất sao? Ha ha ha, tương lai Tây Châu là các ngươi, làm đã từng Tây Châu người, tương lai có lẽ sẽ thành cho các ngươi đối thủ. Nhưng bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, không nên đến thời điểm hối hận đừng vội. Bất giác khẽ cười một tiếng. Đan Thanh Sinh chậm rãi đứng người lên, đính đính eo, đã là chuẩn bị rời đi, ai, trước khi chuẩn bị đi, theo người tiểu oa này nói rông dài hai tiếng, hy vọng Tây Châu mầm non có thể mau chóng trưởng thành còn có thể hay không ngăn cản chàng tai nạn này, phó thác cho trời đi. Mí mắt hơi hơi run run, Trác Phàm trong lòng ngưng trọng, trần chờ không chừng. Vốn là hắn chỉ muốn tĩnh tâm tu luyện, sớm ngày trở về thánh vực, nhưng là chiếu Đan Thanh Sinh nói như vậy. Một trận bao phủ Nam Châu đại loạn khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Chính hắn ngược lại không quan trọng, độc lai độc vãng, muốn tránh thanh tịnh chỗ nào không được, ai có thể làm gì đến hắn. Bất quá Lạc Gia Gia đại nghiệp đại, nếu là bỗng nhiên bị cuốn tiến trận này chiến loạn, lại là rất khó thoát thân. Có phải hay không đến làm tiếp tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể an tâm rời đi a? Trác Phàm trong lòng chính suy nghĩ, Đan Thanh Sinh bóng người đã là dần dần hư huyễn. Lập tức rời đi, nhưng là ngay tại hắn biến mất trong tích tắc, nhưng lại dường như nhớ tới cái gì giống như, nhắc nhở, đúng à tiểu tử, cái kia nữ oa ngươi cũng nên có cái thỏa đáng an trí, muốn trân quý người trước mắt a. Xin nhờ, lão tử là ma ai, sao sẽ như thế nhi nữ tình trường. Minh bạch Đan Thanh Sinh chỉ là ai, Trác Phàm bất giác gương mặt một đỏ, ồm ồm nói. Ha ha ha, là ma là chính lại như thế nào? Đầu tiên, ngươi chỉ là cá nhân mà thôi, nhưng chớ có làm hối hận cả đời sự tình. Một chuỗi dài trêu chọc phát ra, Đan Thanh Sinh cuối cùng biến mất bóng người, rời đi nơi này. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt một cái, trong lòng lại là nhất thời lại thêm một phần ưu sầu. Song Long hội này từ biệt, nhưng là sẽ rất khó gặp lại a, chỉ là ta nói. Trong mắt lóe lên một đạo không hiểu đau thương, Trác Phàm thật sâu nhắm mắt lại. Ba ngày sau, Trác Phàm tại gian phòng của mình tĩnh tọa tu luyện, thương thế trên người đã là đại thể tốt một nửa. Mà tại trong lúc này, chín tông đệ tử lục tục ngo ngoe đã hướng mỗi người tông môn trở về. Ma Hồn Tông, Kiếm Thần Tông các đệ tử, tại trước khi đi còn cố ý đến cùng Trác Phàm chào hỏi, nói chúc chúc hắn sớm ngày khôi phục loại hình lời nói sau, liền cũng đi. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm trong lòng nở nụ cười hớn hở, nhìn như vậy đến, cùng những tông môn này kết giao đã có con đường. Tiếp đó, thì nhìn Khuê Lang bọn họ bọn gia hỏa này, ngày sau như thế nào cùng những thứ này minh hữu liên hệ, hắn cũng liền có thể yên tâm hồi Lạc gia. Trác Phàm, ta cùng Sương Nhi hôm nay liền muốn lật bàn vũ, các ngươi khi nào khởi hành? Bỗng nhiên, một tiếng nữ tử cười khẽ truyền đến, Trác Phàm cửa phòng phanh một tiếng bị người mở ra, thả mắt nhìn đi, lại chính là Vĩnh Ninh không thể nghi ngờ. Nhíu mày, Trác Phàm thản nhiên nói, ta thương thế chưa lành. Chỉ sợ còn muốn 10 ngày nửa tháng thời gian, mới có thể lên đường, để phòng bất trắc. Để phòng bất trắc, ai muốn thương tổn ngươi? Không khỏi khẽ giật mình, Vĩnh Ninh một mặt kỳ quái nói. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, ai muốn làm tổn thương ta ta không biết, dù sao ta gây thù hằn quá nhiều, cẩn thận một chút vẫn là tốt. Hơi hơi trầm ngâm nửa ngày, hai nữ đều là không sai gật đầu, hiểu được. Lần này Song Long hội. Trác Phàm thật là gây thù hằn không ít, làm phòng bọn họ trong bóng tối đánh lén, làm tốt vạn toàn phòng bị cũng là cần phải. Cũng không thể kéo lấy một bộ tàn tật thân thể, để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được đi. Đã như vậy,
chúng ta trước hết được một bước, không giống nhau ngươi. Chậm rãi phất phất tay, Vĩnh Ninh hai nữ cười đến sán lạn như đào hoa, ánh mắt dường như còn có một tia thần bí. Trác Phàm nhìn đến kỳ quái, suy nghĩ một chút, nói bóng nói gió nói, hai người các ngươi một mình lật bàn vũ, không sợ ra chuyện sao? Muốn không lại chờ mấy ngày, ta đưa các ngươi trở về. Thật, Vĩnh Ninh khẽ giật mình, vui vẻ nói. Sương Nhi lại là hung hăng lôi kéo nàng ống tay áo, chừng nàng liếc một chút, nàng mới hồi phục tinh thần lại, rực rỡ cười nói, không cần, chúng ta cùng Khuynh Thành tỷ một đường trở về, trên đường cũng tốt hướng nàng thăm dò thêm một phen, như thế nào tìm kiếm ngươi tâm tư, nịnh nọt ngươi. Ô ô, Vĩnh Ninh còn chưa nói xong, Sương Nhi đã là gương mặt đỏ bừng vội vàng che lên miệng nàng. Huyền Thiên Tông cũng muốn đi, mi đầu lắc một cái, Trác Phàm đã là nghe đến mình muốn tin tức. Trong lòng trầm ngâm một phen về sau, trong đầu hồi tưởng đến Đan Thanh Sinh nói, vội vàng cất bước đi ra ngoài. Hai nữ gặp này, không khỏi sững sờ, cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, ba người liền tới đến Huyền Thiên Tông tại Song Long Viện đặt chân chi địa. Thế nhưng là giờ này khắc này, chỗ đó đã tụ tập một đám người, đều là Huyền Thiên Tông đệ tử, xem ra là chuẩn bị rời đi. Mà Thủy Nhược Hoa chờ nữ nhìn đến Trác Phàm đi vào, cũng là không khỏi khẽ giật mình, cùng nhau chuyển hướng Sở Khuynh Thành chỗ đó. Khuynh Thành tỷ, hắn tới. Đan Nhi lôi kéo Sở Khuynh Thành ống tay áo, nhỏ giọng nói. Thân thể hơi chấn động một chút, Sở Khuynh Thành chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lại chính gặp Trác Phàm cặp kia lãnh mâu chính nhìn chăm chú vào nàng, bất giác khẽ cười một tiếng, nâng lên bước liên tục, đi vào trước mặt hắn, hỏi, gần nhất thương thế tốt nhiều sao? Tốt nhiều, làm sao hiện tại mới đến hỏi à? Quá muộn a. Ha ha ha, Trác quản gia không phải luôn luôn độc lai độc vãng, ghét nhất ồn ào sao? Làm sao chê ta không nhìn tới ngươi sao? Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm, Sở Khuynh Thành bất giác điều cười ra tiếng. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm chỉnh trọng nhìn về phía Sở Khuynh Thành, đột nhiên nói, cho ta thời gian nửa năm, lúc trước vấn đề kia. Nửa năm sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, Trác Phàm quay người rời đi. Không có một tia do dự, nhưng là Sở Khuynh Thành lại là bỗng dưng sững sờ tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt đột nhiên xuất hiện hạnh phúc nước mắt. Sau đó nàng xoay người lại như hồ điệp uyển chuyển nhảy múa lên, nhún nhảy một cái đi vào chúng tỉ muội bên người. Người chung quanh gặp này, tất cả đều nhìn mắt trợn tròn, bọn họ cái kia trang trọng hiền thục băng mỹ nhân, gì thì lộ ra như thế rực rỡ nụ cười, còn như thế hoạt bát hiếu động. Tiểu tử kia, đến tột cùng nói với nàng cái gì? Khuynh Thành tỷ, ngươi làm sao? Đan Nhi nhìn về phía Sở Khuynh Thành, dường như không biết đồng dạng, thì thào hỏi. Một mặt mừng rỡ nắm lấy tay nàng, Sở Khuynh Thành tựa hồ có chút kích động, vui mừng nói, hắn vừa mới nói muốn cho ta đáp án, hắn rốt cục nhả ra. Mọi người gặp này, một mặt ngốc trệ, hắn câu nói này có ý tứ gì? Chỉ có Sở Khuynh Thành chính mình minh bạch. Đây là một cái nàng trước đây thật lâu thì chất vấn qua Trác Phàm nhưng Thủy Chung không muốn đối mặt vấn đề. Tuyên Thiếu Vũ lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, song quyền chăm chú nắm lại, trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Nửa năm, hừ hừ, rất tốt. Sau 10 ngày, Trác Phàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thật sâu hít một hơi đã lâu không khí mới mẻ về sau, lại thật dài phun ra, thần thái sáng láng, thương thế trên người cuối cùng triệt để chuyển biến tốt đẹp. Mà tại ngoại môn, sớm đã tập trung đầy người, lại đều là Ma Sách Tông cái kia 9 tên đệ tử cùng Dương Sát 3 vị cung phụng. Bọn họ đều một mực chờ ở chỗ này, thì đợi Trác Phàm thương thế tốt lên về sau, tốt cùng một chỗ hồi tông. Trong mấy ngày nay, 9 tông đệ tử đã lục tục ngo ngoe trở về, chỉ có bọn họ lưu tại nơi này dưỡng thương. Lại chính là tới là cái cuối cùng, rời đi cũng là cái cuối cùng. Bất quá trước mọi người giữa lưng tình lại là hoàn toàn khác biệt. Trước khi đến tâm thần bất định bất an, lúc gần đi lại là mừng rỡ như điên. Trác Phàm, còn kém ngươi một cái, có thể lên đường đi. Ý cười đầy mặt nhìn về phía Trác Phàm, Dương Sát trong mắt lóe lên một tia hí ngược đường cong, ta đã hướng tông môn phát truyền tin ngọc giản, nói chúng ta 2 tháng sau trở về, chỉ bất quá. Hắc hắc, ta không có cùng bọn hắn thông báo lần này chiến quả. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm nhìn lấy Dương Sát một mặt cười xấu xa. Còn có bọn người buồn cười bộ dáng, bỗng dưng suy cười một tiếng, ngươi làm như thế, nhưng là sẽ đem bọn hắn tươi sống gấp chết. Ha ha ha,
Cũng là để bọn hắn lo lắng xuông mới có thú a, không thể chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, bọn họ tại tông môn chờ có sẵn tin tức đúng không? Vậy cũng quá tiện nghi bọn họ. Không khỏi cười lớn một tiếng, Dương Sát hướng Trác Phàm dí dỏm nháy mắt mấy cái, người đều là muốn rời khỏi người, không nhân cơ hội này thật tốt trêu cợt một chút đám kia lão gia hỏa, về sau nhưng là không còn cơ hội. Dù sao chỉ cần chúng ta đem cái này vô cùng lớn tin vui mang về, bọn họ cho dù có căm giận ngút trời, cũng sẽ nhất thời dập tắt, đúng hay không? Liếc nhìn nhau, mọi người cũng là tất cả đều cười lớn một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm không có vấn đề nói, tốt a, dù sao ta đều là muốn cách tông nhân, nỗi oan ức này ta đến cõng, coi như ta trêu cợt đến bọn hắn đi. Ha ha ha, đủ ý tứ, không hổ là chúng ta đại quản gia. Sảng khoái vỗ vỗ bả vai hắn, Dương Sát cười to liên tục, bọn người người cũng là gật đầu cười, nhưng là trong ánh mắt lại là càng pha tạp lấy rất nhiều ấm áp chi sắc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cùng Trác Phàm ở chung thời gian, đã càng ngày càng ít. Trác Phàm, người nói là, người muốn rời khỏi Ma Sách Tông. Bỗng nhiên, đúng lúc này, một đạo kinh dị giọng nữ đột nhiên vang lên, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi hai nữ chính là một mặt kinh dị nhìn về phía hắn, vậy ngươi lại muốn đi đâu bên trong? Dù sao cũng phải cho chúng ta một cái chuẩn xác địa phương a, nếu không chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm ngươi. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm ánh mắt đột nhiên nhu hòa, thì thào lên tiếng, các ngươi không cần phải đi tìm ta, chờ ta trở lại Ma Sách Tông nói rõ ràng về sau, liền về nhà. Cùng tại Thiên Vũ, các ngươi còn cần tìm sao? Thật, không khỏi giật mình, hai nữ vui kêu ra tiếng. Không khỏi cười nhạt lắc lắc đầu, Trác Phàm lại gật gật đầu, xác nhận nói, đương nhiên, nếu không ta làm gì để cho các ngươi lưu thêm mấy ngày, Khác Huyền Thiên Tông, cùng đi với chúng ta. Đợi ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ, vừa vặn cùng nhau về nhà, tránh cho các ngươi hai cái tiểu nha đầu, trên đường hội xảy ra vấn đề gì. Không kìm được vui mừng liên tục gật đầu, hai nữ nhất thời tâm hoa nộ phóng. Trác Phàm như có thể trở lại Lạc Gia, vậy bọn hắn thật sự là sớm chiều tương đối, hai người rốt cuộc không cần tiếp nhận xa như vậy cách tha hương nỗi khổ tương tư. Chỉ là Sở Khuynh Thành không thể cùng nhau trở về, hai nữ lại là có chút đáng tiếc. Dù sao, bàn về trên đời này người nào đối Trác Phàm thứ nhất giải, chỉ sợ không có người nào có thể so ra mà vượt Sở Khuynh Thành. Dạng này nữ tử, không thể cùng Trác Phàm sớm chiều ở chung, cho dù đều là cạnh tranh tình địch, các nàng cũng là cảm thấy vạn phần tiếc hận. Thực Sở Khuynh Thành ung dung rộng lượng, sớm đã thâm nhập hai nữ trong lòng, các nàng cũng không bài xích, nếu là có thể cùng cùng một chỗ lời nói, các nàng nhiều cái dạng này tỉ tỉ cũng không tệ. Tốt, chúng ta xuất phát. Thế mà, hai người suy nghĩ còn không đợi tiếp tục nữa, Trác Phàm đã là hét lớn một tiếng đánh gãy. Dương mắt nhìn mọi người một cái rời đi bóng người, hai nữ không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, Sương Nhi lại là bỗng dưng thân thể trì trệ, sau đó trong hai con ngươi như đêm giống như sơn đen đến, từng đạo tinh thần ánh sáng dày đặc trong lúc đó, một trái tim cũng đột nhiên cấp tốc nhảy lên, từng ngụm thở hổn hển, chẳng biết tại sao. Sương Nhi, ngươi làm sao? Vĩnh Ninh gặp này, bất giác giật mình, vội vàng nâng lên nàng nói. Trác Phàm gặp này, cũng là nhướng mày, đi vào bên cạnh hai người, dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Không biết, chỉ là có trong nháy mắt, trong lòng run sợ một hồi, hiện tại đã tốt nhiều. Trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, Sương Nhi nhưng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc lắc đầu, không biết cái gọi là. Ngay tại vừa mới. Nàng đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm, tựa hồ có nguy hiểm gì nhân vật chính đang đến gần bên người nàng, nhưng là rất nhanh loại cảm giác này lại biến mất, để cho nàng một trận kỳ quái. Trác Phàm cũng là lập tức tĩnh tâm ngưng thần, hướng bốn phía điều tra một phen, gặp không có gì dị thường, cũng liền không để trong lòng. Đại khái, đây là Sương Nhi trên thân thể mình vấn đề, trở về thật tốt điều dưỡng một phen liền không sao. Kết quả là, mọi người tất cả đều không có coi là chuyện to tát. Từ biệt xong Long Việt, đạp vào trở về đường đi. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, Sương Nhi lần này rung động, lại là đến từ xa xôi kêu gọi. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, một chỗ thâm thúy rừng rậm ở giữa, một cái đã sớm bị gần ngàn năm tích lũy rêu xanh bao trùm cửa đá, ầm vang nổ bể ra tới. Chỉ một thoáng, từng đạo sáng chói ánh sáng mặt trời, đã lâu bắn vào cái kia chỗ tối tăm ẩm ướt trong sơn động, hai đạo thở hồng hộc bóng người.
một mặt mệt mỏi đứng lặng tại ngày hôm đó quang chiếu rọi phía dưới, trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Nhị hoàng tử điện hạ, cái này Vân gia tổ địa, chúng ta cuối cùng là tìm tới a. Ha ha ha, từng ngụm thở hổn hển, một cái bất quá thiên huyền cảnh tu vì áo đen người, nhìn lấy bên cạnh một người quần áo lam lũ thanh niên, kinh hỉ kêu lên. Khóe miệng nhịn không được hung ác run rẩy, thanh niên kia trong mắt đều là điên cuồng chi sắc, hơi hơi gật gật đầu, trong tay nắm thật chặt cái kia ố vàng tơ lụa, cũng đang không ngừng lay động, đúng vậy a, cái này đều mấy năm, chúng ta rốt cuộc tìm được địa phương quỷ quái này. Đại ca, phụ hoàng, chờ nhi thần phá giải cái này Vân gia tổ địa bí mật, tìm tới cái kia Tây Châu đệ nhất nhân, nhất định sẽ phục hưng chúng ta Vũ Văn gia thiên hạ, báo thù cho các ngươi trả thù. Còn có lão Tam, người cái bán tổ cầu vinh hỗn đản, người cho lão tử chờ lấy, người ngày tốt sắp chấm dứt, ha ha ha. Thanh niên điên cuồng cười to, hai mắt đỏ bừng, trong mắt đều là vô tận phẫn hận. Người áo đen kia ở bên cạnh nhìn lấy, bất giác thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cảm động lây âm thầm gật đầu. Năm đó thái tử điện hạ thêu dệt lời hoang đường, để cái này nhị hoàng tử đến báo thù, mà không phải dặn dò cho bọn hắn những thứ này thủ hạ đến làm việc, quả nhiên là có dự kiến trước a. Dù sao chỉ có cửu hận, mới là báo thù động lực. Bọn họ những thứ này thủ hạ, chỉ là thái tử điện hạ cấp dưới mà thôi, bản thân cùng hoàng thất cùng đương kim hoàng đế Vũ Văn Thông, cũng không có gì lớn thù. Tại thái tử điện hạ chết về sau, cho dù là lại trung thành tuyệt đối thủ hạ, những năm gần đây một mực trải qua bị cả nước truy nã, lão căm giận cái xấu thời gian, từ lâu ma diệt đấu trí. Riêng là cùng nhị hoàng tử một mực tìm kiếm cái này Vân gia tổ địa một nhóm người, tại kinh lịch bao nhiêu thiên khó vạn hiểm về sau, chung quy là lại khó chống đỡ tiếp, không phải, ào ào rời đi. Sau cùng cùng ở bên cạnh hắn, cũng liền chính mình. Bất quá dù vậy, chính mình cũng là có đến vài lần, tại đối mặt con đường phía trước một mảnh mê mang cùng nguy hiểm lúc, đánh lên chống lui quân. Lúc này, ngược lại là cái này bị thái tử điện hạ vong hồn sử dụng nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng đang một mực cổ vũ chính mình, rốt cục đi đến một bước này. Có thể thấy được cừu hận lực lượng, đến tột cùng có thể khai phá ra nhân loại thể nội nhiều đại tiềm lực. Có thể tưởng tượng, nhiệm vụ này nếu như chỉ giao cho bọn hắn những thứ này thủ hạ để hoàn thành, bọn họ sớm đã mặc kệ. Nhưng chỉ có cái này nhị hoàng tử, mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ, không còn đế quốc, thề không bỏ qua. Nghĩ tới đây, người mặc áo đen này thậm chí đều có chút khâm phục lên cái này nhị hoàng tử đến, tuy nhiên hắn đúng sự tình bên trong ngọn nguồn, cái gì cũng không biết, một mực thì mơ mơ màng màng. Hơi hơi nhấc nhấc đầu, người áo đen xa xa nhìn về phía trước, dẫn đầu đi ở phía trước, nhị hoàng tử điện hạ, có thuộc hạ trước dò đường, ngài ở phía sau theo, cẩn thận một chút. Tốt, làm phiền, hắc ưng, hơi hơi gật gật đầu, nhị hoàng tử trong mắt ngưng tụ, theo thật sát. Đi qua mấy năm gian khổ thăm dò, cái này nhị hoàng tử ngược lại là bỏ đi lúc trước hoàng thất con cháu sốc nổi ngạo khí, biến đến chiêu hiền đãi sĩ lên. Thấy tình cảnh này, người áo đen kia cũng bỗng cảm giác vui mừng, rực rỡ cười nói, nhị hoàng tử điện hạ, ngài cái này quá khiêm tốn, ta là ngài cấp dưới, đây đều là ta nên làm sự tình. Ai, là ngươi quá tự coi nhẹ mình, hắc ưng, không có ngươi trợ giúp, bản điện cũng không có khả năng đi đến nơi đây. Một đường theo sát, dưới chân là cái kia gập ghềnh đường, nhị hoàng tử không khỏi một mặt cảm thán, vì tìm kiếm cái này Vân gia tổ địa, chúng ta gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở, sương mù dày đặc, trận pháp bẫy dập cơ quan cản đường, càng là nhiều vô số kể, lại chết bao nhiêu người, chạy bao nhiêu người. Hiện tại ta lại là người cô đơn, cũng chỉ có ngươi một đường làm bạn, đồng sinh cộng tử. Từ nay về sau, người ta chính là huynh đệ. Thân thể bất giác trì trệ, hắc ảnh hốc mắt có chút đỏ bừng, trong lòng cũng ê ẩm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ thụ thái tử phân phó, đem cái này nhị hoàng tử làm quân cờ dùng, nhưng cái này nhị hoàng tử lại như thế đợi hắn. Không khỏi, hắn bỗng nhiên cảm giác trong lòng vạn phần hổ thẹn, liền muốn đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ báo ra, miễn cho vị này nhị hoàng tử điện hạ vì báo thù, tiếp tục khắc nghiệt chính mình. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, coi như hắn là thái tử điện hạ tử sĩ, nhưng cùng nhị hoàng tử nhiều năm như vậy, tâm cũng chậm chậm xu hướng hắn. Hắn thực sự không đành lòng vị này tân chủ tử, vì cái này có lẽ có cửu hận, lại một con đường đi đến đen, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là cứ như vậy, thái tử điện hạ lâm chung kế hoạch lại. Nhị hoàng tử điện hạ, thực, trong lòng do dự không ngừng,
Hắc ưng nội tâm mâu thuẫn dị thường, dưới chân bước chân cũng càng phát ra chậm chạp, mi đầu thật sâu nhăn lại, muốn nói cái gì. Thế mà, đúng lúc này, một chút mất tập trung, hắn lại là nhất thời dưới chân mất tự do một cái, hướng về phía trước thẳng quẳng xuống. Bịch! Một tiếng vang nhỏ phát ra, cái kia hắc ưng đã là tại cái này đen nhánh trong sơn động trong nháy mắt không thấy bóng dáng, nhị hoàng tử giật mình, đuổi bước lên phía trước xem, hắc ưng. Thế nhưng là còn không đợi hắn đi mấy bước, cũng là bịch một tiếng, không thấy bóng dáng. Mà tại hai người biến mất chỗ đó, chân xuống vị trí là cái đen nhánh cửa động, nhìn một cái trông không đến đầu động sâu, dường như có thể đem tất cả mọi thứ đều thôn phệ đồng dạng. A, a, hai tiếng thê thảm tiếng thét chói tai tại đen xì trong không gian vang vọng hai người bên tai, nhị hoàng tử cùng hắc ưng đều là lúc lắc thân thể, lớn tiếng hô quát, xa xa nhìn về phía tứ phương, đều là một vùng tăm tối, không cảm giác trong lòng càng thêm hoảng sợ. Hắc ưng, người có thể đằng không phi hành sao? Nhị hoàng tử cả kinh kêu lên. Hung hăng lắc lắc đầu, hắc ưng cũng là vạn phần hoảng sợ, không được, cái này hang động quá kỳ quặc, ở chỗ này ta đường đường thiên huyền cảnh cao thủ, căn bản sẽ không bay. Mà lại chúng ta một mực tại hạ lạc, không biết đáy động ở nơi nào, lúc nào có thể ném tới. Hết xong, sâu như vậy động, chúng ta không biết rơi bao lâu thời gian, nếu là thật rơi xuống đáy động, còn không nện thành thịt nát. Mạng ta xong rồi, trời muốn diệt ta à? Nhị hoàng tử bi thương lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn còn không có báo thù thành công, làm sao lại dễ dàng như vậy không có tánh mạng. Hắc ưng quay đầu nhìn về phía hắn, cũng là bất đắc dĩ thở dài, do dự một hồi, muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Hắn nếu là hiện tại thân chết, tuy nói bởi vì không có hoàn thành báo thù, tráng sĩ không tốt thân thể chết trước, là có chút bi tráng. Nhưng tốt xấu đó là cái mục tiêu, hắn vì lý tưởng mà chết cũng tính toán chết đúng chỗ. Nhưng nếu là nói cho hắn biết, thực đây hết thảy đều là thái tử bố trí cục, coi như thái tử hắn đã chết, người vẫn là bị hắn đùa bỡn vỗ tay trong bàn tay lời nói. Sự thật này, nên có nhiều khổ cực a. Đến lúc đó coi như hắn chết, đoán chừng cũng sẽ chết đến càng thêm biệt khuất, không cam tâm. Tính toán, vẫn là để hắn an tâm lên đường đi, những năm này hắn cũng đầy đủ khổ. Bất giác thở ra thật dài, hắc ưng trầm ngâm một chút, sâu xa nói, nhị hoàng tử điện hạ bớt giận, ngài nhiều năm như vậy đã hết sức. Bệ hạ cùng thái tử điện hạ biết ngài có phần này tâm, phía dưới cửu tuyền cũng sẽ an tâm. Làm sao lại an tâm? Nước chi không nước, Phú Văn gia cơ nghiệp lọt vào tay ngoại nhân, ta lại không có thể đưa cầm về. Phụ hoàng cùng đại ca bọn họ, như thế nào lại an tâm? Hai tay bất giác xoa hai con ngươi. Nhị hoàng tử không khỏi nước mắt chảy ngang, ai hô nói, là ta không có bản sự này đoạt lại tổ tông cơ nghiệp, là ta có lỗi với phụ hoàng cùng đại ca quyền hậu ái a. Nhị hoàng tử khóc nức nở, đã là tại hắc ưng bên tai tiếng vọng. Thật sâu liếc hắn một cái, hắc ưng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ nhắm hai con ngươi, chăm chú trở lấy rơi xuống đất một khắc này, cùng nhị hoàng tử cùng xuống hoàng tuyền. Có lẽ chỉ có dạng này, hắn mới tính báo đáp hai cái chủ tử tình nghĩa. Ông! Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo rõ ràng không gian ba động lại là đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, hai người hạ xuống thân thể đúng là đột nhiên trì trệ, sau đó cực kỳ bất khả tư nghị phiêu phù ở cái này đen nhánh hư không ở giữa. Đến mức hai người bất giác sững sờ, một mặt kỳ dị liếc nhìn nhau, đều là trong lòng lo sợ, không rõ ràng cho lắm. Ta chính là thượng cổ thập đế một trong, Vân gia lão tổ Vân đế một tia tàn thức, định vào nơi đây. Thủ tộc nhân ta an ổn. Các ngươi thế nhưng là tộc ta con cháu, đến đây bái kiến. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang bỗng dưng quanh quẩn tại hai người bên tai, chấn động đến hai người lỗ tai oanh minh, như muốn bạo liệt. Sau đó, hai người trước mặt trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo chiều cao 100 trượng màu trắng hư ảnh, nhìn kỹ lại là một tiên phong đạo cốt lão giả không thể nghi ngờ. Mái đầu bạc trắng như thác nước màu bạc rủ xuống, dâu trắng lớn lên trải, mặt mũi hiền lành, toàn thân chu vi, tiên khí lượn lờ, pha trộn ở bên. Toàn bộ hư không ở giữa, cũng đột nhiên xuất hiện tinh la kỳ bố, nấn ná lượn lờ, đầy trời ngôi sao, cạnh tranh quang huy. Như chúng tinh phùng nguyệt, vây tại bên người, lưu chuyển ngôi sao trôi qua, không nói ra thâm thúy cùng thần bí. Nhị hoàng tử hai người chăm chú nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đã là hoàn toàn mắt trợn tròn, đúng là cả kinh không nói ra một câu. Người này ai vậy,
lại dường như lập giữa thiên địa đại thần, trưởng khống hết thảy đồng dạng, ngôi sao khung minh mông, cũng nơi tay ở giữa nấn ná, như thế như bức, còn mẹ hắn là người sao? Đừng nói là cái kia đem bọn hắn toàn bộ đế quốc đều phá vỡ chắc phàm, liền xem như toàn bộ đại lục phía trên, còn có thể tìm tới như thế cường hãn nhân vật như bức sao? Cho dù là cái kia Tây Châu đệ nhất nhân Đan Thanh Sinh, đoán chừng cũng không đủ người ta nhất trưởng bóp chết đi. Vân gia tổ địa thế mà còn cất giấu đáng sợ như thế cao thủ tồn tại, thật mẹ hắn khó có thể tin. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, nhị hoàng tử cùng Hắc Ưng liếc nhìn nhau, đều là trong lòng hoảng sợ. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, cái kia vân đế đột nhiên nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng, ngươi giống như là tộc ta người, có gì khó xử bái kiến lão phu, có thể tự nhờ bao che vu lão phu dự ấm phía dưới, ôn chờ một hơi bình an. Nếu không phải tộc ta người, tự tiện xông vào tộc ta cấm địa, làm vĩnh viễn chôn xương ở đây, lấy chủ các ngươi tự tiện xông vào chi tội. Không khỏi giật mình, nhị hoàng tử hai người trong lòng hoảng hốt, nguyên lai cái này vân gia tổ địa, chỉ có người nhà họ Vân có thể tới, người khác tới cũng là chết a. Trong lúc nhất thời, hai người trên đầu đều là toát ra như thác nước mồ hôi, nhị hoàng tử càng là con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, thẳng thắn thì chẳng biết xấu hổ vội vàng nói, lão tổ tông, ta là Vân gia con cháu, ta gọi Vân Dũng. Gương mặt nhịn không được hung hăng co lại, Hắc Ưng bất đắc dĩ nhìn cái này nhị hoàng tử liếc một chút, thở dài. Hoàng tử này trở mặt cũng quá nhanh, trong nháy mắt thì quên nguồn quên gốc, ngay cả mình tên họ đều đổi. Bất quá cái này cũng khó trách, mấy năm này bị đế quốc truy nã, đã sớm đem cái kia một thân hoàng thất ngạo khí mài đi, biến đến khéo đưa đẩy nhiều. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn cũng không quan tâm những thứ này miệng lưỡi dẻo quẹo sự tình. Lão tổ tông, ta cũng là Vân gia con cháu, ta gọi Vân Ưng. Hắc Ưng cũng là vội vàng liền ôm quyền, theo chủ tử ý tứ nói đến. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, vân đế bất giác suy cười một tiếng, thì thào lên tiếng, phải chăng vân gia đệ tử, các ngươi nói không tính, lão phu xem sau mới tính. Vừa dứt lời, vân đế đột nhiên trong mắt ngưng tụ, nói đạo bạch sắc ánh sáng liền chợt đến từ trên người hắn phát ra, như là từng cái quét hình giống như, tại hai người trước người một trận chiếu rọi, riêng là cặp mắt kia đồng tử, càng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hừ! Chúng ta vân gia đệ tử đời đời đều có thể phá thiên cơ thần nhãn tương trợ, các người này đôi bình thường mục đích, chỗ nào nhưng là giả mạo ta vân gia tộc người. Sốt cục, đối với hai người quét hình hoàn thành, vân đế lại là cười lạnh, khinh miệt nói, phàm phu tục tử, dám xông vào ta vân gia cấm địa, đáng chết. Nói, toàn bộ đen nhánh chân trời, đột nhiên nổ tung, từng đạo tinh thần như thiên thạch giống như hung hăng hướng hai người nện xuống, thả mắt nhìn đi. Chỉ là hàng ở phía trước liền có mấy ngàn nhiều, mỗi một cái đều là một cái thành trấn lớn nhỏ. Sau đó, còn có mấy vạn thiên thạch liên tiếp xếp hàng chờ lấy nện xuống. Cái này nếu là đập thật, đừng nói hai người bọn họ thiên huyền cảnh tu giả, liền xem như hóa hư cảnh cao thủ, đó cũng là nhất thời biến thành cho bụi hạ chàng A. Trong lúc nhất thời, hai người quá sợ hãi, giật mình trái tim đều nhanh muốn dừng lại. May mắn, nhiều năm như vậy ma luyện. Để nhị hoàng tử ma luyện ra một bộ tường đồng vách sắt hai nghịch ngợm, còn có một khỏa dũng không buông bỏ kiên định báo thù tâm, đúng là tại vân đế cái kia uy áp mạnh mẽ dưới, còn dám cưỡng từ đoạt lý, tranh giành sau cùng một tia sinh cơ, chờ một chút, chúng ta chỉ là vân gia phổ thông đệ tử, ngày đó máy đồng tử, chỉ có vân gia gia chủ mới có thể giác tỉnh. Hừ hừ hừ, sai, không phải vân gia gia chủ có thể giác tỉnh, mà chính là có thể giác tỉnh cặp kia con ngươi. Mới thật sự là vân gia con cháu. Bất giác cười lạnh, vân đế khoan thai lên tiếng, ta huyết mạch, tại mỗi một thời đại vân gia con cháu bên trong chỉ giác tỉnh một người, đó mới là ta chính thức truyền nhân. Người khác, cho dù là vân gia huyết mạch, cũng bất quá cùng người xa lạ một dạng. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nơi này là chỉ có tộc trưởng gia chủ mới có thể đi vào tới sao? Thì coi như các ngươi là người nhà họ Vân, lén xông vào cấm địa, cũng là đường chết một đầu. Vân đế lời nói năng có khí phách, cái kia ngàn vạn tinh thần cũng là chớp mắt tới gần, lập tức liền muốn nện đến bọn họ trước mắt. Trong mắt nhịn không được hung hăng co lại, nhị hoàng tử trong lòng run sợ, nhưng vẫn là cắn răng một cái, trong tay ánh sáng lóe lên, cuối cùng xuất ra cái kia vân huyền cơ nhãn cầu, hướng về phía trước trận lại nói, chúng ta là phụng tộc trưởng Lâm Trung Di mệnh đến, đây là chúng ta tín vật. Kít! Bỗng nhiên, những cái kia nện xuống tinh thần đồng thời dừng lại. Tiếp lấy hô một chút, biến mất không thấy gì nữa.
Hắc ưng gấp nhắm chặt hai mắt, toàn thân rung động run lên cầm cập, nhị hoàng tử cũng là lay động hai tay, chờ lấy sau cùng bị cái kia mấy ngàn tinh thần nện đến thịt nát xương tan thời khắc đến. Nhưng là, cái kia hủy diệt tính thời khắc cuối cùng không có tới đến, chờ bọn hắn mở ra hai con ngươi lúc, lại chính gặp cái kia vân đế vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, thật cao lập tại trước mặt bọn hắn, một đôi đạm mạc ánh mắt chăm chú nhìn trên tay hắn cái kia con mắt, nhấc tay khẽ vẫy, liền thu vào trong lòng, nói khẽ là ta vân gia đệ tử mắt thần, bất quá chỉ đem tín vật tới, lão phu chỉ có thể thỏa mãn các ngươi một điều thỉnh cầu mà thôi. Một điều thỉnh cầu, không khỏi sững sờ, hai người liếc nhau, nhất thời vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới việc này nhanh như vậy thì đảo ngược, cái này vân đế trong nháy mắt theo kẻ địch cường đại nhất, biến thành lớn nhất cường đại chỗ dựa, đây cũng quá tùy tiện a, chẳng lẽ hắn thì không nghi ngờ một chút cái này mắt thần là làm sao tới sao? Bất quá dạng này cũng tốt, có mạnh mẽ như vậy cao thủ chỗ dựa, còn đi tìm cái gì đan thanh sinh a, trực tiếp dẫn hắn đi quét ngang thiên vũ liền đầy đủ. Kết quả là, nhị hoàng tử khẽ khom người, khóc kể lể, lão tổ tông, thực không dám giấu giếm, đệ tử đế quốc bị kẻ xấu cường thủ hào đoạt, hy vọng lão tổ tông ngài có thể vì đệ tử làm chủ. Giúp ngươi phục quốc, mi đầu lắc một cái, vân đế thật sâu nhìn về phía hắn, nhị hoàng tử vội vàng gật đầu. Nhưng vân đế lại hơi hơi lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, làm không được. Vì cái gì, ngươi không phải nói ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Lấy ngài thực lực, cái này hoàn toàn không cần tốn nhiều sức a. Không khỏi giật mình, nhị hoàng tử một mặt khó hiểu nói. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, vân đế đạm mạc lên tiếng, lão phu đã nói qua, lão phu chỉ là vân đế một tia tàn thức, lưu ở nơi này, bảo vệ tộc nhân bình an. Vì tộc nhân chỉ điểm sai lầm, cũng không thể rời đi nơi đây một bước. Cho nên ngươi yêu cầu, ta không cách nào thỏa mãn. Vậy ngươi có thể làm gì? Nhị hoàng tử có chút bất mãn, lại là có chút oán hận hét lớn. Hắc ưng gặp, không khỏi giật mình, vội vàng lôi kéo hắn tay áo, cho hắn nhiều lần nháy mắt. Chủ tử, ngươi tuyệt đối đừng kích động, tuy nhiên lão nhân này không thể rời bỏ nơi này, nhưng chúng ta còn tại hắn trên địa bàn, hắn vẫn là lão đại. Tuyệt đối đừng chọc giận hắn a. Nếu không, hắn nghiền chết chúng ta, cùng nghiền chết con kiến không có gì khác biệt. Nhị hoàng tử tựa hồ cũng cảm thấy mình vừa mới ngữ khí có chút nặng, bất giác tranh thủ thời gian khom người liền ôm quyền nói, xin lỗi, lão tổ tông, ta vừa mới có chút nóng này. Ta chỉ muốn biết, ngài có thể giúp thế nào chúng ta? Có thể phá thiên cơ, chỉ điểm sai lầm, các ngươi có vấn đề gì cứ việc nói ra, ta biết gì nói nấy. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, vân đế trịnh trọng lên tiếng. Trước mắt không khỏi sáng lên, hắc ưng vội vàng run rẩy một đôi tay, chỉ nhị hoàng tử trong tay giới chỉ, cho hắn làm lấy nhắc nhở. Minh bạch hắn ý tứ, nhị hoàng tử trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một bức tinh mỹ bức tranh, phía trên dẫn theo năm chữ lớn, lại chính là Giang Sơn xã tác đồ không thể nghi ngờ. Mí mắt hơi hơi run run, nhị hoàng tử đột nhiên trong mắt nhất định. Lớn tiếng nói, lão tổ tông, xin hỏi Tây Châu đệ nhất nhân đan thanh sinh ở nơi nào, đệ tử còn có thể không tìm tới hắn. Ông, bỗng nhiên, một đạo vô hình ba động lóe qua, vân đế song đồng đột nhiên mà trở nên dị thường thâm thúy, giống như bầu trời đêm tinh thần giống như một mảnh đen kịt. Bốn phía tinh thần cũng đang không ngừng tới lui lưu chuyển lên, phát ra mạnh mẽ cương phong, thẳng đem nhị hoàng tử hai người làm cho khí tức trì trệ, liên tiếp lui về phía sau, trong lòng hoảng sợ. Đan thanh sinh hội tại Trung Châu xuất hiện, ngươi sẽ ở kiếm tinh đế nước đế đô tìm tới hắn, hắn hội hoàn thành ngươi tâm nguyện. Sốt cục, những cái kia tinh thần ngừng chuyển động, cái này tối như mực trong không gian cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại, vân đế vẫn như cũ như vậy trang nghiêm bảo tướng ngồi ở chỗ đó, đạm mạc xuất khẩu. Chỉ là tại hắn trong mắt chỗ sâu, lại là ít có xuất hiện một tia nghi ngờ. Chỉ là những thứ này nghi ngờ, nhị hoàng tử hai người lại là vạn vạn không nhìn thấy. Trong lòng bất giác vui vẻ, nhị hoàng tử không khỏi cả kinh kêu lên, lão tổ tông, lời ấy thật chứ? Đừng gọi ta lão tổ tông, vừa mới ta xem thiên cơ, đã biết ngươi không phải vân gia con cháu, cũng biết các ngươi gia tộc làm ra hết thảy. Bất quá ta chỉ là vân đế tàn thức, chỉ có thể chiếu quy củ làm việc, đã ngươi mang đến vân gia mắt thần, vậy ta thì vì ngươi chỉ điểm sai lầm, chỉ thế thôi. Rear map hơi hơi động động, vân đế đạm mạc lên tiếng. Trong lòng bất giác trì trệ, nhị hoàng tử trên đầu bỗng dưng ra một trán mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm người kia, gặp hắn không có tức giận, mới cuối cùng thở dài một hơi,
yên lòng. Bất quá, đây cũng chính là Vân Đế tàn thức ở đây, chỉ có thể ấn quy trình làm việc, không có sướng vui đau buồn. Nếu là Vân Đế bản tôn tọa trấn nơi đây lời nói, biết được ngươi cái mao đầu tiểu tử dám lừa gạt hắn, đã sớm một bàn tay đem hắn đập bay. Nhưng là đây hết thảy, hắn cũng không biết, còn tưởng rằng người này đại nhân đại lượng không so đo, liền tiếp tục khom người cúi đầu, ưỡn nghiêm mặt nói, như vậy tiền bối, không biết vãn bối khi nào mới có thể nhìn thấy cái kia đan thanh sinh đâu. Cái này đã tính toán vấn đề thứ hai, lão phu không có trả lời, các ngươi cũng cái kia rời đi nơi này. Bất giác nhàn nhạt liếc hai người bọn họ liếc một chút, Vân Đế phất tay một cái. Bỗng dưng, cuồng phong gào thét, hai người thậm chí đều không kịp phản ứng tới, đã là hô một tiếng, bị vỗ bay ra ngoài, nhất thời phổ thông một chút, rơi xuống mặt đất, lúc này té chổng bốn chân lên trời, thất điên bát đảo. Chờ bọn họ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn một cái, lại là ngăn không được giật mình. Chỉ gặp trước mặt bọn hắn, là một tòa núi cao nguy nga, vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh, tuyết đọng đỉnh núi, quanh năm không thay đổi. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Hắc Ưng bất giác giật nảy cả mình, kêu lên, nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta tại sao lại trở lại cái này vân vụ sơn chân núi? Làm sao có thể thoáng cái thì đến nơi đây? Chúng ta bò ngọn núi này, thế nhưng là bò. Chỉnh một chút 3 năm a. Không đợi Hắc Ưng nói hết lời, nhị hoàng tử đã là thở dài một tiếng, một mặt phiền muộn nói, 3 năm qua, chúng ta tại trên ngọn núi này quay tới quay lui, trải qua thiên khó vạn hiểm, thương vong thảm trọng, mấy ngàn người bỏ mình, mấy ngàn người thoát đi, sau cùng chỉ có 2 người chúng ta đi tới đó, quả thực không nói ra quỷ dị. Nhưng không nghĩ tới, cái kia Vân Đế lại tùy tiện vung tay lên thì đem chúng ta phiến trở về, như thế thực lực, thực sự không thể tưởng tượng. Hắc Ưng nghe đến, cũng là một mặt ngưng trọng gật đầu, nghĩ không ra tứ trụ một trong Vân gia vậy mà xuất thân như thế hào môn, có như thế lão quái vật tọa chấn. Nếu không phải lão quái này vật không thể nhích người lời nói, đoán chừng sớm đã nhất thống đại lục đi. Lần nữa thật sâu nhìn xem cái kia tuyết đọng cao sơn liếc một chút, Hắc Ưng bất giác cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, thở dài, trải qua mấy năm, sinh tử vô số, đi tới nơi này, lại chỉ vì lão đầu kia một câu mà thôi, kết quả này, ha ha ha. Chỉ một câu này lời đã đầy đủ, chúng ta đã có báo thủ phương pháp cùng tiến lên mục tiêu. Trong mắt tinh mang lóe lên, nhị hoàng tử hét lớn lên tiếng, sải bước hướng Trung Châu phương hướng bước đi, làm Vân gia lão tổ tông, như thế cường hãn tồn tại, hắn tiên đoán nhất định càng thêm sẽ không sai. Chúng ta cuối cùng sẽ tìm được đan thanh sinh, cũng cuối cùng rồi sẽ phục quốc. Trác Phàm, Lạc gia, còn có lão Tam, các ngươi những thứ này cướp đoạt chính quyền đạo tặc, chờ đó cho ta nhìn. Ha ha ha. Cười to một tiếng, nhị hoàng tử giống như hồ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Hắc Ưng nhìn chằm chằm hắn, cũng là vội vàng theo tới, trong lòng lời nói, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ai, tính toán, nếu là báo thù là hắn tiến lên động lực lời nói, cái kia vẫn để hắn đi tiếp như vậy đi. Hoặc là chờ hắn đoạt lại hoàng vị, có được thiên hạ về sau, tại nói cho hắn biết, cũng không muộn. Khi đó, hắn hẳn là cũng hội cảm tạ thái tử cho hắn viên này báo thù tâm đi. Kết quả là, 2 đạo nhân ảnh, một trước một sau, lần nữa hướng phục quốc con đường đạp đi. Chỉ là, bọn họ ai cũng không nghĩ tới là, liền tại bọn hắn rời đi về sau, cái kia tối như mực trong không gian, Vân Đế cái kia tia tàn thức lại còn không có tiêu tán, mà lại trong mắt nghi hoặc càng lúc càng lớn. Kỳ quái, hắn mục tiêu là muốn hướng Lạc gia, Trác Phàm còn có hắn tam đệ báo thù. Thế nhưng là Lạc gia cùng hắn tam đệ báo thù kết quả đã là rõ rành rành, nhưng duy chỉ có cái này Trác Phàm sinh mệnh quỹ tích không thể phỏng đoán. Chẳng lẽ, đó là cái thiên mệnh bên ngoài người sao? Nếu là như vậy lời nói, đây chính là một cái đại biến số A. Thở dài một tiếng, Vân Đế bóng người to lớn chậm rãi tiêu tán, sau cùng hoàn toàn không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có cái này tối như mực không gian, đã tản ra thôn vệ hết thảy hắc ám. 2 tháng sau, hiu hiu hiu. Mấy đạo tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm chờ người thân ảnh đã là trong nháy mắt xuất hiện tại tông môn kết giới bên ngoài, mà ở nơi đó, Ma Sách tông tông chủ Tà Vô Nguyệt, đã cùng một đám trưởng lão ở nơi đó chờ trực đã lâu. Ha ha ha, Vô Nguyệt, tình cảnh lớn như vậy tới đón tiếp chúng ta a. Nhìn lấy nhóm người kia đầu toán loạn cảnh tượng, Dương Sát bất giác cười lớn một tiếng, kẻ cầm đầu đi ra phía trước, nghênh đón mọi người sùng bái ánh mắt. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đến gần, Tà Vô Nguyệt đã là ánh mắt lạnh lẽo,
bỗng dưng một bước chân, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tại hắn vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng trước, một chân đá ra. Đụng! Tiếng vang cực lớn, vang vọng mọi người bên tai, Dương Sát tại một cỗ cực kỳ cường hãn trùng kích lực dưới, nhất thời như một trái bóng ra giống như bị đá bay ra ngoài. Sau đó một tiếng ầm vang, đụng vào một chỗ trên vách đá dựng đứng, đột nhiên liền đâm vào một cái động lớn tới. Đang muốn tiến lên cùng tông môn trưởng lão cung phụng cộng đồng chúc mừng khải hoàn các đệ tử, nhìn đến như thế tràng cảnh, bất giác tất cả đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì, chúng ta làm gì sai à, làm sao tông chủ lớn như thế tính khí? Lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, Tà Vô Nguyệt chậm rãi thu hồi phi cước, lại nhìn về phía cái kia khói lửa tràn ngập phế tích chỗ, trong mắt đều là trần trụi lãnh mang. Soạt một tiếng, Dương Sát theo phế tích bên trong chui ra, nhìn về phía Tà Vô Nguyệt một trận giận mắng, nhà cái phi, người nhà làm tông chủ làm điên. Bọn lão tử tại Song Long Viện liều sống liều chết, vì tông môn làm vẻ vang, trở về thì mẹ hắn bị ngươi một trận loạn đạp. Lão tử trêu chọc ngươi. Hừ, ngươi còn có mặt mũi sách. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Tà Vô Nguyệt lạnh lùng nói, hai tháng trước cái kia truyền tin ngọc giản là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhà chỉ nói các ngươi hai tháng bên trong hồi tông, Song Long hội tình hình chiến đấu nửa chữ không đề cập tới. Là không mặt mũi sách còn là làm gì. Hại lão tử cái này hai tháng bên trong một mực nơm nớp lo sợ, tâm liền không có để xuống qua. Ngươi cái này con lợn béo đáng chết trở về, lão tử đạp ngươi một chân, đây đều là nhẹ. Thân thể không khỏi chấn động, mọi người liếc nhìn nhau, đều là nhịn không được bật cười ra tiếng. Ta nói người tông chủ này làm sao lớn như vậy hỏa khí, nguyên lai là vì cái kia phong truyền tin ngọc giản a. Cái này cũng khó trách, biết rõ hắn coi trọng nhất cái kia Song Long hội tình hình chiến đấu. Còn hết lần này tới lần khác muốn tại cái này địa phương treo hắn khẩu vị, khó trách hắn hội nín đầy bụng tức giận. Dương Sát nghe được câu này về sau, cũng là bất giác rực rỡ cười một tiếng, sờ mũi một cái nói, há, nguyên lai là vì sự kiện này à. Đây không phải là ta, quên viết à. Đánh rắm, chuyện lớn như vậy, người hội quên viết. Coi như người quên viết di chúc, cũng không nên quên viết sự kiện này. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tà Vô Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Ôm ôm nói đi, có phải hay không Song Long hội thất bại, sẽ không phải hạ tam tông lót đáy, không mặt mũi báo cáo đi. Phốc, thế mà, Tà Vô Nguyệt chất vấn vừa mới lên tiếng, Nguyệt Linh bọn họ chính là đột nhiên che miệng ba, liếc nhìn nhau, nhẹ cười rộ lên. Nghĩ không ra mình vị tông chủ này đối mình yêu cầu thấp như vậy chờ một lát nghe đến chiến quả về sau, đoán chừng muốn giật nảy cả mình. Tất cả tham chiến đệ tử, đều đang âm thầm cười trộm. Dương Sát cũng là cười đùa tí từng, một bộ cần ăn đòn bộ dáng, lại là cũng không nói rõ, ngược lại trêu chọc nói, Vô Nguyệt, người đoán đâu? Lão tử đoán ngươi cái quỷ a. Trong mắt chừng một cái, Tà Vô Nguyệt hung hăng khoét hắn liếc một chút, lại là không để ý đến hắn nữa, ngược lại đưa ánh mắt về phía Trác Phàm chỗ đó, lại chính gặp Trác Phàm chính mang theo hai cái cô gái xa lạ hướng tông môn đi đến.